mươi 1461 đan thành, thiên cổ đan. Nhị tổ nhìn đại tổ thê thảm bộ dáng. Không cấm đánh một cái dùng mình, chính là mắt thấy chỉ còn lại có cuối cùng một lưỡng đạo. Hắn không thể không trên đỉnh, liều mạng. Hắn lấy tay hóa đau, trực tiếp cắt vỡ bàn tay, máu tươi mang theo thần tính quang huy. Sái lạc ở vòm trời phía trên, rồi sau đó nhanh chóng ngưng kết, nhị tổ hóa thành đại đỉnh xuất hiện ở vòm trời phía trên, hắn vận dụng càng nhiều tinh huyết ở vào khủng bố lôi vân dưới. Lù lù bất động, oanh, đạo thứ nhất lôi kiếp, chứa dục hồi lâu, tại đây một kích dưới. Đại đỉnh bất quá hơi hơi chấn động, tuy rằng này thượng dày đặc vết dạn. Chính là còn có thể chống đỡ, bất quá lúc này lâm việt lại làm mang theo ý cười, đạo thứ hai. Phóc. Nhị tổ ho ra máu, ánh mắt ảm đạm, rốt cuộc kết thúc, ta kiên trì xuống dưới, nhị tổ mang theo vui sướng, không chung phía trên lôi vân. Ở dần dần tiêu tán, còn không đợi nhị tổ hưng phấn, một đạo lôi kiếp ầm ầm tới. Lập tức hướng về hắn đánh rớt xuống dưới. Này, còn có một đạo, nhị tổ hãi hùng cây ếch yêu ta việc cuối cùng một đạo lôi kiếp lập tức hướng về. Hắn đánh rớt, hắn bất đắc dĩ vì bảo mệnh, lại lần nữa học ra đại lượng tinh huyết. Mạnh mẽ chống đỡ trụ cuối cùng một đạo lôi kiếp oanh cuối cùng nhị tổ mang theo khói đen, rơi xuống ở trận pháp quầng sáng phía trên, tiên. Sinh, người gạt ta, đây là nhị tổ cuối cùng một câu, cuối cùng ngất ở trận pháp quầng sáng, đây. Là từ gia tộc địa bên trong, mang theo một đạo chùm tia sáng, đem ba gã lão tổ mang đi. Đây là từ gia ẩn nấp thủ đoạn sau, lâm. Việt ánh mắt nhìn về phía từ gia tộc địa, có thể rõ ràng cảm giác đến. Từ gia ba vị lão tổ hơi thở, đang ở nhanh chóng khôi phục, đây là tộc địa lực lượng thần bí sẽ không làm từ gia lâm vào tuyệt địa bên trong kia linh tiền hẳn là cũng ở nơi đó lâm việt nhìn đến nơi đó bao phủ nồng đậm thân tính vật chất bởi vậy phán đoán đến hắn vốn dĩ ở mới vừa rồi ba gã từ gia lão tổ đều đã bị thương lúc sau chuẩn bị ra tay làm cuối cùng một kích bất quá cũng may là nhịn xuống kia tộc địa bên trong lúc này hiển lộ ra làm lâm việt tim đập nhanh lực lượng bên trong tuyệt đối có có thể uy hát yêu ta đến đồ vật của hắn lúc này đan dược xuất hiện ở lâm việt trong tay mặt trên hắc khí chật lóe mà không đây cũng là lần này đan kiếp như thế khủng bố nguyên nhân chi nhất lâm việt ở đan dược bên trong gia nhập một ít đồ vật bởi vậy mới có thể như vậy này hẳn là đã không thể xưng là thiên linh đan mà là thiên cổ đan lâm việt mang theo ý cười hắn đem chính mình thần niệm rót vào tới rồi trong đó một sợi kế tiếp liền chờ nhị tổ đem thương thế tu dưỡng hảo lúc sau, ăn vào đan dược. Trở thành chính mình con rối Lâm Việt tự tin, từ ra không có cửu phẩm luyện đan sư. Đều sẽ không phát hiện trong đó manh mối, thời gian thực mau qua đi, đan dược hắn đã giao phó tới. Rồi hứa vân trong tay. Từ ra ba vị lão tổ xuất quan, bọn họ tuy rằng như cũ mang theo một cổ suy yếu cảm giác chính là hiện tại không sai biệt lắm đã hoàn toàn khôi phục, đây là từ gia tộc địa cường đại. Chỗ tin tưởng chỉ cần lại tu dưỡng mấy ngày, từ gia ba vị lão tổ. Liền có thể khôi phục đến đỉnh. Từ gia đại điện bên trong, Lâm Việt ngồi ở ghế dựa phía trên, nhắm mắt nghỉ ngơi, mấy. Ngày trước đây là ta chờ mạo muội Nhị tổ tâm tình thực hảo, ở phía trước không lâu, từ vân đã báo cho hắn. Đàn dược không có chút nào vấn đề, hơn nữa vẫn là bát phẩm chín văn chính là cực phẩm đan dược, tuyệt đối có thể cho nhị tổ đột phá đến tiếp theo cái cảnh giới bên. Trong, này không thể nghi ngờ làm hắn tâm tình rất tốt, bất quá đại tổ lại là mang theo một cổ lạnh. Lẽo nói, vì sao ngày ấy tiên sinh không đem chính mình luyện chế đan dược? Mặt sau yêu cầu độ đan kiếp sự tình báo cho. Đan dược phẩm chất chỉ có thể là dựa vào luyện đan sư cảm giác, nếu là biết ta tự nhiên sẽ không luyện chế ra cực phẩm bát phẩm đan dược, làm ba vị lão tổ gặp ách nạn, lâm. Việt mở to mắt, đạm nhiên nói. Xác thật, luyện đan một đường, không chỉ có yêu cầu thiên thời địa lợi nhân hòa. Càng là yêu cầu luyện đan sư thao tác, từ vân nói, đây là hắn kết hợp tự thân kinh nghiệm. Tiên sinh có thể luyện chế ra bát phẩm chín văn đan dược, đây là đại hỷ việc. Xác thật không thể trách tội với hắn, nhị. Tổ hiện tại bắt được thiên linh đan lúc sau hiển nhiên tâm tình rất tốt, bất quá nghĩ tới ngày đó lôi kiếp, lại không cấm đánh một cái dùng mình, chính là ở đan kiếp bên trong, vì sao lừa lừa với ta chờ, sở chỉ có cuối cùng vài đạo. Suýt nữa làm ta nhị đệ thân chết, đại tổ tiếp tục chất vấn. Những việc này, ta không nghĩ làm quá nhiều giải thích. Nếu là đại tổ cảm thấy ta là ở cố ý chỉnh các ngươi, ta đại nhưng rời đi, Lâm. Việc tự nhiên sẽ không một mặt chịu thua, hắn trực tiếp đứng dậy dục muốn ly khai hắn lúc này làm bộ mang theo tức giận đàn kiếp xác thật không thể khống chế không thể trách tiên sinh từ vân không biết từ nơi nào lấy ra một quyển sách cổ chỉ vào đối đại tổ nói sách cổ phía trên không thể biết trước chính là lâm việt nắm giữ cổ tự lại là sẽ không không biết tiên sinh chậm đã ta đại ca tính cách thẳng thỉnh ngươi không cần giống nhau so đo tam tổ đi tới lâm việt trước mặt đồng thời đối đại tổ âm thầm truyền âm nói muốn đem hắn lưu trữ, đến nỗi mặt sau sự, chúng ta lại luận. Hắn chạy thoát không được chúng ta lòng bàn tay. Một cái mặt đen một cái mặt đỏ, Lâm Việt dừng bước, trong lòng lại là nổi lên cười lạnh, hiện tại. Hắn đã minh bạch từ ra bản tính, đại tổ đôi tay lưng đeo ở sau người. Không hề ngôn ngữ, tam tổ đây là cười theo, đem Lâm Việt lại lôi trở lại ghế phía trên. Nếu là ngươi từ ra vẫn luôn như vậy, ta cảm thấy nơi này cũng không cần đãi, Lâm việt nói lộ ra cường ngạnh sẽ không về sau tự nhiên là sẽ không tam tổ nói nhưng vì tiên sinh an bài chỗ ở tam tổ nhìn đến lâm việt cảm xúc ổn định lúc sau lập tức đối từ vân quát lớn an bài an bài từ vân nói liền ở dược phong phía trên chính là chủ điện lúc sau sân tam tổ tiếp tục dò hỏi làm ra cẩn thận tỉ mỉ bộ dáng này từ vân trong lúc nhất thời không biết làm sao kia còn không mau đem tiên sinh an bài đi vào tiên sinh cái gì thân phận người không biết sao tam tổ quát lớn nói đem tiên sinh an bài lúc sau người tới nơi này bị phạt từ vân kêu khổ không ngừng này rõ ràng chính là ba vị lão tổ ý tứ chính mình bất quá là ấn mệnh lệnh hành sự chính là hiện tại lại là muốn gặp trừng phạt là từ vân khom người hắn trời sinh tính chất phác đang ở chuẩn bị nói đây là ba vị lão tổ ý tứ chính là một cổ uy áp, trực tiếp làm hắn không dám ngôn ngữ, tiên sinh, mời theo ta đi, từ. Vân khom người nói, hiện tại tiên sinh chính là dược phong chi chủ. Ở trên đó có tuyệt đối quyền lực, chính là ta chờ đều không thể can thiệp tam. Tổ nghiêm khắc nói, chợt hắn lộ ra tươi cười, dò hỏi, tiên sinh còn vừa lòng, lâm. Việt nhàn nhạt gật đầu, theo sau liền cùng từ vân đi tới rồi dược phong bên trong hắn tuy rằng đã nhiều ngày đều là ở tại nơi đó bất quá là an bài nhà kề rốt cuộc phía trước đại tổ muốn thí nghiệm hắn bởi vậy cũng không có quá nhiều coi trọng vẫn là nhiều nhìn hắn đừng làm hắn rời đi dược phong nửa bước đại tổ nói hắn trong lòng vẫn luôn đối lâm việc tồn tại nghi ngờ này có thể hay không chọc đến hắn bất mãn tam tổ mang theo sầu lo rốt cuộc bát phẩm luyện đan sư ở toàn bộ câu trần quốc gia cổ bên trong kết giao cường giả tất nhiên cũng không ít muốn. Nhìn mấy tháng, lại luận mặt khác. Từ gia đại tổ nói xong, đối với nhị tổ nói, ngươi tiến vào đến tộc địa bên trong. Chuẩn bị đột phá đến tầng thứ ba đi. mươi 1462 từ gia nhị tổ ăn thiên cổ đan. Đi vào chỗ ở, nơi này là một chỗ sân, quái thạch xấu vụng, phong cách cổ giạt rào tiên. Sinh, về sau ngươi liền tại đây cư trú từ vân cung kính nói hắn đối với đan dược có không thể tưởng được si mê đặc biệt là kiến thức quá lâm việt thủ đoạn lúc sau càng là đối với lâm việt trong lòng tôn kính đã là tột đỉnh vất vả lâm việt nói ta liền ở cách đó không xa sân bên trong nếu là tiên sinh có chuyện gì tùy thời có thể gọi ta từ vân nói thời gian trôi qua bảy ngày lâm việt ngồi xếp bằng ở sân bên trong hắn đã tại đây thiết lập cấm chế hắn biết từ gia tam tổ đối với chính mình có đề phòng bởi vậy tại đây đoạn thời gian bên trong hắn cũng không có đi đến từ gia tuy rằng hắn mấy ngày hắn chưa từng hiểu biết từ gia chính là không đại biểu hắn vẫn luôn không thể rời đi nơi đây liền không thể có thủ đoạn bát đầu rồi sau nhắm mắt chi gian lâm việt đã cảm nhận được từ gia nhị tổ đã lấy ra ngày đó linh đan lúc này chuẩn bị luyện hóa Lâm Việt thần niệm xuất hiện ở Từ Gia Nhị tổ tu luyện nơi, Lâm Việt hiện tại thần niệm. Ở vào thứ 9 bước, ở toàn bộ Từ Gia là nhất khủng bố tồn tại. Hiện tại căn bản khó có thể tra xét, mặc dù là Từ Gia sơ đại lão tổ lưu lại thủ đoạn. Đều là không thể. Lâm Việt một sợi thần niệm đi tới Từ Gia Nhị tổ bế quan nơi, hôm. Nay lúc sau ta cũng là thứ 8 bước 3 tầng tu sĩ từ Gia nhị tổ nói, hắn trong ánh mắt mang theo vui sướng chi ý, hắn không nghĩ tới. Chính mình có thể nhanh như vậy liền đột phá, này hoàn toàn quy công với Lâm Việt. Nếu không phải hắn, rất có thể chính mình còn muốn tu hành một đại đoạn năm tháng, bất quá bọn. Họ từ ra, trung quy bất quá là lợi dụng Lâm Việt thôi, nếu là bực này luyện đan sư, là ta từ ra người, nên là thật tốt. Nhị tổ nhìn trong tay phát ra nồng đậm dược hương đan dược không cấm thở dài nói theo sau hắn điều chỉnh hơi thở đem tự thân trạng thái khôi phục tới rồi đỉnh đã nhiều ngày thời gian hắn mượn dùng với tộc địa cùng với đại lượng đan dược hiện tại trên người thương thế đã tất cả khỏi hẳn ở vào đỉnh bên trong đầy đầu đầu bạc lại một lần xuất hiện ánh sáng lâm việt một sợi thần niệm bám vào một con ruồi mũi phía trên lúc này ghé vào từ gia nhị tổ bế quan chỗ không có chút nào do dự này đan dược là trải qua hứa vân mấy phen tra xét quá. Xác nhận không có chút nào vấn đề, từ gia nhị tổ một ngụm đem đan dược ăn mà xuống. Theo tinh thuần dược lực hóa khai, hắn trên người. Dần dần xuất hiện một cổ sắp đột phá hơi thở, mờ mịt sương mù. Xuất hiện ở bế quan chỗ chung, nơi này có một loại kỳ dị trận pháp. Có thể câu thông tộc địa linh tuyền. Lúc này đi tới nhị tổ bên cạnh người, ầm 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 không ngừng bên tai toàn bộ đại địa đều ở chấn động nếu không có nơi đây có cấm chế. Chỉ sợ toàn bộ từ gia cổ thành đều phải xuất hiện dao động có vô số ngọn núi muốn bởi vậy mà. Phá hủy, thứ 8 bước cường giả, ở toàn bộ câu trần quốc gia cổ bên trong. Đã là đứng đầu tồn tại. Loại này số cấp cường giả đột phá thật là làm cho người ta sợ hãi. Như là một uông hải dương giống nhau làm người nhìn không thấu theo tới rồi cuối cùng một bước tựa hồ bám vào ruồi mũi phía trên lâm việt thần niệm câu thông đan dược bên trong dược lực lúc này từ gia nhị tổ nhíu mày hắn cảm giác được tự thân dị động chỉ là loại cảm giác này rất làm mỏng manh chớp mắt lướt qua hắn không có nghĩ nhiều hiện tại đã tới rồi đột phá thời khắc mấu chốt tuyệt đối không thể phân tâm thứ tám bước đột phá là toàn phương diện lột xác bao gồm thần niệm chờ, lúc này Lâm Việt đã đem đan dược bên trong dược lực toàn bộ lấy ra ra tới, chính không ngừng hướng về từ gia nhị tổ thần niệm vị trí. Không ngừng ăn mòn, hiện tại nhị tổ đã lâm vào vật ta hai quên bên trong. Đợi cho Lâm Việt hoàn toàn xâm lấn tới rồi này thần niệm, hết thảy đều đã chậm ngươi. Là người phương nào, nhị tổ thần niệm ngưng kết hóa thành một cái tiểu nhân. Hiện tại hắn thân thể đã loạn làm một nồi cháo, hơn nữa cảm giác được có người khác thần niệm đang không ngừng xâm lấn, này không thể không làm hắn giật mình. Bởi vì nơi này ở vào từ gia tộc địa bên ngoài kín không kẽ hở. Tuyệt đối không có khả năng có người có thể đủ tiến vào, ngươi vẫn luôn giấu kín ở đan dược bên trong. Từ gia nhị tổ lập tức liền phán định tới rồi, ngươi là tiên sinh, không đúng. Là tam đệ trong miệng theo như lời kia Lâm Việt Từ. Gia Tam Tổ trở lại từ gia lúc sau, đã từng cùng đại tổ cùng nhị tổ nói về quá lâm Việt bộ dạng. Cùng với kia khủng bố thiên phú. Lúc này thấy được lâm Việt bộ dáng hắn trong lòng không cấm nổi lên sóng to gió lớn, ngươi. Không tính bổn, lâm Việt lúc này nhàn nhạt nói, ngươi. Đi vào từ gia mục đích chính là làm gì, từ gia nhị tổ nhíu mày, tự. nhiên là vì từ gia thần táng. Lâm Việt nhàn nhạt đáp lại, ngươi tìm chết, cũng dám đi vào từ gia, nhị tổ nói, hắn trực tiếp điều khiển tự thân thần niệm. Hướng về lâm Việt áp lạc mà đến, nơi này ở vào nhị tổ trong cơ thể. Hết thảy đều là từ hắn khống chế. Chính là thiên linh đan bên trong độc tố, theo hắn ở đột phá bên trong không ngừng luyện hóa. Đã trải rộng toàn thân, mặc dù là thần niệm bên trong, đều là tồn tại đen tiền chất lỏng. Lúc này trở ngại nhị tổ phát lực, nhị tổ cảm nhận được tự thân biến hóa. Sắc mặt không cấm đại biến. Người ở đan dược bên trong động hiểu rõ tay chân từ gia nhị tổ lúc này rốt cuộc minh bạch Lâm Việt hóa thành bát phẩm luyện đan sư, đi tới từ gia. Vẫn luôn đều ở trong tối tự thiết lập thủ đoạn, hiện tại dẫn đầu gặp nạn. Đó là sắp đột phá chính mình. Người quả nhiên như tam đệ nói như vậy, tâm cơ thâm trầm tới rồi cực hạn nhị. Tổ nói, hắn hiện tại cảm thấy có một ít buồn cười, từ gia ba vị lão tổ vẫn luôn đang âm thầm muốn được đến bát phẩm luyện đan sư toàn bộ giá trị. Chính là hiện tại, hai người nhân vật lại là đảo ngược không? Thể tưởng được, không thể tưởng được A à, từ Gia nhị tổ cảm thấy tự thân biến hóa, lúc này cũng là cảm giác sâu sắc vô lực. Hắn ở lần đầu tiên nhìn thấy Lâm Việt thời điểm, đã từng lấy thần niệm tra xét, sớm đã biết. Lâm Việt thần niệm to lớn, chỉ sợ đã tới thứ 9 bước nông nỗi, hiện tại cố tình nhằm vào với hắn thiết lập như thế thủ đoạn bất ngờ chỉ sợ hắn hôm nay đã nguy hiểm không đúng nhị đệ trên người hơi thở vì sao trở nên như thế hỗn loạn đại tổ vẫn luôn ở vì nhị tổ hộ pháp lúc này từ trong đó cảm nhận được cái gì hiện tại nhị ca ở vào đột phá thời khắc mấu chốt hơi thở xuất hiện hỗn loạn không gì đáng trách tam tổ nói đại bản gốc tới chuẩn bị tham gia xem xét chính là cảm thấy tam tổ này buổi nói chuyện nói cũng là có lý nhìn nhìn lại Tam tổ ý bảo đại tổ bình tâm tĩnh khí, nói, nhị ca thiên phú, người ta đều là biết đến. Hắn sớm đã dừng chân với hai tầng nhiều năm, hiện tại đột phá, có thiên linh đan. Bất quá nước chảy thành sông mà thôi, đại tổ gật đầu, lâm Việt nhàn nhạt nhìn nhị tổ. Ta vốn dĩ nghĩ cướp đi chính mình muốn đồ vật liền như vậy rời đi, chỉ là không nghĩ tới. Người từ ra như thế lòng muông dạ thú, lòng tham không đủ rắn nuốt voi các ngươi ba vị lão tổ, yên tâm, ta một cái đều sẽ không bỏ qua, Lâm Việt nhàn nhạt nói. Chỉ thấy trong tay hắn xuất hiện từng điều sợi tơ. Đây là thần niệm chi lực cực hạn ngưng kết này thượng mang theo phù văn lực lượng, Lâm Việt thần. Niệm không có lúc nào là không chịu đến bình gốm tẩm bồ. Lúc này đã tiếp cận bất hủ không tiêu diệt. Lúc này ra tay, chẳng sợ bất quá là một bộ phận nhỏ như cũ là làm nhị tổ khó có thể chống cự chỉ thấy nhị tổ nháy mắt bị trói buộc trụ lâm việt đang không ngừng ăn mòn hắn thần niệm thần niệm là một người căn bản nếu là thần niệm bị người khác khống chế cũng chính là đại biểu cho người đem hoàn toàn trở thành con rối từ ra tồn tại mấy vạn năm như thế nào sẽ bởi vì một cái không biết tên oa oa mà bởi vậy táng diệt nhị tổ hét lớn hắn không tiếc thiêu đốt chính mình thần niệm cũng muốn tránh thoát Lâm Việt cấm chế, chính là hắn phát hiện hết thảy đều là phí công. Chương 1463 khống chế từ gia nhị tổ, được đến ký ức. Ở Lâm Việt khủng bố thần niệm dưới, hiện tại hắn toàn thân bao gồm thần niệm ở bên trong. Đều là đã chịu ăn mòn, lúc này căn bản là xoay chuyển trời đất thiếu phương pháp. Khó có thể hình thành cuối cùng chống cự. Tới rồi cuối cùng, hắn được ăn cả ngã về không? chính là phát hiện liền tự bạo thần niệm đều là làm không được ta là từ gia tội nhân a từ gia nhị tổ mang theo thở dài hắn phát hiện chính mình thần niệm đang ở đi bước một bị cắn nuốt tới rồi cuối cùng đã hoàn toàn bị lạc xuống dưới lâm việt hoàn toàn đem từ gia nhị tổ nắm giữ chỉ thấy lúc này nhị tổ mở hai mắt trong đó mang theo một cổ mê ly bất quá thực mau lại là thanh minh lên bất quá nếu là từ rất nhỏ chỗ có thể phát hiện lúc này nhị tổ trên người khí chất tựa hồ đã không giống nhau, tựa hồ cùng Lâm Việt có chút tương tự, bất quá hiện tại chỉ là ở vào. Bước đầu thích ứng kỳ bên trong, Lâm Việt hiện tại thao tác nhị tổ, đêm này trong cơ thể còn sót lại dược lực luyện hóa, hắn cảnh giới. Thực tự nhiên đột phá tới rồi tầng thứ ba bên trong, cường đại hơi thở. Như thủy triều giống nhau ở biểu lộ, đột, phá ta từ ra hiện tại thực lực lại là thượng một tầng lâu. Từ gia tam tổ, lúc này mang theo cao hứng đồng thời cũng nghĩ đến chính mình khi nào có thể đột phá đến bước thứ ba bên trong. Ở Vương Thành bên trong cùng Lâm Việt chiến đấu bên trong. Từ gia tam tổ đã thương cập tới rồi căn nguyên, cho tới bây giờ, như cũ là không có khôi phục. Này không khỏi làm hắn khẽ nhíu mày. Hiện tại ta từ gia có bát phẩm luyện đan sư, nói vậy nếu không bao lâu. Người cũng có thể đột phá, từ gia đại tổ nói, hắn trong ánh mắt mang theo vui mừng chi sắc nói lúc này đây ngươi làm được thực chính xác là từ gia tam tổ mang về lâm việt lúc này đại tổ thập phần vui vẻ nếu là làm lâm việt ở từ gia nghỉ ngơi một đoạn thời gian nói vậy chính là chính mình đều là có hy vọng mại hướng càng cao cảnh giới ba ngày thời gian trôi qua vì sao tam đệ còn không có ra tới đại tổ có thể rõ ràng cảm giác đến hiện tại nhị tổ rõ ràng đã đột phá tới rồi tầng thứ ba thậm chí hơi thở lâu dài mà xa xưa, hẳn là thập phần củng cố, đột. Phá một cái cảnh giới, lắng động lại một phen, cũng không phải chuyện xấu, tam tổ nói. Chỉ là bên trong kết quả, chỉ sợ biết được, sẽ làm bọn họ tuyệt vọng. Khó có thể tiếp thu, thời gian trôi qua 7 ngày thời gian, Lâm Việt đang không ngừng siêu tầm tư. Gia lão tổ thần niệm bên trong hữu dụng tin tức cũng ở làm từ gia nhị tổ dần dần khôi phục đến. Bình thường bên trong theo từ gia nhị tổ mở hai mắt, mang theo một cổ thâm thúy cảm giác, hắn mở ra bế quan chỗ đại. Môn, trên mặt mang theo ý cười, nói, đa tạ đại ca cùng tam đệ vì ta hộ pháp, đột phá từ. Gia tam tổ tiên trước chúc mừng. Không phụ sự mong đợi của mọi người, vẫn là ít nhiều kia một cái đan dược từ. Gia nhị tổ lúc này mang theo thở dài nói, này tầng thứ hai bình cảnh, bối rối ta hồi lâu. Hiện tại rốt cuộc là đột phá, từ gia nhị tổ hiển lộ ra đại hỷ chi sắc, xác thật. Từ gia tam tổ gật đầu nói, bất quá này cũng càng thêm kiên định. Bọn họ muốn đem Lâm Việt lưu lại nơi này quyết tâm, không? Tiếc hết thầy thủ đoạn, chẳng sợ đem này phế bỏ, đại. Tổ nói, từ gia nhị tổ mang theo ý cười, nói, tự nhiên. Chỉ là bọn hắn đều là không có cảm nhận được, từ gia nhị tổ khóe miệng. Mang theo một cổ cười lạnh, làm người có chút sờn tóc gáy, dược. Phòng phía trên, Lâm Việt thở phào nhẹ nhõm, hiển nhiên cự ly xa thao tác thần niệm đối với hắn tới nói, cũng là tiêu hao không nhỏ. Từ gia tộc địa bên trong, đó là linh tuyền nơi, này lai lịch thập phần thần bí. Ra đời với thiên địa chi gian, tựa hồ chịu tải đại đạo, đây cũng là từ gia ba vị lão tổ. Có thể ở thiên kiếp bị thương bên trong, nhanh chóng khôi phục nguyên nhân, lâm. Việt suy nghĩ đến, bất quá trong đó có từ gia sơ đại lão tổ, cùng với hắn vài vị bằng hữu cùng thiết lập cấm chế, có thể treo cổ hết thầy, chính là thứ 9 bước tu sĩ. Không có chấp thuận, khả năng ở trong đó đều là sống không được. Nơi này đã từng là đệ thập bước tu sĩ, lưu lại linh tuyển, lâm. Việc từ nhị tổ ký ức bên trong, được đến hữu dụng tin tức, nơi đó cũng là từ gia đề phòng nhất. Nghiêm ngặt địa phương, trừ bỏ đại tổ, không có người có thể ở không có được đến cho phép tình huống dưới tiến vào nơi. Đó, này đề cập sâu đậm bí ẩn, chính là nhị tổ cũng là bất tận biết, xem. Già vẫn là yêu cầu một đoạn thời gian, mới có thể đem tình huống bên trong, biết rõ ràng. Lâm Việt nhẹ nhàng thở dài nói, bất quá hắn cũng không có hiển lộ ra nôn nóng chi sắc. Việc này quan chính mình đột phá đến thứ 9 bước. Cấp không được, hiện tại Lâm Việt đã khống chế nhị tổ, đối với về sau hành sự. Không thể nghi ngờ muốn tốt hơn rất nhiều nếu là kia đại tổ cũng sắp sửa đột phá, kia đó là cực hảo, lâm. Việt nói, nếu là kia đại tổ đột phá, chính mình liền cũng có thể luyện chế đồng dạng đan dược. Đêm này khống chế lúc sau, toàn bộ từ gia, đều là chính mình trong tay ngoạn vật. Bất quá từ gia đại tổ, hiện tại cơ hồ đã tới tu đạo cuối, nếu là không có kinh thế thần vật. Khả năng cả đời đều là khó có thể đột phá đến càng cao cảnh giới, nếu là hắn thật sự lấy ra kinh thế thần vật lâm việt tự nhiên cũng sẽ không làm hắn phí phạm của trời dùng làm chính mình tiến giai mới là chính đồ lúc này từ gia nhị tổ đi tới lâm việt chỗ ở tuy rằng hắn đối đại tổ hai người theo như lời là tới cảm tạ cùng giám thị lâm việt chính là nhiều nhất là tới bẩm báo tình huống ở hoàn toàn khống chế từ gia nhị tổ lúc sau lâm việt tuy rằng hiểu biết tới rồi từ gia cụ thể hết thảy chính là ở gần đây phát sinh sự tình còn cần nhị tổ tới bẩm báo như thế đi qua nửa tháng thời gian từ ra bắt đầu tế tổ liền ở tộc địa ở ngoài này đối với lâm việt tới nói là một cái cơ hội tốt lúc này đây hắn không có tiếp thu mời vẫn luôn ở vào dược phong phía trên dựa theo tam tổ nói tới nói đây là từ ra sự tình lâm việt bất quá là người ngoài liền không tiện tới đây lâm việt trong tay cầm một quyển sách cổ này thượng ghi lại từ gia sơ đại lão tổ cuộc đời, đây là đề cập sâu đậm bí ẩn. Chính là từ gia tiểu đồng lứa, đều là không biết nguyên. Lai nơi này đã từng là một tôn đệ thập bước cường giả đạo tràng. Lâm Việt đã biết từ gia tại đây thành lập nguyên nhân, từ gia sơ đại lão tổ. Cùng ba gã thứ chín bước tu sĩ, đồng thời phát hiện nơi này. Chỉ là sau lại từ gia sơ đại lão tổ, không biết vận dụng cái gì thủ đoạn, đem này dư mấy người toàn bộ hại chết chính mình một mình chiếm cứ nơi đây linh tiền cũng là đệ thập bước cường giả sở lưu trong đó có thượng cổ khủng bố trận pháp tuy rằng đã tàn khuyết chính là lại là bị từ gia sơ đại lão tổ cùng mặt khác vài tên thứ chín bước tu sĩ chữa trị hơn phân nửa lúc này nơi này trận pháp cường độ chỉ sợ đã tới thứ chín bước đỉnh tới rồi hậu kỳ mỗi một tầng đều là có cách biệt một trời Mặc dù là hiện tại Lâm Việt ở vào thứ 8 bước tầng thứ nhất, liền tính có thể vượt qua hai giai, cũng chính là cùng thứ 8 bước đệ tam giai tu sĩ giao chiến, chính là nếu là muốn thắng được. Lại là yêu cầu hao phí một phen thủ đoạn, thứ 9 bước đỉnh trận pháp, Lâm Việt cũng là bất lực. Đây là, Lâm Việt phiên tới rồi cuối cùng một tờ, nơi này thế nhưng ghi lại kia tàn khuyết. Trận pháp, nếu là đem trận pháp này tìm hiểu từ gia tộc địa cấm chế, chẳng phải là giải quyết dễ dàng lâm việt mang theo ý cười hắn am hiểu sâu luyện đan một đạo chính là đối với trận pháp lại là một mực không thông chính là theo lâm việt lại nhìn kỹ dưới này trận pháp tựa hồ càng xem càng quen thuộc là luân hồi nơi thạch thành phía trên cái loại này hoa văn lâm việt nói hắn đối với thạch thành phía trên hoa văn lại quen thuộc bất quá tuy rằng chỉ là xem qua vài lần, chính là đã từng ở tu hành thời gian, cũng ở khởi nguyên nơi. Trải qua quá cẩn thận nghiên cứu, này chẳng lẽ là trùng hợp sao, Lâm Việt mang theo ý cười. Bất quá hiện tại hắn không có quản nhiều như vậy. Chỉ cần có thể đem từ gia tộc địa trận Pháp giải trừ. Nơi này đem không có bất luận cái gì uy hát yêu ta. Trường 1464 khởi nguyên nơi cùng thế giới này liên hệ lâm việt tiến vào tới rồi bế quan bên trong trận pháp này mang theo biến số tuy rằng này đây thạch thành phía trên hoa văn sở thành lập chính là lại có điều bất đồng đây là thế giới này bên trong đệ thập bước thủ đoạn sao lâm việt mang theo nghi vấn thế giới này bên trong đệ thập bước tuyệt đối cùng khởi nguyên nơi tối cao cảnh giới không sai biệt mấy chỉ là lâm việt không biết vì sao nơi này đệ thập bước như cũ là khó có thể vĩnh sinh chỉ có mấy vạn năm thọ nguyên càng là không biết bọn họ vì sao cuối cùng đều là biến mất ở câu trần quốc gia cổ bên trong câu trần quốc gia cổ bên trong đệ thập bước tồn tại ở lịch sử bên trong có thể đếm được trên đầu ngón tay này hết thảy đều là bí ẩn lâm việt nghĩ tới một loại khả năng có thể hay không này đó đệ thập bước cường giả đã từng tiến vào quá khởi nguyên nơi cũng hoặc là giới hải bên trong rốt cuộc năm đó khởi nguyên nơi cùng vũ trụ tối cao nhóm đều là phát hiện quá thần bí luân hồi thạch thành nơi này đệ thập bước cường giả chưa chắc cũng không có khả năng phát hiện chỉ là khởi nguyên nơi tối cao nhóm ở cuối cùng nhân hắc họa nguyên nhân không có thâm nhập hiểu biết thạch thành bằng không bọn họ đi vào luân hồi lộ chỗ sâu trong chưa chắc không thể dọ thám biết đến thế giới này nghĩ tới nơi này lâm việt đột nhiên muốn hiểu biết thế giới này đến tột cùng cùng này khởi nguyên nơi có kiểu gì liên hệ hiện tại hắn thời gian rất là đầy đủ, làm nhị tổ lấy tới rất nhiều về thế giới này sách cổ lúc sau. Lâm Việt cảm nhận được tựa hồ Câu Trần Quốc gia cổ bên trong đệ thập bước cường giả. Đã từng có đột ngột xuất hiện, lại đột nhiên biến mất người. Này thượng còn có ghi lại, nắm giữ thời gian cùng không gian đến diệu. Chính là năm đó Câu Trần Quốc gia cổ sơ đại hoàng đế đồng dạng là ở vào đệ thập bước. Như cũ là bại, thời gian cùng không gian đến diệu. Lâm Việt Lâm vào trầm tư bên trong. Thế giới này không chú trọng đạo tắc tu hành tới đệ thập bước. Bất quá cũng là lập với thiên địa đỉnh. Có vô địch chi thế, đạo tắc ở khởi nguyên nơi cùng vũ trụ bên trong vận dụng đến nhất huyền ảo. Đột nhiên chi gian, Lâm Việt tự hồ dự cảm tới rồi cái gì, thời gian cùng không gian đạo tắc. Ở thiên địa bên trong, theo Lâm Việt biết cũng chỉ có chính mình sơ tổ Lâm Huyền. Cùng với lúc sau chính mình nắm giữ này hai loại đạo tắc chính là đây là chính mình lần đầu tiên đi vào thế giới này tự nhiên không phải là chính mình chẳng lẽ năm đó sơ tổ cũng đi vào quá thế giới này lâm việt không cấm bắt đầu hoài nghi phía trước hắn chưa từng có nghĩ tới khởi nguyên nơi cùng thế giới này liên hệ biết thấy được thạch thành phía trên hoa văn sở hình thành trận pháp lúc sau hắn mới ý thức được có lẽ ở đã lâu năm tháng phía trước cũng đã có tối cao hiểu thấu đáo luân hồi chi lộ huyền bí, xuyên thấu qua luân hồi lộ đi vào quá nơi này. Nếu là như thế này lời nói, Lâm Việt cũng không phải cái thứ nhất đi vào thế giới này vũ trụ. Bên trong người có thể hay không đến nay, vẫn cứ có khởi nguyên nơi đi vào nơi này cường giả hậu nhân, Lâm Việt không cấm mang theo nghi hoặc chi ý. Bất quá hắn chưa từng có nhìn đến quá. Có người vận dụng quá vũ trụ bên trong pháp môn, đây là tất nhiên, bởi vì thế giới này bên trong Tu luyện pháp môn là trải qua vô số tuế nguyệt, khôn sống mống chết kết quả. Bất quá nếu là có tối cao đi vào nơi này, bọn họ cơ hồ đều là một cái pháp môn khai sáng giả. Có được khủng bố đến khó có thể tưởng tượng uy năng. Tuyệt đối là có thể truyền thừa xuống dưới, Lâm Việt lúc này lấy ra chính mình được đến kia ngọc. Chất đại điện, hắn đặt ở trong tay, hiện tại cẩn thận quan vọng dưới, mới có thể phân biệt ra này mặt trên thời không đạo tắc tuy rằng cũng là đến từ chính thế giới này lại có chút bất đồng tựa hồ từ nào đó phương diện tới nói càng như là chính mình tương ứng vũ trụ bên trong thời không đạo tắc lâm việt tới rồi hiện tại cơ hồ đã có thể khẳng định thế giới này tuyệt đối có tối cao đã đặt chân quá chỉ là khả năng phát hiện cái gì khủng bố sự tình lại có lẽ là khởi nguyên nơi hắc họa bùng nổ bởi vậy mới có thể bất đắc dĩ rút đi đây cũng là sách cổ bên trong ghi lại đã từng có đệ thập bước cường giả đột ngột xuất hiện lại đột ngột biến mất nguyên nhân chi nhất xem ra kia đất hoang cấm điện truyền lưu trường sinh bí mật có lẽ nói chính là khởi nguyên nơi lâm việt kết hợp sách cổ cùng với chính mình thân phận như thế phỏng đoán đến chỉ là thời gian này phía trên tựa hồ không khớp bởi vì câu trần quốc gia cổ thành lập thời gian bất quá mười mấy vạn năm mà thôi dựng lên nguyên nơi tối cao tồn tại năm tháng đã khó có thể khảo cứu khi đó liền cổ sử cơ hồ đều còn không có ra đời chẳng lẽ cái này thế gian thời gian tốc độ chảy xa xa chậm với khởi nguyên nơi hoặc là vũ trụ lâm việt nghĩ tới một vấn đề nghiêm trọng chính mình đã mấy năm thời gian thời điểm ở khởi nguyên nơi đã qua đi mấy trăm vạn năm đến từ chính càng lâu Lâm Việt nghĩ tới nơi này, không cấm mày thâm nhăn, ở chính mình ngã xuống phía trước. Hắc họa cũng đã có bắt đầu dấu hiệu quỷ dị nhất tộc bên trong 10 đại vương tòa. Đều không sai biệt lắm sống lại. Nếu là mấy trăm vạn năm qua đi, chỉ sợ khởi nguyên nơi thậm chí với vũ trụ. Đều là hoàn toàn luân hãm, chính mình cố nhân, lâm việt chém tới loại này ý tưởng ta. Cần thiết mau chóng trở về, thế giới này, khả năng ở sau này năm tháng bên trong đi thêm tìm tòi nghiên cứu. Lâm Việt nói, hắn lấy ra từ gia tộc địa trận pháp hiện tại đã qua đi nửa tháng thời gian. Lâm Việt không ngủ không nghỉ. Ngọc chất đại điện phóng đại. Lâm Việt ngồi xếp bằng trong đó toàn bộ sân bên trong đều là giày đặc. Lâm Việt sở thiết lập cấm chế, không có hắn cho phép không có người có thể tới gần. Một tháng thời gian chỉ thấy Lâm Việt lấy tu vi lực lượng ở trên hư không phía trên khắc lục ra từng đạo huyền ảo phù văn này cùng tứ gia tộc địa bên trong trận văn thập phần tương tự. Mắt trận tổng cộng 10 cái, nếu là muốn hoàn toàn bài trừ. Chỉ sợ yêu cầu một năm thời gian, Lâm Việt suy nghĩ, nghĩ tới thời gian. Lâm Việt phủ nhận cái này quyết đoán, hắn lại lần nữa bế quan nửa tháng, chỉ thấy hắn trong tay. Xuất hiện mấy côn đại kỳ, này thượng có huyền ảo dao động. Người đem này trận kỳ cầm đi, tìm một cái cơ hội, đặt ở trận pháp mắt trận phía trên, Lâm việt đối với đã đi vào nơi này nhị tổ nhàn nhạt phân phó nói ở phía trước hai ngày từ gia lão tổ chuẩn bị lần thứ hai thỉnh lâm việt ra mặt luyện chế ra bát phẩm đan dược làm đại tổ mệnh luân tuổi trẻ một ít năm tháng trong đó dược liệu thập phần chân quý biết nửa tháng qua đi lấy từ gia nội tình mới thu thập tề vừa lúc ở thời gian kia đoạn bên trong được đến từ gia linh tuyền đi lâm Việt nói, hắn đã đi tới từ gia gần hai tháng, hết thảy bố cục. Cũng nên thu võng lúc, Lâm Việt thay một tịch áo đen, đem tự thân hơi thở, che lấp đến kín mít. Hắn đi ra dược phong dưới, đây là hắn đi vào từ gia tới nay. Lần đầu tiên đi ra dược phong, đại bộ phận thời gian. Đều là có từ gia người không có lúc nào là giám thị. Bởi vì lần này luyện đan không phải là nhỏ, ở phía trước kia một lần đan kiếp bên trong từ ra ba vị lão tổ đã nếm thử tới rồi đan kiếp khủng bố bởi vậy ở nhị tổ kiến nghị dưới lâm việt có thể đi vào tộc địa bên ngoài tiến hành luyện chế đan dược bất quá điều kiện là lâm việt cần thiết làm cho bọn họ mặt luyện chế đan dược này gần như là uy hát yota chi ý đại tổ ánh mắt mang theo lạnh lẽo này đối với hắn lúc sau tu hành bên trong có thật lớn ảnh hưởng tuyệt đối không dung có thất tộc địa cũng thập phần quan trọng nếu là làm lâm việt tiến vào, xuất hiện sai lầm. Là toàn bộ từ gia đều là không chịu nổi, từ gia nhị tổ kiến nghị. Là lâm việt ý tứ, lúc này lâm việt vẫn cứ là một tịch áo đen, đi tới tổ địa bên ngoài. Tiên sinh chớ có trách cứ, người cũng biết tộc địa đối ta từ gia quan trọng trình độ, từ. Gia tam tổ tiên trước, ôm lấy xin lỗi, lâm việt nhàn nhạt gật đầu, nói. Còn không phải là muốn mượn cơ hội này, làm ta không thể cự tuyệt làm ngươi từ gia luyện đan sư tiến hành quan sát sao nếu ngươi từ gia muốn học vậy nhìn kỹ hảo lâm việt nhàn nhạt nói lâm việt khâm điểm đan dược xuất hiện ở hắn trong tay từ vài tên từ gia con cháu lấy mâm ngọc thịnh phóng ở tổ địa một chỗ ngôi cao phía trên nhị đệ như thế nào hiện tại mới đến đại tổ mang theo bất mãn nói sự tình quan chính mình đột phá nhưng thật ra tích cực hiện tại có tổ địa bảo hộ, đàn kiếp cũng khó có thể có thành tựu, tới chậm chút. Không có gì vấn đề, nhị tổ cười nói. Chương 1465 với từ gia tộc địa luyện chế mệnh nguyên đan. Theo Lâm Việt bước vào tới rồi tộc địa bên trong, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được đại tổ đã đem. Đại trận mở ra, chính mình dựng thân địa phương, có khủng bố dao động, ẩn nấp với ngầm. Nếu là Lâm Việt có điều dị động, thì thời đều có thể đánh chết hắn. Lâm Việt không có quản mấy thứ này, hắn nhìn ngôi cao phía trên, thịnh phóng vài loại dược liệu. Này niên đại cơ hồ đều đã tới 7-8 ngàn năm, đây là tục mệnh đan dược ở thế giới này bên. Trong, có thể tiêu trừ mệnh luân phía trên dấu vết cơ hồ là nghịch thiên. Sẽ không cho phép ra đời, bởi vậy nếu là luyện chế thành công, chỉ sợ sở hình thành đan kiếp. So với ngày đó linh đan đan kiếp, khủng bố không biết nhiều ít lần, mệnh nguyên đan sao, lâm. Việt mang theo cười lạnh chi ý, này đan dược vừa lúc thành toàn hắn. Theo Lâm Việt vận dụng vũ hỏa, đem trong đó một gốc cây dược liệu chậm rãi luyện. Có thể rõ ràng cảm giác đến, nồng đậm sinh mệnh khí cơ, đang không ngừng phát ra. Gần là từ tộc địa bên trong phát ra một tia một sợi. Ở một bên lập từ ra con cháu nghe thấy được. Đều là cảm giác cả người thư thái, tựa hồ tự thân sinh cơ. Đều là bị đánh thức, dược liệu thực mau hóa thành từng tí bột phấn. Tiếp theo Lâm Việt bắt đầu luyện hóa đệ nhị vị chủ dược, từ vân cung kính đứng ở một bên. Không ngừng ký lục, hắn trời sinh ngu dốt chính là đối với luyện đan một đường. Lại là có cường đại thiên phú. Bởi vậy hắn tuy rằng đối với Lâm Việt một ít thủ pháp thập phần giật mình. Chính là còn chưa tới đạt xem không hiểu nông nỗi, này. Tuyệt đối là truyền thuyết bên trong cổ pháp, từ vân có thể minh xác khẳng định hắn đã từng gia nhập quá đan giáo trở thành ngoại môn trưởng lão một đoạn thời gian bởi vậy đối với luyện đan bên trong lịch sử thập phần rõ ràng thấy được lâm việt vận dụng thủ pháp lúc sau hắn mang theo mừng như điên luyện đan bên trong cổ pháp chính là đan giáo bên trong đều là không có người nắm giữ loại này cổ pháp chỉ là tồn tại với truyền thuyết bên trong đan giáo một ít người càng là suy đoán Loại này luyện chế đan dược thủ pháp căn bản không tồn tại. Lâm Việt thủ pháp thập phần huyền ảo, pháp gần như nói làm một ít người ngoài nghề. Không hiểu luyện đan chi thuật người xem ra đều là có một loại đạo vận thuật. Nhưng thông thần, Từ Vân mang theo kích động, hắn nghĩ tới ghi lại cổ pháp cuối cùng một câu. Luyện đan nhưng thông đại đạo, thành tựu đan đạo, bất quá này giới hạn trong cổ pháp. Ở đời sau bên trong, sớm đã thất lạc theo khảo cứu, ở câu trần quốc gia cổ chưa từng thành lập phía trước, luyện đan cổ pháp. Đều đã biến mất vô tận năm tháng, tựa hồ là luyện đan đạt tới đệ thập bước cường già. Cuối cùng biến mất ở lịch sử sông dài bên trong. Từ vân nghĩ tới sách cổ bên trong ghi lại, hiện tại kích động cả người run rẩy Cơ hồ là mất đi lý trí, hắn thấp giọng lẩm bẩm Không ngừng hướng về lâm Việt phương hướng tới gần, từ vân, người đang làm gì, từ. Gia tam tổ quát lớn ở từ gia tộc địa trận pháp mở ra thời gian nội nếu là như thế tiến vào nói cùng chịu chết vô dị từ vân ở luyện đan bên trong ở toàn bộ từ gia đều không thấy này hữu giả hắn bị cho kỳ vọng cao ở lúc sau còn phải được đến lâm việt luyện đan thủ đoạn đến tận đây từ gia một đường cường thịnh từ gia tam tổ một cái tát đem này phiến phi từ vân cơ hồ là si ngốc cổ pháp là mỗi một cái luyện đan sư tha thiết ước mơ thuật pháp hiện tại chân thật xuất hiện ở hắn trước mặt làm hắn như thế nào không kích động mặc dù là bị tam tổ đánh bay hắn cũng là lập tức bỏ dậy tuy rằng không có lại hướng về phía trước mà đi chính là trong tay như cũ đang không ngừng ký lục hắn không nghĩ bỏ lỡ bất luận cái gì một cái chi tiết theo lâm việt không ngừng đem dược liệu luyện trong nháy mắt đã ba ngày thời gian trôi qua mệnh nguyên đan luyện chế không phải là nhỏ mặc dù là lâm việt cũng không như vậy nhẹ nhàng, ba ngày thời gian. Gần chỉ là đem trong đó tinh thuần vật chất lấy ra, ở lâm Việt trước mặt. Lò luyện đan đã không như vậy quan trọng. Chuẩn xác mà nói, ở lâm Việt không ngừng luyện chế dưới, kia đan lô đã không chịu nổi. ầm ầm một tiếng bạo liệt mở ra, từ ra tam tổ không cấm là đổ mồ hôi. Luyện đan bên trong tạc lò, chính là người ngoài nghề cũng biết, này nguy hiểm trình độ. Nhẹ thì thất bại trong gang tắc nặng thì đan hủy người vong, bất quá lâm việt nhưng thật ra không có bao lớn để ý ở này khủng bố thần niệm dưới đan lô mảnh nhỏ bị này giam cầm phiêu phù ở trong hư không. rồi sau đó lâm việt một tay thao tác này đan dược tinh thuần vật chất dung hợp, một tay còn lại là lấy vũ hỏa cấu trúc một tôn tân lò luyện đan thuật nhưng thông thần từ gia tam tổ đều là giật mình, bọn họ hiện tại đã ý thức được lâm việt chỉ sợ tự thân chiến lược cũng là không thấp không phải bọn họ nhận chi bên trong cái loại này nhu nhược luyện đan sư theo lâm việt bàn tay vung lên chi gian vài loại đan dược tinh thuần vật chất xuất hiện ở vũ hỏa cấu trúc đan lô bên trong vũ hỏa đan lô này thượng phù văn dày đặc lâm việt lúc này hết sức chăm chú tới vật ta hai quên hoàn cảnh bên trong hắn tu hành quá hư tám bộ có thể tùy thời ở vào ngộ đạo cảnh bên trong lúc này hắn giống như một tôn giống như trích tiên ngồi xếp bằng ở lò luyện đan phía trước mặc dù là nhìn không tới chân dung như cũ là làm người động dung theo thời gian không ngừng chuyển rời bảy ngày thời gian líu lo mà qua đàn dược hình thức ban đầu đã hiện ra nơi này xuất hiện dáng màu vô tận sinh mệnh khí cơ xuất hiện ở tộc địa bên trong có thể nhìn đến các loại dị tượng sôi nổi hiện ra đại địa phía trên xuất hiện kiến mộc cùng giao thảo ở điên cuồng bạo trướng từ vân ở một bên mấy ngày tới nay không ngủ không nghỉ hết sức chăm chú thần niệm cơ hồ đều phải hỏng mất hắn dựa vào đan dược tục mệnh tiệt thế, thế đan dược chỉ sợ cũng là đan giáo bên trong lão tổ đều là khó có thể luyện chế như thế đan dược từ vân thấp giọng nỉ non từ ra lão tổ nghe được từ vân lời nói lúc sau trong lòng càng là giật mình vô cùng từ gia tam tổ mang theo ngạo nghễ thấp giọng lẩm bẩm nói xem ra lúc này đây ta ánh mắt không có làm lỗi siêu việt đan giáo lão tổ luyện đan sư này giá trị đã không thể đo lường chỉ sợ mặc dù là ở câu trần hoàng đô bên trong đều có khủng bố lực ảnh hưởng nếu là hắn nguyện ý sáng lập một cái sánh vai đan giáo thế lực cũng bất quá là dễ như trở bàn tay sự tình càng là như thế từ gia ba gã lão tổ chính là càng thêm cao hứng bất quá lúc này từ gia đại tổ lại là nói ra chính mình sầu lo nói nếu là hắn luyện đan thiên phú như thế đáng sợ không biết chúng ta khi không có năng lực có thể đem lưu lại không tiếc hết thảy đại giới tam tổ buồn bã nói bực này luyện đan sư nếu đã đi vào từ gia liền không cần lại đi ra ngoài không bằng phía trước mở ra đại trận đem này vĩnh viễn lưu tại này đại trận bên trong trở thành ta từ gia cấm luyến từ gia tam tổ kiến nghị hiện làm này đem đan dược luyện chế xong đại tổ nói này rốt cuộc sự tình quan chính mình hay không có thể khôi phục mệnh nguyên nếu là có thể chính mình con đường phía trước liền có thể tiếp tục thấy được lâm việt hiện giờ luyện đan thủ đoạn lúc sau từ ra hai vị lão tổ đã dự kiến từ ra đời sau cường đại chính là bọn họ chính mình khả năng đều còn có thể tồn tại từ ra một đại đoạn thời gian năm tháng chứng kiến từ ra cường thịnh tổng cộng qua đi nửa tháng thời gian đàn dược dược hương đã tràn ngập toàn bộ tộc địa bên trong phát ra một tia một sợi đều là làm từ ra con cháu mệnh nguyên trở nên cường đại rồi rất nhiều này gần như là thần tích làm tất cả mọi người là giật mình oanh thiên địa lôi kiếp ở trong phút chốc hình thành bất quá có đại trận ngăn cản, đan kiếp mặc dù là khủng bố vô biên. Như cũ không có bao lớn hiệu quả, đan kiếp rằng có ba ngày, Lâm Việt sừng sững ở ngôi cao phía. Trên, giếng cổ không gợn sóng, thẳng đến đan kiếp tan đi, tản ra bạch quang đan dược. Bị Lâm Việt thu vào tới rồi trong lòng ngực. Tiên sinh, đây là ý gì, từ ra đại tổ mang theo chất vấn. mươi 1466 bát phẩm luyện đan sư Lâm Việt. Lâm Việt nhàn nhạt nhìn từ gia đại tổ, mang theo lãnh sẩn, nói, ngươi từ gia cái gì ý tưởng? Ngươi cho rằng ta không biết sao, lòng muông dạ thú hạng người, từ. Gia đại tổ cùng tam tổ, nghe vậy biến sắc. Bất quá tam tổ phản ứng đến cực nhanh, lập tức nói, tiên sinh nhiều lo lắng. Ta chờ đối với tiên sinh, chưa từng có mặt khác ý tưởng. Nếu là ngươi trong lòng có gì hiểu lầm, trừ bỏ nói xong là được. Ta từ gia tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi tam tổ mang theo ý cười làm người như tắm mình trong gió xuân chính là lâm việt cũng không ăn này một bộ lâm việt chỉ là nhàn nhạt một tiếng cười lạnh tiếp theo trực tiếp phốc ngồi xếp bằng trên mặt đất nhàn nhạt nói tới nói nói ngươi từ gia như thế nào không lỗ đãi ta cùng hắn nói này đó làm chi hiện tại hắn ở vào ta từ gia tộc địa bên trong chỉ là mặc người sâu xé sơn dương hiện tại ngươi giao ra đan dược về sau thề vì ta từ gia hiệu lực có lẽ có thể cho ngươi ăn ít một ít khổ sở đầu từ. Gia đại tổ lạnh giọng nói. Hiện tại nhìn đến lâm việt thái độ này, bọn họ cũng không cần tiếp tục làm bộ làm tịch. Nói thẳng ra bọn họ vẫn luôn trong lòng suy nghĩ, không tồi, không tồi, lâm. Việt cũng là chờ từ gia đại tổ những lời này hồi lâu, nói. Rốt cuộc chuẩn bị xé rách ra mặt sao? là lại như thế nào từ gia đại tổ lạnh giọng nói chỉ thấy tộc địa sáng lên phù văn xuất hiện ở trong hư không đại địa ầm 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 chấn động vòm trời tựa hồ đều ở từ gia tộc địa lực lượng dưới bắt đầu xuất hiện nghiêng hiện tại ngươi còn có cuối cùng cơ hội từ gia tam tổ nhắc nhở nói đại trận mở ra lúc sau chẳng sợ ngươi nhận thức rất nhiều cường giả cũng không có khả năng đem ngươi cứu ra lâm việt không nói chỉ là nhàn nhạt nhìn trận pháp mở ra hắn sớm đã làm tốt chuẩn bị nói một khi đã như vậy ta cũng không cần lại lưu thủ chỉ thấy lâm việt trong tay sáng lên nơi đây đại trận mấy cái mắt trận lúc này thế nhưng ở xuất hiện hỏng mất chi thế sao lại thế này từ ra đại tổ bị đẩy lui vài bước từ ra bên trong cao tầng đều là vô cùng giật mình tộc địa muôn đời bất hủ cùng đệ thập bước cường già có quan hệ tuyệt đối sẽ không xuất hiện bất luận cái gì ngoài ý muốn mà lúc này thế nhưng xuất hiện không vững chắc dấu hiệu. Tam đệ, hắn ở tộc địa bên trong để lại thủ đoạn, tốc tốc tiến lên. Cùng ta cùng nhau củng cố trận pháp từ, ra đại tổ đi trước ổn định lui về phía sau thân hình. Lúc này trực tiếp đi tới trời cao phía trên. Chính là nhưng vào lúc này, từ gia nhị tổ, đi tới đại tổ phía sau, một phen trường kiếm. Trực tiếp đem này sỏ xuyên qua, đại tổ mang theo khó có thể tin nhìn từ chính mình từ chính mình ngực lúc sau sỏ xuyên qua trường kiếm, máu tê đầm đìa. Nhỏ giọt ở đại địa phía trên. Nhị đệ, đây là ý gì? Đại tổ thấp giọng lầm bẩm chỉ thấy trên người hắn sinh mệnh khí cơ. Đang ở nhanh chóng trôi đi, từ ra nhị tổ. Cầm trong tay lâm việt thạch kiếm, ở ma diệt này nói quả cùng căn nguyên. Loại này xu thế là không thể nghịch chuyển, nhị ca, ngươi điên rồi. Tam tổ tiên trước muốn đem nhị tổ đánh khai, chính là nhị tổ một chút đều không có sợ hãi. Thạch kiếm giơ tay một trọn chỉ thấy, trực tiếp đại tổ lập phách ngay sau đó. Hóa thành một phương đại đỉnh, nguyên khí hóa thành hừng hực lửa lớn. Ở vòm trời phía trên bỏng cháy. Từ ra một ít người đều nhìn vòm trời phát sinh một màn này. Đều là mang theo khó có thể tin, bọn họ không rõ, nhà mình lão tổ, vì sao ở ngay lúc này sẽ xuất hiện lẫn nhau tàn sát nhị tổ đánh lui tam tổ lúc sau hiện tại tộc địa đã đã chịu ảnh hưởng đại tổ khó có thể sống lại chỉ có thể vận dụng vô tận căn nguyên gian nan đem tự thân thân thể trọng tổ hắn đã bị khống chế từ ra đại tổ lúc này minh bạch hắn nghĩ tới không lâu phía trước lâm việt vì tam tổ luyện chế thiên linh đan chúng ta bị bày một đạo người nọ luyện chế đan dược bên trong có thủ đoạn nhị tổ hiện tại đã bị hắn khống chế đại tổ nói ở lần đầu giao thủ bên trong hắn đã cảm nhận được nhị tổ trên người hơi thở tựa hồ trở nên không giống nhau rốt cuộc bọn họ ở chung như thế lâu năm tháng những người khác trên người từng tí hơi thở biến hóa đều sẽ bị phát hiện bất quá trong khoảng thời gian này tới nay ở lâm việt thao tác dưới nhị tổ vẫn luôn che giấu thật sự thâm thế cho nên tới rồi hiện tại mới bị phát hiện chủ nhân, hiện tại từ gia đại tổ đã trọng thương, thỉnh chỉ thị, nhị. Tổ đi tới Lâm Việt trước mặt, thập phần cung kính. Xem ra tổ địa xuất hiện ngoài ý muốn, cũng là cùng ngươi có quan hệ, đại. Tổ nhìn chăm chăm nhị tổ, chậm rãi nói, này hết thảy làm cho bọn họ đều là không có đoán trước. Đến, bọn họ vẫn luôn là ở tính kế Lâm Việt, chính là tới rồi hiện tại, toàn bộ từ gia. Đều là bị bày một đạo, tam tổ bi phẫn đan sen, Lâm Việt là hắn mang đến hiện tại lại là đã xảy ra như thế ngoài ý muốn đại ca toàn lực vận chuyển tổ địa lực lượng tam tổ hét lớn chỉ thấy hắn cả người lực lượng đều là thêm vào ở đại tổ trên người làm này khôi phục tới rồi đỉnh chậm lâm việt xua tay làm nhị tổ đi giết chết tam tổ chính mình còn lại là nhàn nhạt đứng dậy theo hắn kết ấn chỉ thấy bị nhị tổ đứng ở các mắt trận trận kỳ lúc này bộc phát ra tới lộng lẫy quang mang Trận văn quang huy thịnh cực mà suy thẳng đến cuối cùng. Đại tổ mặc dù là cả người đổ mồ hôi, như cũ là không có hóa giải Lâm Việt thủ đoạn, nơi này một lần nữa quy về yên tĩnh bên trong lâm. Việt bố cục trong khoảng thời gian này đã bảo đảm vạn vô nhất thất ngươi. Rốt cuộc là người nào? Đại tổ lúc này ở lùi lại, nếu là tiếp tục thao tác trận pháp nói, hắn khả năng bởi vậy mà đã chịu phản phệ tới rồi cuối cùng thân tử đạo tiêu ta. Sao? Người tam đệ, hẳn là nhận thức. Chỉ thấy Lâm Việt chậm rãi bỏ đi áo đen, lộ ra anh đĩnh khuôn mặt, mặt nếu đau tước. mi nếu kiếm tài, thoạt nhìn thập phần tuổi trẻ, Lâm Việt tam. Tổ kinh hãi, hắn cả đời đều là quên không được này dung nhan. Ở vỗ hầu quốc vương thành bên trong, Lâm Việt cho hắn để lại quá sâu ấn tượng. Thế cho nên tới rồi hiện tại, hắn như cũ là ký ức hãy còn mới mẻ, rốt cuộc hắn lúc ấy kém chút. Bị Lâm Việt trực tiếp chém giết bất quá tới rồi hiện tại hắn cũng là minh bạch có lẽ lâm việt không phải không có đem này chém giết thành công mà là đem này cố tình thả chạy tam tổ ý thức được này một chuyện thật không cấm sắc mặt đại biến nói nguyên lai ngươi vẫn luôn ở mưu hoa lâm việt còn lại là lắc đầu nói chuẩn xác mà nói ngươi không đem từ gia thần tàng nói ra ta không có ý tứ này tam tổ sắc mặt mang theo một tia tái nhợt thực lực của hắn vốn dĩ liền không kịp nhị tổ ở bị áp chế bên trong còn bởi vì cùng lâm việt đối thoại phân tâm lúc này ngực đều suýt nữa bị đánh nát ở liên tục lùi lại ngươi chính là lâm việt đại tổ rõ ràng ngẩn ra một trận nơi đây thấp giọng lẩm bẩm tựa ở tự nói cũng như là ở chất vấn lâm việt bọn họ sắc mặt đều là trở nên trầm mặc xuống dưới từ tam tổ trong miệng bọn họ đều là biết lâm việt đến tột cùng có bao nhiêu khủng bố mặc dù là năm tên thứ tám bước tu sĩ vây công dưới hắn như cũ là thong dong mà bình tĩnh tất cả chém giết hơn nữa ở mấy ngày thời gian tu vi bạo chướng hai bước chiến lực phía trên khủng bố vô biên hiện tại hơn nữa luyện đan sư thân phận từ gia tam tổ đã không dám suy nghĩ ở đối lâm việt ra tay phía trước từ gia tam tổ chuẩn xác hiểu biết quá lâm việt xuất thân bất quá cũng không có được đến chuẩn xác kết quả bất quá có một loại khả năng chính là Lâm Việt đến từ chính một cái cực kỳ cường đại che giấu thế lực. Đây là tất nhiên, bằng không Lâm Việt cũng không có khả năng ở như thế đoạn thời gian bên. Trong, từ thứ sáu bước trực tiếp tới thứ 8 bước hoàn cảnh, Lâm. Việt hiện tại còn dám tới đến từ gia ta thấy người nghiền xương thành cho từ. Gia tam tổ hét lớn. Hắn muốn hướng về Lâm Việt sát đi, chính là tới rồi cuối cùng. Lại là bị nhị tổ ngăn trở, bởi vì tu vi hạn chế nguyên nhân, hiện tại từ gia tam tổ càng là bị liên tục áp chế, không bao lâu, đã cả người đều là vết máu. Chương 1467 từ gia tộc địa bên trong linh tuyền. Lâm Việt lúc này cũng là đứng dậy. Hiện tại từ gia tộc địa đã mất đi hiệu năng, đối với Lâm Việt tới nói. Đây là duy nhất uy hát yêu đã không có tác dụng, chỉ thấy hắn chậm rãi đứng dậy. Trên người bạo phát vô cùng uy năng, mang theo một cổ uy áp, trực tiếp tỏa định từ gia đại tổ đối với vẫn luôn đối chính mình có định ý người muốn lợi dụng chính mình hắn sẽ không mang theo chút nào tình cảm ngươi quả nhiên là thứ tám bước chiến lực phía trên đã với tới ta chờ từ gia đại tổ nói mặc dù hắn sớm đã nghe được tam tổ nói qua chính là hiện tại thấy được lâm việt bản tôn như cũ là mang theo giật mình chi sắc hắn không nghĩ tới một cái tuổi tác thoạt nhìn không lớn người thế nhưng đã có sánh vai chính mình chiến lực tới rồi hiện tại đại tổ đã không có biện pháp chỉ có một trận chiến chỉ thấy lâm việt lợi dụng trận kỳ phản đem nơi này phong tỏa làm rời xa nơi đây từ ra con cháu đều là cha xét không đến cụ thể tình huống mọi người không biết muốn phát sinh sự tình gì lâm việt trực tiếp ra tay đại tổ ở phòng bị lâm việt vũ hỏa vẫn luôn gắt gao nhìn chằm chằm lâm việt trong tay bất quá hắn phòng bị Đối với Lâm Việt tới nói, không có bất luận cái gì tác dụng. Hắn Vũ Hỏa cùng Táng Băng ở vào chính mình đôi mắt bên trong, ánh mắt có thể đạt được chỗ. Đều là trốn bất quá. Vũ Hỏa cùng Táng Băng đồng thời xuất hiện. Đại tổ cơ hồ không có chút nào phản kháng đường sống, hiện tại đã không có tộc địa bảo hộ. Đại tổ tiên trước bị đánh lén bị thương, hiện tại đã không có một tia phản kháng đường sống, theo hắn hóa thành đại đỉnh chấn động thiên địa, vũ hỏa cùng táng băng đem này bao quanh vây khốn trụ thiên địa hư không đều. Là bị luyện, đang không ngừng sụp đổ. Bên trong đại tổ hóa thành đại đỉnh, đang không ngừng kêu thảm thiết. Liền phản kháng đều là làm không được thẳng đến 15 phút qua đi, hắn hóa thành bột mịn. Hoàn toàn ngã xuống. Từ gia tam tổ nhìn một màn này, trong lòng đại đỗng, nhịn không được gào giống, nói. Ta là từ gia tội nhân, dẫn sói vào nhà, hắn, mang theo sát ý nhìn lâm việt bất quá từ gia tam tổ cũng là ý thức được hiện tại từ gia khả năng đã xong rồi nhìn đại tổ hoàn toàn ngã xuống hắn cũng tuyệt vọng hắn hồi tưởng khởi ở vỗ hầu quốc phát sinh hết thảy tựa hồ liền ở ngày hôm qua nếu là khi đó không có tìm lâm việt phiền toái nên là thật tốt chính là trên đời không có thuốc hối hận có thể ăn từ gia tam tổ sống nhiều như vậy năm hiện tại cũng đảm đương nổi một phương cường giả ta hy vọng người có thể buông tha từ gia vô tội những người đó, đối với này hết thảy. Bọn họ đều là không hiểu rõ, từ gia Tam tổ nói, không đợi Lâm Việt trả lời. Hắn liền trực tiếp hóa nói. Trực tiếp hắn thân hình ở vòm trời phía trên không ngừng tiêu tán, tới rồi cuối cùng. Hoàn toàn ngã xuống, hắn vì có thể làm Lâm Việt buông tha toàn bộ từ gia, thập phần quyết đoán. Trực tiếp tự sát lâm việt chỉ là nhàn nhạt nhìn một màn này hắn trải qua nhiều như vậy sự tình sớm đã xem quen rồi sinh tử bất quá hắn cũng không có tính toán lạm sát kẻ vô tội từ ra rất nhiều người đối này đều là không hiểu rõ dư lại sự tình lâm việt làm nhị tổ đi làm đến nỗi một ít nên giết người có thể đối lâm việt tạo thành uy hát iota hắn một cái đều không tính toán buông tha giải quyết hết thảy lúc sau Lâm Việt đi tới từ gia tộc địa chỗ sâu trong. Tộc địa bên trong trải qua ngàn vạn năm, bên trong có rất nhiều khó có thể nhìn thấy tiên thảo cùng dị thực, hoa thơm chim hót. Nước chảy róc rách giống như một phương nhân gian tiên cảnh, tới rồi nơi này. Nguyên khí đã tới rồi nồng đậm không hòa tan được nông nỗi. Phàm nhân nghe thượng một ngụm đều có một loại mọc cánh thành tiên cảm giác. Sẽ kéo dài tuổi thọ, bất quá hiện tại nồng đậm nguyên khí đối với Lâm Việt đã không có quá lớn tác dụng từ gia tộc địa cực đại giống như một phương tiểu thế giới đây là đệ thập bước cường giả thủ đoạn đệ thập bước cường giả ở thế giới này bên trong đã là đứng đầu giống nhau tồn tại chỉ là tựa hồ sức mạnh to lớn không kịp ở khởi nguyên nơi thời điểm lâm việt có thể rõ ràng cảm nhận được bất quá không thể nghi ngờ ở thế giới này bên trong có thể tới đệ thập bước chẳng lẽ là đứng đầu cường giả bởi vì cho dù là đệ thập bước cường giả ở vũ trụ bên trong đã là tối cao tồn tại bất hù bất diệt chính là ở thế giới này bên trong cũng bất quá mấy vạn năm mệnh nguyên khó có thể trường sinh phải biết rằng lâm việt tới sắp đột phá chảm đạo cảnh giới cũng tiêu phí mấy vạn năm thời gian ở thế giới này bên trong đệ thập bước có lẽ cũng không tính đứng đầu này đủ để thuyết minh thế giới này khủng bố trình độ tiêu phí một canh giờ thời gian lâm việt đi tới từ gia tam tổ theo như lời linh tiền vị trí một cái sông nhỏ cuối có một viên suối nguồn bên trong lưu chữ nồng đậm nguyên khí bất quá nhiều một chút đồ vật chính là trong đó tựa hồ mang theo nào đó đạo tắc cùng lâm việt nắm giữ luân hồi đạo tắc có một ít tương tự bất quá lâm việt lại là nói không nên lời khó có thể bất đồng hắn đi tới suối nguồn vị trí khó trách từ gia có thể kéo dài không suy sừng sững ở câu trần quốc gia cổ mấy vạn năm, Lâm Việt trầm ngâm nói, gần là bằng vào một chỗ nguyên mát. Đều đủ để tạo thành một cái bất hủ thế lực ra tới. Từ ra phát triển cho tới bây giờ bộ dáng, vẫn là có điều lạc hậu, tất bằng vào này một chỗ nguyên mát. Chỉ sợ cũng không biết có thể tạo thành nhiều ít cường giả, hiện tại Lâm Việt mục đích đã đạt. Tới, hắn nhàn nhạt nhìn suối nguồn, có vô thượng hơi thở ở biểu lộ Lâm Việt có thể khẳng định chính là, này tuyệt đối là đệ thập bước cường giả lưu lại thần vật chỉ là không biết kia đệ thập bước. Cường giả, vì sao tới rồi cuối cùng, đem này linh tuyền di lưu ở nơi đây. Lâm Việt ngồi xếp bằng ở suối nguồn một bên, đem nơi đây hơi thở, không ngừng tiếp dẫn. Tiến vào tới rồi trong cơ thể. Bất quá hắn không có sốt ruột đem này suối nguồn tất cả hấp thu. Tuy rằng linh tuyền có thể chống đỡ hắn tiến vào đến thứ 9 bước, chính là hiển nhiên hiện tại không phải tốt nhất thời cơ, hắn còn cần lắng đọng lại một đoạn thời gian. Lâm Việt lấy ra mới vừa rồi luyện chế đan dược. Tuy rằng hôm nay mệnh đan chủ yếu là vì tăng trưởng thọ nguyên, chữa trị mệnh luân. Bất quá dù sao cũng là thứ tám bước đan dược, thậm chí từ mỗi một phương diện tới nói. Đủ để sánh vai cửu phẩm đan dược. Trong đó có một loại tác dụng, chính là có thể củng cố tự thân thực lực làm tự thân không tì vết, mặc kệ là tu vi, thần niệm vẫn là cảnh giới, đều là như thế. Đây cũng là vì cái gì từ gia đại tổ, không tiếc hao phí thật lớn đại giới. Cũng là muốn đem thiên mệnh đan luyện chế hoàn thành. Bởi vì đại tổ đã tuổi già, thời gian vô nhiều, hắn yêu cầu mượn dùng thiên mệnh đan. Tăng trưởng thọ nguyên đồng thời, đem tự thân cảnh giới mài rũa. Cuối cùng đột phá đến càng cao cảnh giới bên trong, bất quá này hết thảy đều bất quá là vì Lâm Việt làm áo cưới thôi. Lâm Việt nhàn nhạt nhìn trong tay đan dược, lắng động lại hơi thở lúc sau. Không có chút nào do dự, hắn trực tiếp đem thiên mệnh đan ăn mà xuống. Nói dẫn kinh ở trong cơ thể vận chuyển, đang ở nhanh chóng đem đan dược hấp thu cùng luyện hóa. Có thể nhìn đến, bất quá là một lát thời gian, Lâm Việt trên người. Kết đầy một tầng màu trắng ngả xương lạnh, mang theo nồng đậm sinh mệnh hơi thở. Lâm Việt sinh mệnh hơi thở, giống như một đạo cầu vòng, ở toàn bộ tộc địa xuất hiện. Chiếu sáng vô tận đại địa, hiện tại Lâm Việt lợi dụng trận kỳ, đã đem từ gia tộc địa. Hoàn toàn nắm giữ. Theo Lâm Việt tiến vào tới rồi tu hành, hắn lần thứ hai xem nổi lên nơi đây trận pháp. Nếu là không có Lâm Việt cho phép, bất luận kẻ nào đều là dựa vào gần không được nơi này. Đệ thập bước cường giả lưu lại tới trận pháp, cho dù là có điều tàn khuyết chính là ở hiện tại toàn bộ câu trần quốc gia cổ bên trong. Như cũ là không có người có thể bài trừ tồn tại. Mặc dù là tới thứ 9 bước cường giả, hiện tại lấy ở vào tư gia tộc địa lâm Việt. Đều là không có chút nào biện pháp. Chương 1468 một lòng hướng đạo tư gia sơ đại lão tổ. Thời gian như thế đi qua một tháng thời gian, chỉ thấy hiện tại lâm Việt trên người hơi thở càng thêm củng cố, trên người màu trắng ngả xương lạnh, dần dần bắt đầu tiêu tán. Lúc này hắn một tịch hắc y, sắc mặt đạm nhiên, không mang theo chút nào tình cảm. Giống như cửu u mà đến thần chỉ. Hiện tại hắn đã đem tự thân cảnh giới, hoàn toàn củng cố ở thứ 8 bước bên trong, nên. Đem nơi đây linh tuyền, hoàn toàn luyện hóa, Lâm Việt bình tĩnh nói. Linh tuyền bên trong lực lượng, thập phần hùng vĩ làm người giống như nhìn thẳng trời cao giống nhau, có loại nhỏ yếu cùng vô lực cảm giác. Từ gia không có nắm giữ nói dẫn kinh, bởi vậy mặc dù là từ gia ba vị lão tổ, có thể mượn dùng nơi đây tu hành, nếu là muốn đem nơi đây hoàn toàn luyện hóa, lại là rất khó làm được, cơ hồ không có khả năng. Bọn họ đã từng cũng là nếm thử rất nhiều thứ, bất quá tới rồi cuối cùng, đều là bất lực trở về, bất đắc dĩ chỉ có thể mượn dùng nơi đây hơi thở mà tu hành đây cũng là từ ra vì cái gì không có luyện đan sư tồn tại, như cụ có thể như thế cường thịnh. Ra đời ba gã thứ tám bước tu sĩ nguyên nhân, chỉ thấy Lâm Việt lúc này xem bắt đầu vận chuyển đi. Vòng dẫn kinh, đồng thời, cắn nuốt sao trời thi triển. Hắn quanh thân giống như ở diễn biến vũ trụ chi gian, thần bí hắc động giống nhau. Linh tuyền phía trên lực lượng lại bị Lâm Việt không ngừng ăn món. Tiến vào tới rồi hắc động bên trong, rồi sau đó trải qua luyện hóa, trở thành tinh thuần lực lượng đang không ngừng rót vào đến Lâm Việt trong cơ thể. Lâm Việt hiện tại trên người lực lượng, ở lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ tăng trưởng bất quá mấy ngày thời gian. Lâm Việt liền ở thứ 8 bước bên trong, lần thứ hai bước ra một cái cảnh giới. Đi tới tầng thứ hai, Lâm Việt cũng không có đình trệ mà xuống. Cắn nuốt sao trời cùng nói dẫn kinh toàn lực vận chuyển, linh tuyền phía trên lực lượng ở bị không ngừng lôi kéo mà ra theo lâm việt không ngừng hấp thu dưới nơi này xuất hiện thần bí phù văn ở lâm việt bên cạnh không ngừng vờn quanh chứa dục nói cùng lý đan sen trong hư không như thế đi qua một năm thời gian chỉ thấy lúc này linh tuyền ở dần dần khô kiệt lâm việt trên người lực lượng làm cho cả từ ra đều là đang rung động vòm trời phía trên đan chéo xuất đạo nói lôi đình đây là sắp đột phá dấu hiệu theo linh Tuyền hoàn toàn ảm đạm. Lâm Việt đột phá tới rồi chân chính thứ 9 bước, lúc này khô kiệt linh tuyền Bắt đầu xuất hiện sụp xuống, dần dần biến mất ở thiên địa bên trong. Nơi này trung linh dục tú mất đi, từ gia tộc địa. Biến thành một phương phế thổ, Lâm Việt chậm rãi mở hai mắt. Hiện tại hắn đã hoàn toàn đột phá tới rồi thứ 9 bước, giơ tay vung lên chi gian. Liền chứa dục vô tận sức mạnh to lớn, vòm trời phía trên lôi vân trực tiếp liền tiêu tán, rồi sau đó hắn năm ngón tay dò ra với hư không một chảo. Từ gia tộc địa trong hư không, xuất hiện đạo đạo thần dây xích vàng, xôn xao rung động. Tản mát ra làm người tim đập nhanh lực lượng, không cần lại cất giấu, Lâm. Việt nhàn nhạt mở miệng. Ở hắn này một năm thời gian bên trong, hắn đã dần dần phát hiện. Nơi này tựa hồ có một đạo che giấu sâu đậm hơi thở, bất quá Lâm Việt ở vào đột phá bên trong cũng liền không có nhiều quàn chỉ thấy hư không xuất hiện sụp xuống thần kim vây trói quấy xuất hiện một đạo quan tài này thượng lưu lộ hủ bại hơi thở bất quá lại là cho người ta một loại kinh hãi cảm giác bất quá đối với lâm việt tới nói này cổ tim đập nhanh lực lượng không phải đến từ chính bên trong mà là quan tài từ gia sơ đại lão tổ lâm việt nhàn nhạt nói ra bên trong dấu kín sinh linh thân phận phanh quan tài mở ra bên trong nằm sinh linh ngồi dậy thân hình chỉ thấy bên trong là chỉ còn lại có da bọc xương thân hình thoạt nhìn đã hủ bại bất quá trên người hắn hơi thở như cũ là cường đại nhiễm nhiên là thứ chín bước cường già hơn nữa ở thứ chín bước bên trong đã nghỉ chân không biết dài hơn thời gian từ thời gian có thể suy tính ra từ gia sơ đại lão tổ đã sống qua tam vạn năm thời gian này đối với thế giới này tới nói là khó có thể tưởng tượng tam vạn năm thời gian đủ để chứng kiến một đám thời đại thay đổi không biết có nhiều ít triều đại ở ở giữa này đoạn năm tháng bên trong tiêu vong không thể tưởng được ngươi vẫn là phát hiện ta thất bại trong gang tắc từ gia sơ đại lão tổ mở miệng hắn thấp giọng lẩm bẩm hữu khí vô lực tựa hồ mệnh nguyên tại đây đoạn thời gian bên trong Sớm đã suy kiệt, hiện tại bất quá là chỉ còn lại có một hơi, mỗi nói một chữ. Đều là thật lớn dày vò, ngươi là có đại khí phách người." Lâm Việt nhàn nhạt nói, muốn mượn dùng nơi đây đệ thập bước cường giả di cởi. Khám phá cuối cùng một bước, liền chính mình con cháu ngã xuống. Đều là có thể mặc kệ không hỏi, Lâm Việt sớm đã đã biết nơi đây chân chính bộ mặt. Nơi này là đệ thập bước cường giả lột xác nơi, tựa hồ đã từng tên này đệ thập bước cường giả được đến hiểu được bước ra đệ nhị thế bởi vậy tại nơi đây phong ấn chính mình di cởi từ gia sơ đại lão tổ phát hiện lúc sau tìm hiểu không biết nhiều ít năm cuối cùng càng là không tiếc giết hại chính mình bạn tốt chờ làm chính mình chiếm cứ nơi đây ai ta trung quy là thất bại từ gia lão tổ nói hắn tựa hồ đối với lâm việt không có chút nào hận ý mặc dù là lâm việt không ra tay từ gia lão tổ cũng chỉ có thể tọa hóa ở quan tài bên trong liền xuất thế đều là làm không được ta muốn biết đến tột cùng là cái nào phương diện xuất hiện vấn đề nơi này rõ ràng có đệ thập bước đạo tắc cùng lực lượng cuối cùng từ gia lão tổ hãm sâu hốc mắt nhìn về phía vòm trời nói hiện tại ta sắp mất đi ta kia mấy cái hậu bối xác thật đáng chết trêu chọc ngươi này tôn cường giả ngươi rời đi đi ta cũng không nghĩ đem ngươi chém giết từ gia lão tổ hiện tại mặc dù sắp mất đi chính là rốt cuộc đã ở vào thứ chín bước hậu kỳ nếu là hắn muốn không tiếc hết thầy giết chết lâm việt thật đúng là không phải không có khả năng sự tình bất quá con người trước khi chết lời nói thường thật lòng hắn tung hoành cả đời hiện tại chập tôi cũng không nghĩ lại quản này đó ở mấy vạn năm trước hắn cũng là một thế hệ thiên kiêu chính là toàn bộ câu trần quốc gia cổ bên trong đều không thấy này hữu giả bằng không hắn cũng không có khả năng đột phá đến thứ 9 bước. Thành lập bất hù từ ra, bất quá hiện tại hắn lại là sắp mất đi, hết thảy trần về trần. Thổ về thổ, chỉ có Lâm Việt một người biết. Đệ thập bước cường giả, chẳng lẽ là yêu cầu bước ra chính mình một bước? Không phải mượn dùng tiền bối hiểu được cùng di cởi, liền có thể đột phá, Lâm. Việt nhàn nhạt nói, là như thế này sao? Từ ra sơ đại lão tổ tự hồ có điều hiểu ra. Không biết yên lặng bao lâu, hắn không cấm cười to, nói, thì ra là thế. Thì ra là thế, con đường của ta vẫn luôn đều sai rồi, Lâm. Việt buổi nói chuyện tuy rằng không có bất luận cái gì sai lầm. Chính là này không thể nghi ngờ là phủ định từ gia lão tổ hết thảy. Hắn hiện tại nghe nói Lâm Việt lời nói lúc sau, trong lòng hiểu ra. Không cấm thoải mái cười to, hắn hơi thở đang ở không ngừng tiêu tán thân thể cũng hóa thành cho tàn chính không ngừng bay múa hướng trời cao bên trong xem ra ngươi đã từng cũng tới quá này một bước bằng không ngươi không có khả năng nói ra này buổi nói chuyện tới từ ra lão tổ ở tiêu tán hết sức nhìn về phía lâm việt tựa hồ ở kết thúc chính mình cuối cùng tâm nguyện vậy ngươi hiểu rõ con đường của mình sao từ ra lão tổ nhìn về phía lâm việt mặc dù hắn sắp mất đi chính là nhìn về phía lâm việt như cũ mang theo một cổ khủng bố uy áp hắn lộ sai rồi chính là lại là chân chân thật thật thứ chín bước hậu kỳ đến từ viên mãn nông nỗi tu đạo trên đường nhiều xương khô nhìn từ gia lão tổ bộ dáng lâm việt gật đầu nói đã hiểu ra chính là gì lộ từ gia lão tổ tiếp tục hỏi từ gia sơ đại lão tổ si mê với tu đạo không tiếc bỏ xuống hết thảy ở tiêu vong hết sức hắn như cũ là muốn hiểu biết tu hành phương diện sự tình luân hồi Lâm Việt nhàn nhạt đáp lại. Luân hồi, luân hồi, hảo một cái luân hồi, có thể tới đệ thập bước cường già. Chẳng lẽ là kinh tài diễm diễm, tung hoành một cái thời đại hạng người? Xem ra ta còn không có đạt tới ngươi cảnh giới. Lời nói chưa hết từ gia sơ đại lão tổ. Liền hoàn toàn tiêu tán ở thiên địa chi gian. mươi 1469 đi trước vĩnh dạ nơi giải cứu thần chủ. Lâm Việt nhìn từ ra lão tổ tiêu tán lúc sau, chỉ là lại lần nữa đứng yên một đoạn thời gian. Ngay sau đó, hắn không có lại dừng lại, trực tiếp đi ra từ gia tộc địa, hiện tại từ gia. Đối với Lâm Việt tới nói, đã không có cái gì đáng giá lưu lại đồ vật. Từ gia nhị tổ, đã đem từ gia toàn bộ bên trong đều quét sạch chủ. Nhân, ngươi công đạo đồ vật, đều đã làm tốt, từ gia nhị tổ nói. Từ gia ốc trụ ti rằng hiện tại đã bị Lâm Việt sở khống chế, chính là có được chính mình thần niệm cùng với phán đoán. Cũng không phải căn bản ý nghĩa thượng trở thành con dối, về. Sau ngươi chính là từ gia cầm lái giả, đến yêu cầu ngươi thời điểm, ta sẽ tìm ngươi. Lâm Việt nhàn nhạt nói, hắn hiện tại không biết hảo yêu cầu ở thế giới này mang lên bao lâu. Bởi vậy có chính mình thế lực, không phải một kiện chuyện xấu. Rốt cuộc một người tinh lực trung quy là hữu hạn, là từ gia nhị tổ quy trên mặt đất hiện tại toàn bộ từ gia biến cố, đều đã bị phong tỏa. Không có người biết đã xảy ra cái gì, chính là một ít cảm kích từ gia người. Đều là bị lau đi ký ức. Hiện tại từ gia nhị tổ, đã hoàn toàn trở thành lâm Việt nô bọc. Chỉ cần từ gia nhị tổ không có đột phá đến đệ thập bước. Đều là thoát ly không được lâm Việt khống chế, bởi vậy lâm Việt rời đi. Cũng không có bao lớn lo lắng hiện tại hắn đã là thứ 9 bước cường giả, ở toàn bộ câu trần quốc gia cổ bên trong. Đã thuộc về đứng đầu, mặc dù là một ít thế lực lớn lão tổ. Khả năng đều không phải đối thủ của hắn, không có người có thể uy hát iota ta đến hắn. Bất quá hiện tại quan trọng nhất vấn đề chính là tới rồi thứ 9 bước lúc sau. Lâm Việt đã tới bình cảnh kỳ, tuy rằng nói dẫn kinh thập phần huyền ảo. Chính là Lâm Việt tiến cảnh thật sự là quá nhanh, bất quá là mấy năm thời gian cũng đã siêu việt thế giới này bên trong chín thành chín người bọn họ tiêu phí cả đời đều khó có thể tới độ cao bởi vậy hiện tại lâm việt tựa hồ đã nhìn không tới đường lui này cũng làm hắn yêu cầu lắng đọng lại một đoạn thời gian hắn cũng không có nôn nóng tu hành một đường bên trong giới kiêu giới táo tuy rằng hắn biết chính mình thời gian rất là gấp gáp chính là hắn không có sốt ruột đi tìm kiếm kế tiếp đột phá hắn về tới hồ hầu quốc bên trong thiên cơ các các chủ cùng thăng ở bên nhau hiện tại quạ đen cũng thức tỉnh lại đây lâm việt đi tới lụi bại chấn nhỏ thấy được ba người tự hồ đang không ngừng thương nghị cái gì đều là mày nhăn lại tự hồ một việc này đối với bọn họ tới nói là thập phần mấu chốt đồ vật thế cho nên chính là thiên cơ các các chủ thường ngày tới nay bày mưu lập kế hiện tại cũng không cấm là mày thâm nhăn khi bọn hắn thấy được lâm việt đã đến không cấm là lộ ra vui mừng. Lâm Việt, ngươi rốt cuộc đã trở lại, thăng. Tiến lên, lộ ra vui sướng chi tình, hắn vốn dĩ tưởng ở Lâm Việt trước mặt khoe khoang một phen. Chính mình hiện giờ cảnh giới, đã tới thứ bảy bước đỉnh. Chính là cảm giác đến Lâm Việt trên người hơi thở lúc sau, hắn ngữ khí bên trong cây ết yêu ta sợ. Lại là tột đỉnh, không cấm lẩm bẩm nói, ngươi, ngươi hiện tại cảnh giới. Cho dù là hiện tại Lâm Việt không có đem tự thân tu vi cố tình hiển lộ ra tới, chính là thăng đứng ở Lâm Việt trước mặt, liền dường như đối mặt một phương trời cao đại vũ giống nhau. Cho người ta một loại tim đập nhanh cảm giác, tựa hồ không chịu nổi cổ lực lượng này. Phải quy phục mà xuống. Thứ chín bước quạ đen lúc này liếc mắt một cái liền nhìn thấu Lâm Việt tu vi. Không cấm đại kinh thất sắc, liên tục nói, "Yêu nghiệt quái vật, hắn đã không biết dùng cái dạng gì ngôn ngữ đi hình dung lâm Việt, chỉ có thể nghĩ vậy hai cái từ. Thiên cơ các các chủ chỉ là nhàn nhạt gật đầu, thăng mang theo hối hận chi ý, nói. Nếu biết từ ra có như vậy thần tàng, ta cũng nên cùng ngươi cùng đi, lâm. Việt cười cười không nói. Từ ra sừng sững ở câu trần quốc gia cổ bên trong mấy vạn năm, trong đó nội tình. Tự nhiên là khủng bố, trong đó ẩn chứa nguy hiểm, tự nhiên cũng là không thể tưởng tượng. Lâm Việt có thể được đến như thế tạo hóa, vẫn là bằng vào hắn tự thân thủ đoạn. Thiên cơ các các chủ nói, hắn đối với Lâm Việt tiến cảnh. Tự hồ cũng không có cái gì ngoài ý muốn, rốt cuộc Lâm Việt là đại lý thần chủ khâm điểm. Người, quạ đen cũng là nhìn Lâm Việt trong ánh mắt, hiển lộ ra nghi hoặc chi ý, ngươi. Cùng người kia, thật sự là quá giống. Quạ đen không cấm nói, Lâm Việt hiện tại cũng là ở suy đoán, quạ đen trong miệng người nọ sáng lập trời sinh tổ chức thần đình tổ chức có thể ngược dòng đến vô tận năm tháng phía trước rất có thể ngày đó sinh tổ chức sơ đại thần chủ chính là chính mình sơ tổ lâm huyền không ngừng một người nói qua chính mình cùng sơ tổ lâm huyền lớn lên rất giống đối với điểm này lâm việt trong lòng sớm đã có suy đoán có lẽ chính mình sơ tổ ở đã lâu năm tháng phía trước cũng đã đã tới nơi này để lại thần đình tổ chức bất quá lâm việt lại là không biết sơ tổ lưu lại thần đình tổ chức mục đích đến tột cùng là cái dạng gì rốt cuộc theo hắn suy đoán bên trong thần đình tổ chức tới rồi hiện tại trong đó đều khả năng có đệ thập bước cường giả vì sao ở đã lâu năm tháng phía trước lâm huyền không có đem thần đình tổ chức này một cường đại chiến lược mang về khởi nguyên nơi chung này rất có thể bởi vậy mà thay đổi toàn bộ chiến cuộc đây là lâm việt yêu cầu minh bạch một chút, các ngươi mới vừa rồi là ở thảo luận sự tình gì, Lâm Việt không cấm dò hỏi. Hắn đã cảm giác tới rồi ba người khẩn trương cảm xúc, hắn làm thần đình tổ chức người. Tự nhiên cũng là có trách nhiệm, đi dò hỏi những việc này. Cầu trần quốc gia cổ ở ngoài cũng chưa biết nơi, đã xảy ra dị biến. Tự hồ có một chỗ di tích mở ra, hiện tại thần đình tổ chức đại lý thần chủ. Đã tiến vào tới rồi nơi đó, bất quá lại là bị người vây công hiện giờ đã không có tin tức thiên cơ các các chủ nói. Cũng chưa biết nơi, đại lý thần chủ, lâm. Việt thấp giọng trầm ngâm, nói, một khi đã như vậy, chúng ta có thể nhích người. Đi hiệp trợ đại lý thần chủ, lâm Việt lúc này kiến nghị nói. Hắn hiện tại đã đột phá tới rồi thứ 9 bước bên trong. Toàn bộ câu trần quốc gia cổ có thể uy hát yêu ta người của hắn hoặc sự vật. Đã có thể đếm được trên đầu ngón tay, bởi vậy Lâm Việt lúc này nói thẳng nói đối với bọn họ liên tiếp đề cập cũng chưa biết nơi lâm việt cũng là rất muốn hiểu biết trong đó rốt cuộc có cái gì ta thiên thánh tổ chức bên trong cường giả vô số kể nếu là thật sự liên hợp lại chỉ sợ toàn bộ câu trần quốc gia cổ đều sẽ bởi vậy điên đảo chỉ là bọn hắn đều là có chuyện khẩn cấp bởi vậy mà thoát không khai thân tới hiện tại ta chờ tiến đến lại là là duy nhất biện pháp Thiên cơ các các chủ nói, năm đó hắn cũng là thứ chín bức cường già. Chỉ là bởi vì không biết tên nguyên nhân, dẫn tới thân bị trọng thương. Cảnh giới ngã xuống, bất quá hắn kiến giải như cũ không có mất đi, hiện tại mấy người bọn họ tiến. Đến chi viện là duy nhất biện pháp. Lâm Việt vừa lúc cũng có thể hướng đại lý thần chủ hiểu biết một ít chính mình muốn biết đến sự. Tình, lời nói đã đến nước này, mấy người có thể nhích người chỉ thấy thiên cơ các các chủ lấy ra một tờ lá bùa thổi khí chi gian hóa thành vài chục trượng lớn nhỏ này thượng giấu vết bùa chú mang theo nồng đậm không gian lực lượng mấy người bước lên lá bùa hướng về câu trần quốc gia cổ phía tây cực nhanh mà đi những cái đó thế lực lòng muông dạ thú thừa dịp đại lý thần chủ mở ra di tích thời gian thế nhưng đánh lén dẫn tới thần chủ trọng thương thăng biết được tin tức vô cùng phẫn nộ bọn họ vốn đang ở sầu lo, gần là hắn cùng thiên cơ các các chủ cùng quạ đen ba người. Chỉ sợ tới rồi cũng chưa biết nơi, cũng là phí công. Bất quá hiện tại có đột phá đến thứ 9 bước lâm Việt. Tình huống không thể nghi ngờ tốt hơn quá nhiều, thời gian gần đi qua mấy ngày thời gian. Lâm Việt mấy người bước qua thần đình tổ chức thành lập cổ xưa vực môn, bất quá ba ngày. Liền đã tới câu trần quốc gia cổ biên cương địa vực chương 1470 vĩnh dạ nơi khư. Có thể nhìn đến, nơi xa là mênh mông vô bờ vĩnh dạ. Nhìn không tới một tia ánh sáng xuyên thấu qua tựa hồ nơi đó không có thái dương. Cùng sao trời, nhìn không tới chút nào ánh sáng, đại đạo chi khí ở trong đó. Đều là khó có thể hiện hóa. Lâm Việt mấy người đứng thẳng ở tường thành phía trên, nhìn xa qua đi, thập phần bình tĩnh. Nơi này chính là vĩnh dạ nơi, tiên cổ không thấy ánh nắng. Thiên cơ các các chủ nói, nơi này đối với tu sĩ có thật lớn áp chế, khả năng thứ 9 bước tu sĩ ở trong đó. Bất quá có thể phát huy ra thứ 6 bước thực lực, hơn nữa trong đó có một loại sinh linh. Cắn nuốt sinh linh, tên là Khư. Thiên cơ các các chủ nói, nơi này đã từng là một chỗ táng trang. Phát sinh quá khó có thể tưởng tượng đại chiến, táng hạ không biết nhiều ít cường giả. Gần là bên ngoài đều có không biết nhiều ít đệ thập bước cường giả cũng là không biết từ cái nào thời đại ra đời. Thiên cơ các các chủ chậm rãi nói, chẳng lẽ năm đó nơi này có siêu việt đệ thập bước cường giả tồn tại? Lâm Việt không cấm dò hỏi, ở hắn xem ra, đệ thập bước đã là đứng đầu tồn tại. Ở hắn nhận chi bên trong, chảm đạo cảnh đã là tối cao. Chỉ có kia truyền thuyết bên trong sáng thế thần, khả năng siêu việt cái này cảnh giới chính là hiện tại từ thiên cơ các các chủ theo như lời lời nói bên trong tựa hồ thế giới này. Đã từng có siêu việt đệ thập bước tồn tại. Này đối với Lâm Việt tới nói, không thể nghi ngờ là điên đảo tính, vượt quá hắn nhận chi, rất. Có thể, thiên cơ các các chủ nói thẳng nói, bất quá những việc này. Chỉ có đại lý thần chủ mấy người, có lẽ biết từng tí tin tức. Nói đến chỗ này, Lâm Việt trong lòng. Không cấm nổi lên một tia gợn sóng, thế giới này thần bí trình độ, tựa hồ vượt quá lâm việt tưởng tượng bất quá hiện tại chuyện quan trọng nhất là đem đại lý thần chủ mấy người cứu ra đem đánh lén ta thần đình tổ chức thế lực toàn bộ tiêu trừ thiên cơ các các chủ nói đối này mấy người đều là sôi nổi gật đầu lại là hiện tại chuyện này là chuyện quan trọng nhất hiện tại đại lý thần chủ mấy người đã trọng thương ở vào di tích bên trong không biết sống hay chết làm những cái đó thế lực biết cái gì gọi là không thể đụng vào thăng nơi đây trong ánh mắt rõ ràng toát ra sát ý kia một chỗ di tích là ta thần đình tổ chức phát hiện vô số năm bất quá tới rồi đương thời phòng ấn tài lực hơi buông lỏng bất quá cũng là bị mặt khác mấy cái thế lực mơ ước hồi lâu không nghĩ bọn họ cư nhiên dám như thế hành sự thiên cơ các các chủ nói đem bọn họ toàn bộ sát diệt bao gồm bọn họ sau lưng thế lực quạ đen nói thần đình tổ chức đi rằng đương thời đã xuống dốc khá vậy không phải này nơi chật hẹp nhỏ bé thế lực có thể xúc phạm mấy người trực tiếp nhảy xuống tường thành bước vào trong bóng tối lúc này lâm việt đi vào nơi này trong lòng không cấm sinh ra một cổ quen thuộc cảm giác nơi này tự hồ cùng khởi nguyên nơi bên trong quỷ dị tổ địa có chút tương tự lâm việt không cấm cau mày này phát hiện không thể nghi ngờ đối với lâm việt tới nói là thập phần khủng bố xem ra khởi nguyên nơi cùng nơi đây có rất nhiều liên hệ lâm việt trầm ngâm nói đây là hắn yêu cầu phát hiện đồ vật hắn muốn biết nơi đây đến tột cùng cùng khởi nguyên nơi có cái dạng gì liên hệ này đối với mặt sau đi đến khởi nguyên nơi đối kháng quỷ dị trên đường có thật lớn chỗ tốt theo lâm việt bọn họ đặt chân nơi này lúc sau đập vào mắt có thể thấy được đều là một mảnh hắc ám nơi nơi đều là đổ nát thê lương tựa hồ nơi này đã từng là liên miên kiến trúc thập phần cổ xưa cụ thể niên đại đã là không thể khảo cứu năm tháng du lâu chỉ sợ nơi này kiến trúc niên đại đã kéo dài qua mấy cái thời đại thằng cũng là lần đầu tiên đi vào cũng chưa biết nơi lúc này nhìn này đó đổ nát thê lương trong lòng không khỏi hiển lộ ra giật mình mấy cái thời đại hừ, tiểu oa nhi, trở về nhiều đọc một ít sách cổ, miễn cho đến lúc đó đi ra ngoài. Có người nói ta thần đình tổ chức người, không có gì kiến thức quạ. Đen khinh thường nói, hắn của trách thăng, không có chút nào nề tình. Vậy ngươi nói nói, đây là cái nào thời đại kiến trúc thăng? Không cam lòng yếu thế, cũng chưa biết nơi vô cùng thần bí, ở sách cổ bên trong. Cũng bất quá có ít ỏi số bút ghi lại, thăng không phải đã không có giải quá, chỉ là chưa từng có được đến hữu dụng tin tức thôi. Nơi đây niên đại, xác thật không thể khảo cứu, chính là nơi đây tàn lưu phế tích. Tuyệt đối không phải mấy cái thời đại phía trước đơn giản như vậy, quá. Đen nói, người biết vì cái gì nơi này được xưng là vĩnh dạ nơi sao? Thằng lúc này lắc đầu, tuy rằng ngoài miệng rất là quật cường. Chính là hắn đối với vĩnh dạ nơi hiểu biết lại là rất ít, cơ hồ không có gì cụ thể hiểu biết nơi này đã từng là một chỗ táng tràng không biết bao lâu năm tháng phía trước nơi này đều là cường giả chôn cốt địa phương bởi vậy trải qua vô số cường giả hơi thở xâm nhiễm dưới mới đưa đến nơi này tiến vào tới rồi vĩnh dạ nhìn không tới chút nào dương quang quạ đen chậm rãi nói hắn tự hồ ở hồi ức thiết này đó ta cũng biết thăng nghe được quạ đen nói qua lời nói lúc sau chỉ là khinh thường lắc đầu ta lời nói còn không có nói xong, tiểu oa nhi, không cần quấy giày, lục vũ tiếp tục nói. Đối này, Lâm Việt cùng thiên cơ các các chủ đều là cẩn thận nghe, bọn họ đối với vĩnh dạ nơi. Hiểu biết, cũng ít chi lại thiếu, đều là biết, quả đen lai lịch thập phần cổ xưa. Lúc này hàng khởi vĩnh dạ nơi, tuyệt đối không phải ba hoa trích trẻ. Cầu trần quốc gia cổ bất quá là nơi chật hẹp nhỏ bé. Chính là vĩnh dạ nơi thoái hóa sở hình thành một mảnh đại lục thôi thế giới này cuồn cuộn trình độ, rất xa vượt quá tưởng tượng của ngươi, quả. Đen lần đầu tiên đề cập thế giới này cách cục, chính là ở hắn miệng lưỡi bên trong, tựa hồ này câu trần quốc gia cổ, đối với hắn tới nói. Bất quá là gạo, lục vũ tựa hồ chứng kiến quá càng vì diện tích rộng lớn địa vực. Mà này vĩnh dạ nơi hình thành, so với thần đình tổ chức ra đời, càng vì cổ xưa. Cùng hai cái vô thượng thế lực có thật lớn liên hệ, bất quá hiện tại biết nhiều như vậy đối với các ngươi hiển nhiên là không tốt, quạ đen không hề tiếp tục hướng phía dưới nói. Bất quá từ lục vũ miệng lưỡi bên trong, lâm việt mấy người cũng là được đến hữu dụng tin tức. Này không biết nhiều rộng lớn vĩnh dạ nơi. Thế nhưng là hai cái thế lực đại chiến sở hình thành là cỡ nào lực lượng. Mới có thể tạo thành như thế phá hư. Đây là táng mà, đồng thời cũng là một chỗ luyện thi tràng, có nghe đồn, ở nào đó thời đại nơi này táng hạ cường giả sẽ sống lại một lần nữa tái hiện thế gian quạ đen cuối cùng sâu kín nói liền ở mấy người một bên tiến lên một bên đàm luận thời điểm dị biến đột nhiên lên cao chỉ thấy một chỗ phế tích bên trong đột ngột xuất hiện vài đạo màu xám hơi thở mang theo điểm xấu lực lượng quỷ dị gào giống tiếng vang lên màu xám hơi thở nhanh chóng ngưng kết trở thành mấy chỉ không thể diễn tả đồ vật bọn họ nhìn đến lâm việt mấy người lúc sau trực tiếp tấn công lại đây răng nanh thật sâu trượng hứa móng tay giống như lưỡi dao sắc bén giống nhau đại địa giống như đậu hủ trực tiếp bị tua nhỏ này đó không thể diễn tả đồ vật mỗi một con đều là có thứ sáu bước lực lượng hiện tại mấy người tu vi đều là bị áp chế nhiều nhất cũng chỉ có thể biểu hiện ra thứ sáu bước tu vi lâm việt một bước bước ra không có chút nào ướt át bẩn thỉu bất quá đương hắn vận dụng tu vi thời điểm lại là phát hiện một cái thần dị sự tình hắn cảnh giới tựa hồ cũng không có giống như thiên cơ các các chủ theo như lời như vậy bị áp chế ở thứ sáu bước hắn hiện tại như cũ có thể vận dụng thứ bảy bước lực lượng bất quá hiện tại hắn chưa từng có nhiều biểu hiện ra ngoài này đó bất quá là thứ sáu bước lực lượng đối với lâm việt tới nói mặc dù là vận dụng thứ sáu bước tu vi như cũ là thập phần đơn giản, bất quá này thượng quỷ dị hơi thở. Nhưng thật ra có một ít khó giải quyết. Nếu là lây dính thượng nói, khả năng bởi vậy mà gặp nạn. mươi 1471 lục vũ cùng thăng một đường miệng pháo. Trung quanh hoàn cảnh, chính là tốt nhất xác minh, có thể nhìn đến. Theo những cái đó không thể diễn tả đồ vật xuất hiện kia một khác, chung quanh đại địa. Đều là bị ăn mòn, trở thành cho tàn, mang theo nào đó ô nhiễm tính chất này đó khư đều là đã từng cường giả lưu lại mặt trái vật chất ngưng kết hình thành một loại đã không thể trở thành sinh linh đồ vật lâm việt cẩn thận thiên cơ các các chủ lúc này nhắc nhở nói lâm việt gật đầu này đó cùng lâm việt ở khởi nguyên nơi tao ngộ quá quỷ dị sinh linh có tương tự đặc tính đối này hắn thập phần có kinh nghiệm hắn trên người lượn lờ cổ tự lực lượng đem ô nhiễm hơi thở trực tiếp ngăn cách ở bên ngoài cơ thể Bất quá 15 phút thời gian, Lâm Việt liền đem nơi này không thể diễn tả đồ vật. Tất cả chém giết, màu xám hơi thở tiêu tán, Lâm Việt lẳng lặng đứng ở tại chỗ. Nhìn đầu ngón tay kia một chút tích màu xám chất lỏng trong ánh mắt, đang không ngừng phân tích. Hắn ở lợi dụng tự thân vũ hỏa cùng táng băng uẩn dưỡng hai mắt. Muốn tìm hiểu này màu xám vật chất căn nguyên, bất quá cuối cùng Lâm Việt cảm giác hai mắt sinh đau lại là không có được đến chính mình muốn kết quả lâm việt này màu xám vật chất không thể lây dính thiên cơ các các chủ nhắc nhở nói hắn nhìn lâm việt đầu ngón tay tàn lưu loại này vật chất không cấm là kinh hãi bất quá lục vũ nhưng thật ra thực đạm nhiên đứng ở một bên hắn tự hồ sớm đã đã biết nơi này vật chất đối lâm việt tạo không thành thực chất tính thương tổn quả nhiên là kia thần bí văn tự sao lục vũ tự nói hắn trong ánh mắt biểu lộ thập phần tò mò lâm việt đối với này cũng không có quá nhiều để ý chính mình nắm giữ khởi nguyên cổ tự sự tình hắn chưa từng có cho người ta nói về quá thần đình tổ chức người đối với lâm việt cũng không có ác ý bởi vậy hắn cũng không sợ bại lộ quan trọng là hiện tại toàn bộ câu trần quốc gia cổ bên trong đã không có bao nhiêu người có thể đối này tạo thành uy hát yêu ta ta đối tiểu tử này càng ngày càng tò mò lục vũ nhàn nhạt nói theo lâm việt giải quyết nơi này không thể diễn tả đồ vật lúc sau mấy người ngắn ngủi nghỉ chân rồi sau đó nhanh chóng rời đi toàn bộ vĩnh dạ nơi không biết có nhiều ít như thế đồ vật vì tránh cho xuất hiện không thể địch đồ vật lâm việt bọn họ hiện tại đi thập phần cẩn thận mặc dù là lâm việt hiện tại kiềm giữ khởi nguyên cổ tự nơi này sinh linh dù sao cũng là đã từng không biết nhiều ít đệ thập bước cường giả lưu lại mặt trái vật chất sở hình thành đồ vật bởi vậy vẫn là yêu cầu thập phần cẩn thận thiên cơ các các chủ đã lấy ra một quyền cổ xưa bản đồ đây là ghi lại kia chỗ di tích địa điểm mấy người theo sách cổ phía trên một cái tọa độ đang ở nhanh chóng đi trước như thế đi qua một tháng thời gian tuy rằng mấy người tao ngộ mấy sóng cái loại này đồ vật công kích chính là hữu kinh vô hiểm đều là bị lâm việt hóa giải hiện tại thiên cơ các các chủ cũng là ở lâm việt kể rõ dưới lấy ra mai rùa dùng để chống đỡ nơi này không thể diễn tả đồ vật mai rùa phía trên ghi lại hoa văn cũng là cùng khởi nguyên cổ tự có hiệu quả như nhau chi diệu bởi vậy đối với khắc chế nơi đây đồ vật có thật lớn tác dụng lâm việt một người ở phía trước mà lục vũ thiên cơ các các chủ thăng ba người còn lại là cầm mai rùa ở vào lâm việt phía sau nơi này đã tiếp cận vĩnh dạ nơi chỗ sâu trong, sở hữu ánh sáng hoàn toàn biến mất. Mọi người chỉ có thể căn cứ thần niệm, thông thả đi trước, bất quá lúc này. Quả đen lại là lấy ra một vật, mang theo mỏng manh quang mang, chiếu sáng một mảnh khu vực. Trên tay hắn cầm một cây màu đen gậy gộc bất quá theo lục vũ thần lực rót vào dưới. Lại là bắt đầu tàn mát ra quang huy, vật ấy thập phần thần dị. Rất xa vượt quá giống nhau pháp bảo bởi vì thiên cơ các các chủ bọn họ phía trước sớm đã nếm thử qua trừ bỏ mai rùa có thể chiếu sáng lên một mảnh nhỏ địa vực ở ngoài không có bất luận cái gì đồ vật có thể tại nơi đây hiển lộ ra uy năng ngươi thứ này không tồi thăng hai mắt bên trong thả ra tinh quang tới đi tới vĩnh dạ nơi chỉ có thăng trên người không có một kiện đồ vật có thể tự bảo vệ mình đương thấy được lục vũ trên người chi vật lúc sau hắn trong ánh mắt toát ra tham lam chi sắc phía trước ngươi cầm ta nhiều như vậy đồ vật hiện tại nên còn đã trở lại thăng nói thẳng nói ngươi về điểm này đồ vật nói thật ngô đều trướng mắt lục vũ khinh thường nói vậy ngươi cũng ăn hiện tại cho ta một kiện đồ vật thăng lì lợm la l nói lục vũ không phản ứng hắn mấy người tiếp tục đi trước bất quá cuối cùng không chịu nổi thăng lì lợm la l cuối cùng lục vũ ném xuống hắc côn đưa tới thăng trong tay, này còn kém không nhiều lắm, thăng. Vừa lòng gật gật đầu, hắn đôi tay không ngừng vuốt ve hắc côn, yêu thích không buông tay. Có thể ở vĩnh dạ nơi sáng lên, vật ấy tuyệt đối là bất phàm, bất quá đương thăng bắt được hắc. Côn lúc sau, lục vũ lại là lấy ra tam căn giống nhau như đúc gậy gọc, này không khỏi làm thăng. Một đầu hắc tiến, người rốt của còn có bao nhiêu này màu đen gậy gọc. Thăng hắc mặt nói, không nhiều lắm, không nhiều lắm, cũng là mấy chục căn, lục. Vũ khinh thường nói, hắn nhìn thăng biểu tình, rõ ràng chính là ở ghét bỏ. Một bộ không có gặp qua việc đời bộ dáng. Ta hy vọng ngươi tranh đua một chút, ngươi có biết, thần đình tổ chức. Chưa bao giờ thu phế vật. Lục Vũ nói, nhớ năm đó, thần đình tổ chức bên trong, chẳng lẽ là tung hoành một cái thời đại. Vô địch người tài, tới rồi hiện tại này đồng lứa, thật là xuống dốc. Liền loại người này đều là thu vào tới. Nói, Lục Vũ không quên nhìn thăng liếc mắt một cái trong ánh mắt ghét bỏ chi sắc không thêm che giấu ngươi không nên ép ta thăng hắc mặt tuy rằng hắn thường xuyên bị lục vũ quở trách chính là chưa từng có chịu thua quá lúc này không cam lòng yếu thế nói ngươi cũng bất quá thứ sáu bước bất quá là thân thể cường một đinh điểm tiểu tâm ta thu thập ngươi thăng múa may nắm tay rất có một lời không hợp liền động thủ bộ dáng thứ sáu bước cũng không phải có thể áp chế ngươi ngô bất quá là bởi vì ngủ say quá dài thời gian dẫn tới cảnh giới ngã xuống nếu là khôi phục tung hoành thế gian toàn bộ đại địa có ai có thể chế ước ta lục vũ ngẩng đầu thập phần kiêu ngạo lúc sau còn không quên quở trách thăng một câu giống ngươi vài thập niên tu hành còn bất quá là thứ bảy bước tu vi ở ngô chấp trưởng thần đình tổ chức lúc ấy sớm đã một cái tát hô đã chết người hiện tại hô một cái thử xem tiểu tâm ta đem ngươi kia mấy cây ngốc mau toàn bộ lột sạch, thăng nói, như. Thế nào cùng lão tổ nói chuyện, lục vũ chất vấn, cậy già lên mặt thăng. Chút nào không cho mặt mũi, lúc này rất có động thủ ý tứ. Hảo, hảo, không cần quên mất quan trọng sự tình, tiền bối. Người không cần cùng tiểu oa nhi giống nhau so đo, thiên. Cơ các các chủ ra tới đánh giảng hòa, hừ, hai. Người đồng thời đem đầu phiết hướng về phía một bên. Lâm Việt lúc này lấy ra bản đồ, xác định vị trí lúc sau, chậm rãi nói. Tự hồ cách nơi đó chỉ có vài trăm dặm khoảng cách mấy. Người nhìn về phía phương xa, chỉ thấy phía trước có một đạo bạch quang. Chiếu sáng một tảng lớn địa vực. Này thượng có hạt vật chất ở nổi lơ lửng, nơi đó hẳn là chính là đã mở ra di tích thiên. Cơ các các chủ nói, nguyên lai là nơi này, lục vũ gật đầu, ngươi còn biết nơi này, thăng. Không có hảo ý nói. Này Di Tích chủ nhân, năm đó cấp ngô sách dày đều là không xứng lộc. Vũ Không để ý tới ở, chỉ là nhàn nhạt nói, nhìn xem chính mình hiện tại bộ dáng như thế nào dám nói này hào ngôn thăng. Khinh thường nói, hai người một đường miệng pháo, không biết xảo bao lâu. Thẳng đến thấy được Di Tích lúc sau, hai người ngoài miệng mới ngừng lại xuống dưới, đã đến gần rồi Di Tích bên trong có câu Trần quốc gia cổ thế lực lớn người không cần bại lộ thiên cơ các các chủ nhắc nhở nói hai người tuy rằng không đối phó chính là vẫn là phân rõ cái nào nặng cái nào nhẹ. Bởi vậy đều là im miệng không nói, bất quá là trong ánh mắt Như cũ là mang theo khinh thường chi ý chương 1472 di tích bên trong âm binh mượn đường Mấy người bước lên một chỗ hoang phế núi non phía trên không có cây cối tồn tại nham thạch lỏa lồ có thể nhìn đến di tích chỗ sâu trong có một đạo màu trắng quang huy trùng tiêu mà thượng mang theo một cổ thánh khiết chi ý làm nơi này màu xám vật chất khó có thể tới gần chút nào nơi này đã nhìn không tới cái loại này không thể diễn tả đồ vật tồn tại chỉ có kia di tích bên ngoài tựa hồ ngồi xếp bằng mấy người thập phần già nua tựa hồ đều là thế lực lớn bên trong nhất cổ xưa tồn tại đã sống qua mấy ngàn năm thọ nguyên tới cực hạn này đó đều là gần hủ bại lão quái vật xuất từ câu trần quốc gia cổ bên trong thế lực lớn này đó sắp mất đi lão quái vật ở sinh mệnh cuối đều là sẽ nếm thử tiến vào đến vĩnh dạ nơi chung tìm kiếm một tia sinh cơ xem ra này đó lão quái vật liên hợp dưới ở hồi lâu phía trước cũng đã được đến tin tức biết nơi này có một chỗ di tích bởi vậy mới có thể ở thần đình tổ chức động thủ hết sức từ sau lưng ra tay bọn họ không thể nghi ngờ đều là thứ chín bước cường giả bất quá trên người khí huyết đều đã suy bại trong đó không thiếu có tầng thứ ba tồn tại tầng thứ ba đối với lâm việt tới nói cũng là một tôn đại địch tới rồi thứ chín bước lúc sau mỗi một cái cảnh giới đều là một tầng thiên tranh lệch thập phần rõ ràng hiện tại lâm việt bất quá là mới vào thứ chín bước tuy rằng khí huyết tràn đầy ở vào đỉnh thời kỳ chính là đối mặt tầng thứ ba tồn tại như cũ có điều khó khăn. Ở mấy ngàn năm thời gian bên trong, tới này một bước. Chẳng lẽ là kinh tài diễm diễm hạng người, đối với tự thân nói nắm giữ. Như cũ đến đến nơi tuyệt hảo, mỗi người đều là sẽ không nhược thượng nhiều ít này. Đó lão gia hỏa, thăng mang theo phẫn hận chi sắc. Hắn gia nhập đến thần đình tổ chức hồi lâu, lúc này đã biết vĩnh dạ nơi phát sinh dị biến. Hắn không được mắng những người này vô sỉ, nếu là những người này nói, không đủ để đánh lén đại lý thần chủ, xem ra di tích bên trong. Còn có càng cường đại tồn tại. Thiên cơ các các chủ nói, đại lý thần chủ, đã tới rồi thứ 9 bước 5 tầng, theo lý mà nói. Mặc dù là mở ra di tích tiêu phí thật lớn tinh lực. Cũng không phải những người này có thể đánh lén thành công, thứ 9 bước mỗi một tầng tranh. Lệch đều là khủng bố. Mặc dù là một cái thứ 9 bước nhị ba tầng cường giả, đối mặt một cái kiệt lực 5 tầng cũng bất quá là con kiến mà thôi, vẫn là tiểu tâm thì tốt hơn, trước lẻn vào đi vào, lục. Vũ cũng là không có thác đại, muốn đem đại lý thần chủ kia tiểu tử tìm được. Mấy người đều là gật đầu, thần đình tổ chức bên trong. Có che lấp hơi thở pháp bảo, chính là kia một thân phục sức, lúc này lâm Việt cũng là mặc vào. Thần đình tổ chức phục sức, sở hữu thiên cơ đều là bị che lấp, thăng vẫn luôn là ăn mặc bởi vậy mặc dù là lâm việt như cũ là khó có thể tra xét thăng vốn dĩ bộ dạng loại này phục sức thập phần thần dị không biết là do ai sở chế mặc dù là hiện tại lâm việt thần niệm đã là ở vào tầng thứ năm như cũ là khó có thể dọ thám biết thiên cơ các các chủ ở suy đoán tiến vào di tích phương vị lục vũ chỉ là khinh thường nhìn vài lần nhàn nhạt mở miệng càn vị sinh môn lục vũ chỉ điểm nói thiên cơ các các chủ khẽ nhíu mày cuối cùng xác nhận một phen càn vị quả thật là sinh môn, đa tạ tiền bối. Thiên cơ các các chủ chắp tay nói, người đi lộ còn trường, lục. Vũ lời nói thấm thía nói, trong ánh mắt mang theo một cổ tang thương cùng thâm thúy, còn. Không phải là hiểu biết quá này di tích sao, không có gì đáng giá kiêu ngạo, thăng. Lúc này mở miệng, tự hồ là bị vạch trần, lục vũ có chút tức muốn học máu, nói tiểu oa nhi, trưởng bối sự tình người thiếu quản, đến, thăng thất thần đáp lại một câu, mấy người vòng qua tại đây chấn thủ mấy. Người, đi trước sinh môn vị trí. Nếu là kia đại lý thần chủ tiểu oa nhi mấy người, tới dò hỏi ngô một phen. Cớ gì phải tốn phí như thế thật lớn đại giới, lục. Vũ nhìn trên mặt đất tàn khuyết lá bùa, không cấm vô cùng đau đớn. Bất quá mấy người không có tại đây dừng lại. Mà là lập tức hướng về một phương hướng mà đi, nơi này mang theo một cổ hùng vĩ hơi thở, nếu là một ít người tới nơi này, tuyệt đối sẽ không nghĩ đến, nơi này chính là di tích sinh môn vị trí. Mấy người đều là tế gia mạnh nhất thủ đoạn, lâm việt vận dụng cổ tự lực lượng. Đem nơi này hùng vĩ hơi thở, ngắn ngủi áp chế, phía trước là một chỗ vờn quanh núi non. Theo lục vũ giơ tay một mạt chi gian, núi non phía trên hòn đá bắt đầu suy sụp. Dần dần mà trở nên hư ảo, bên trong hiển lộ ra một chỗ môn hộ, mấy người không có chút nào chân chờ, trực tiếp bước vào tới rồi trong đó. Nơi này hoàn cảnh vật đổi sao rời. Mấy người như là đi tới mặt khác một phương thế giới bên trong. Tuy rằng như cũ là một mảnh cô quạnh, chính là nơi này lại là nhiều một cổ sinh cơ. Thập phần bí ẩn, lại là có thể bị người rõ ràng cảm giác, này cổ sinh mệnh khí cơ. Thập phần cường đại, mặc dù là mấy người ở vào di tích nhập khẩu chỗ, như cũ có thể rõ ràng cảm giác đến, nơi này đều là có thể cảm nhận được sinh cơ, chẳng lẽ bên trong người, cũng chưa chết đi, thăng. Giật mình nói, lúc này hắn hấp thu sinh cơ dưới, bất quá một tia một sợi, hắn đều là cảm nhận được. Tự thân mệnh luân, tự hồ lại là cường đại rồi không ít, nói qua, nơi này là nơi dưỡng thi. Lục vũ nói, nơi này người, sớm đã chết đến không thể càng chết. Bất quá là mượn dùng này vĩnh dạ nơi, tìm kiếm sống lại cơ hội thôi, lục. Vũ nhàn nhạt nói, mặc dù là nơi này ở vào đệ thập bước cường giả mộ địa. Hắn như cũ không có chút nào kính sợ. Tự hồ hắn thật sự đối với đệ thập bước cường giả, không có chút nào sợ hãi. Nguyên tự đáy lòng không e ngại, lúc này đây thăng hiếm thấy không có tranh cãi. Bởi vì nơi đây cho thật lớn cây ếch yêu ta sợ hiện tại hắn. Như cũ ở siêng năng hấp thu nơi đây sinh cơ sinh cơ đối với thế giới này tu sĩ tới nói, quá mức với quan trọng, không có trường sinh. Ở mấy ngàn năm thời gian, muốn đặt chân càng cao cảnh giới. Thời gian không thể nghi ngờ quan trọng nhất, không chí khí đồ vật lục. Vũ nhìn thăng, ghét bỏ vài câu. Bất quá thực mau, hắn cũng là vận dụng tự thân pháp khí. Bắt đầu thu thập nơi này sinh cơ, không phải không có chí khí sao, thăng. Mang theo khinh thường, ngô cùng ngươi bất đồng, lục vũ mặt không đỏ tâm không nhảy nói lâm việt cùng thiên cơ các các chủ chỉ là nhàn nhạt nhìn hai người tát pháo bất quá như cũ là ở phía trước hành thời gian trôi qua mấy ngày mấy người thấy được chiến đấu dấu vết này thượng còn có thần lực còn sót lại cùng với đã khô cạn máu đại lý thần chủ ở chỗ này cùng bọn họ phát sinh quá chiến đấu thiên cơ các các chủ phán đoán nói nơi này chiến đấu dấu vết thực tân tựa hồ liền ở một hai tháng phía trước máu tuy rằng đã khô cạn chính là này thượng vẫn cứ mang theo hoạt tính, thiên cơ các các chủ tìm được một chỗ, đem nơi đó khô cạn máu thu thập. Rồi sau đó đặt ở mai rùa phía trên, theo một đạo thần hỏa bốc lên dựng lên, thần hỏa uốn lượn. Dần dần chỉ dẫn một phương hướng, phương tây, đại lý thần chủ đã thâm nhập. Thiên cơ các các chủ nói, từ từ đang ở mấy người chuẩn bị tiến vào đến chỗ sâu trong là lúc Lâm Việt lại là gọi lại mấy người ba người dừng bước chân, chỉ nghe được thông đạo chỗ sâu trong, truyền đến tim đập nhanh thanh âm. Tự hồ là thứ gì tiếng bước chân? Không biết một tôn, sột sột soạt soạt, chính là nghe được người lỗ tai bên trong. Lại là mang theo thấm người, âm binh mượn đường, lục. Vũ ở yên lặng tâm thần lúc sau, phân biệt thanh âm nơi phát ra. Hắn nói thẳng nói, xem ra nơi đây kia tôn sinh linh, thật sự đã gần thành công không có gì vấn đề âm binh mượn đường còn ở phía trước ta chờ không cần lo lắng nói bất quá lục vũ mày lại là nhăn lại bởi vì hắn từ âm binh mượn đường bên trong đã biết được này chỗ di tích sinh linh cơ hồ thật sự đã sắp một lần nữa sống lại bất quá lục vũ chỉ là ngắn ngủi lo lắng lúc sau tiếp tục đi trước dưới trong thông đạo bỗng nhiên xuất hiện mấy đội đã hủ bại sinh linh bọn họ đều là người mặc tàn phá giáp trụ, thập phần cổ xưa, mang theo hủ bại hơi thở. Chương 1473 lây dính màu xám vật chất cường giả. Theo bọn họ đi trước dưới, nơi này sở hữu sinh cơ. Đều là bị cắn nuốt, không biết niên đại âm binh đột ngột xuất hiện ở trong thông đạo. Bọn họ thân hình thập phần hư ảo, tồn tại cùng chân thật cùng hư vô chi gian. Theo bọn họ xuất hiện, có thể nhìn đến thông đạo đều là xuất hiện hủ bại. Tuyên cổ tồn tại đệ thập bước cường giả thành lập di tích thế nhưng đang không ngừng lão hóa. Vách tường ở hóa thành bột mịn ở rào rạt rơi xuống. Này đối với thăng bọn họ tới nói. Không thể nghi ngờ là cực độ khủng bố, mặc dù là bọn họ cách xa nhau mấy chục trượng khoảng. Cách như cụ có thể cảm nhận được tự thân sinh cơ, tự hồ đều là giống như kết băng giống nhau. Đang không ngừng biến mất, trầm tâm tĩnh khí, Lục Vũ nhắc nhở, chỉ thấy hắn liên tiếp tế ra 30 căn hắc côn. Vờn quanh ở mấy người bên cạnh người. Mới chống đỡ ở này cổ hủ bại hơi thở, lúc này chính là chiến thể cường độ lâm Việt. Tại đây cổ hơi thở dưới, đều là cảm nhận được uy hát yêu tựa Tự hồ này đã siêu thoát rồi thế giới hết thảy lực lượng. Có thể hủ bại hết thảy, âm binh tiến lên thập phần thong thả bất quá bọn họ không có cảm giác đến Lâm Việt mấy người tồn tại, mà là trải qua bọn họ lúc sau. Trực tiếp rời đi, biến mất ở vách tường bên trong. Thế gian đồ vật đã ngăn cản không được bọn họ, âm binh vẫn luôn dọc theo một phương hướng. Không biết khởi điểm, cũng không biết trung điểm, không? Thể tưởng được âm binh thứ này đều đã xuất hiện, lục. Vũ nhìn âm binh rời đi lúc sau, trong ánh mắt mang theo lo lắng chi xác. Âm binh đại biểu cho cái gì?" Lâm Việt dò hỏi, Lục Vũ sống qua không biết bao lâu năm tháng. Nếu là làm hắn đều là cảm nhận được sầu lo tuyệt đối là chấn động sự kiện, luân hồi họa, Lục. Vũ chỉ là nhàn nhạt nói ra mấy chữ. Lời nói bên trong tựa hồ mang theo nào đó ma lực, kia cuối cùng một người âm binh. Nghe được Lục Vũ thổ lộ kia mấy chữ lúc sau, bỗng nhiên quay đầu, miệng rắc rắc. Tựa hồ phát giác Lâm Việt mấy người tồn tại. Bọn họ tựa hồ phát hiện chúng ta bị âm binh nhìn chằm chằm. thăng chỉ cảm thấy cả người phát mau, lưng phát lạnh, hừ. Bất quá con rối mà thôi, chính là ngươi chủ tử, đều là không có tư cách chất vấn ta, lục. Vũ một tiếng hừ lại, ở thăng cây ết yêu ta sợ trong ánh mắt. Lục Vũ trực tiếp tế ra một cây hắc côn. Đột nhiên gian bay về phía kia cuối cùng một người âm binh. Trực tiếp bị hắc bổng tiếp xúc đến lúc sau, âm binh bắt đầu hiện lên trên mặt đã hủ bại ra mặt bắt đầu rào rạt rơi xuống thẳng đến cuối cùng hóa thành một đống hư ảo bột phấn dùng nhập tới rồi trong hư không ngươi giám sát âm binh thăng giật mình vô cùng bất quá lúc này lục vũ không có hiển lộ ra vui đùa nói thẳng nói nho nhỏ âm binh năm đó không biết giết nhiều ít thăng không lời nào để nói chỉ có giật mình lâm việt lúc này đứng ở một bên nhìn đến âm binh lúc sau hắn trong lòng đã sinh ra một loại suy đoán, này âm binh cùng kia luân hồi nơi có cái gì liên hệ, cũng hoặc là liên thông khởi nguyên nơi cùng thế giới này thông đạo, cũng chính là kia luân hồi chi lộ. Cùng này âm binh, hay không tồn tại liên hệ? Đối với điểm này, Lâm Việt trong lòng không có manh mối, mấy người hóa giải phong ba lúc sau. Bắt đầu tiếp tục đi trước, lục vũ, người có biết kia luân hồi nơi, Lâm Việt không cấm dò hỏi nếu là nơi này âm binh cùng này luân hồi nơi có quan hệ như vậy cũng liền đại biểu cho này âm binh mới vào khởi nguyên nơi khi nhìn thấy quá kia hủ bại sinh linh tồn tại liên hệ có lẽ ở vào cùng nguyên cũng chính là ý nghĩa thế giới này cùng khởi nguyên nơi liên hệ so lâm việt tưởng tượng càng vì chặt chẽ luân hồi nơi lục vũ lâm vào suy tư bên trong không cấm dò hỏi ngươi theo như lời là nào một chỗ luân hồi luân hồi nơi không ngừng một chỗ lâm việt mang theo khó hiểu luân hồi có từ xưa tồn tại cổ lộ cũng có hậu thế cường giả thành lập luân hồi nơi lục vũ nói lâm việt cũng không biết chính mình ấn tượng bên trong kia một chỗ luân hồi nơi đến tột cùng là đời sau thành lập vẫn là từ xưa tồn tại thạch thành lâm việt cuối cùng nói thạch thành đời sau thành lập luân hồi sao lục vũ không cấm lâm vào tới rồi hồi ức bên trong, thật là hiểu rõ một ít, bất quá lại không nhiều lắm. Bởi vì ở ta ngủ say lúc sau, kia một chỗ luân hồi nơi mới thành lập lên. Lục Vũ chậm rãi nói, chính là kia một chỗ luân hồi nơi, ở vào chỗ nào? Ta đều là không biết, bất quá kia một chỗ luân hồi nơi. Là vì chống lại đã hủ hóa luân hồi, Lục Vũ cuối cùng chậm rãi nói, này không thể nghi ngờ làm Lâm Việt trong lòng hơi chấn động chính mình chính là đến từ chính kia luân hồi nơi chẳng lẽ chính mình sớm đã bị người an bài sao sự tình phía sau lục vũ đều là không biết bởi vậy lâm việt cũng không có hỏi nhiều từ xưa tồn tại luân hồi nơi đã bị đánh băng nát nơi này hiện hóa âm binh bất quá là từ kia giai đoạn bên trong rơi xuống ra tới có người vẫn luôn muốn một lần nữa chấp trưởng luân hồi nơi này đối với chúng sinh tới nói là đại sự kiện ở năm tháng phía trước bị ngăn cản quá bất quá hiện tại tới rồi nơi này tựa hồ người nọ đã sống lại lục vũ chậm rãi nói hắn trong ánh mắt mang theo sầu lo chỉ có thể chờ đợi đời sau lục vũ cuối cùng nói hiện tại hắn cũng không có bất luận cái gì biện pháp có thể giải quyết một việc này rốt cuộc năm đó hắn bởi vậy mà thân bị trọng thương tới rồi hiện tại đều là còn không có khôi phục lục vũ nói xong nhìn về phía lâm việt trong ánh mắt mang theo một cổ tang thương chi ý. Này không phải giả vờ, hắn tự hồ sớm đã đã biết hết thảy, chỉ là đối mặt Lâm Việt. Không có vạch trần, Lâm Việt cũng không có hỏi nhiều, mấy người tiêu phí nửa tháng thời gian. Rốt cuộc là tới rồi di tích chỗ sâu trong, chỉ thấy phía trước xuất hiện năm đạo hủ bại thân ảnh. Bọn họ trên người có nồng đậm tử khí, còn có kia cổ màu xám vật chất ở vần quanh, mấy người trên người sở bày ra lực lượng đều là không tầm thường đều là thứ chín bước năm tầng tồn tại bất quá bọn họ trong ánh mắt tựa hồ mang theo nào đó tả khí hiển nhiên đã bị vĩnh dạ nơi hơi thở sở ăn mòn tựa hồ đã hoàn toàn sa đọa chỉ là bảo lưu lại một tia thần niệm thần đình tổ chức người nọ vẫn là không có xuất hiện sao ngồi xếp bằng mấy người thần niệm dò ra cực xa lúc này chậm rãi nói lâm việt thần niệm cũng không lạc hậu với bọn họ Sớm tại tiến vào này phương không gian thời điểm, cũng đã đã biết bọn họ tồn tại, lúc này bọn họ giấu kín ở nơi tối tăm, gắt gao nhìn mấy người. Này đó đã rơi vào trong bóng tối, Lục Vũ nhàn nhạt nói, đời sau không thể tưởng được cũng là có người đặt chân con đường này. Vì trường sinh sau, Lục Vũ trong ánh mắt mang theo nồng đậm khinh thường chi ý. Bọn họ đã quên mất, năm đó cường giả nhóm tiêu phí bao lớn đại giới mới đưa này hơi thở hoàn toàn trấn áp, không thể tưởng được ở đời sau bên trong. Thế nhưng có bọn họ hậu nhân, lại lần nữa hấp thu loại này hơi thở, lục vũ nói. Cũng không có phát hiện thần đình tổ chức kia dư nghiệt một. Người chậm rãi nói, có thể nhìn đến, hắn hốc mắt đều đã biến mất, bên trong là vô tận hắc ám. Thoạt nhìn thập phần NS yêu ta người. Bọn họ ở vĩnh dạ nơi, vì sống sót, đã hóa thành người không người. Quỷ không quỷ, Lâm Việt nhìn bọn họ cũng là mày thâm nhăn, tuy rằng bọn họ đã tiếp cận hủ bại. Nơi này áp chế nhỏ đi nhiều, nhưng bọn họ cảnh giới, như cũ là ở vào thứ bảy bước đỉnh tồn tại. Đối với Lâm Việt tới nói, giải quyết một người, có lẽ không phải cái gì vấn đề. Chính là đồng thời mặt năm người nói, không thể nghi ngờ là áp lực cực lớn, tới, lúc. Này có một người, lỗ trống ánh mắt, nhìn về phía Lâm Việt bọn họ vị trí, bị phát hiện thằng bị kia lỗ trống ánh mắt nhìn chằm chằm, có loại sờn tóc gáy cảm giác. Trong lúc nhất thời, thế nhưng có loại mại không khai bước chân cảm giác. Chương 1474 đại lý thần chủ hiện thế. Đối mặt kia lão giả ánh mắt liền dường như lâm vào vực sâu bên trong, tim đập nhanh vô cùng. Tự hồ liền thần niệm đều là bị nuốt NS Yota đi vào, nếu bị phát hiện, kia liền một trận chiến đi, Lâm Việt Nhàn nhạt nói. Ở Lâm Việt mở miệng là lúc kia vài tên lão già. Đã tỏa định nơi này, chỉ thấy Lâm Việt một bước bước ra. Trực tiếp đi tới giữa sân, Lâm Việt hiện tại tuy rằng bị áp chế, chính là như cụ có thể bày ra ra thứ bảy bước lực lượng. Hắn nhìn về phía trong sân mấy người, sắc mặt đạm mạc, Lục Vũ cũng là đi tới giữa sân. Đứng thẳng ở Lâm Việt đầu vai, trong ánh mắt mang theo khinh thường chi ý, nói: người chờ rơi vào hắc ám, nhưng hỏi qua các tiền bối sao? Vì theo đuổi kia ngắn ngủi thọ nguyên, trở thành người không người quỷ không quỷ, còn đáng giá. Vài tên lão giả nhìn lâm Việt bốn người, khóe miệng mang theo trào phúng chi ý, nói. Thần đình tổ chức dư nghiệt, chúng ta một lòng hướng đạo, nề hà năm tháng vô tình. Người bất quá một con lão quạ đen thôi, như thế nào hiểu ta chờ, lục. Vũ hận nhất người khác kêu hắn lão quạ đen ánh mắt dần dần trở nên u lãnh lên nếu là thần đình tổ chức người trước phế bỏ lại lấy bọn họ làm con tin làm kia thần chủ ra tới một người lão giả đề nghị nói bọn họ trên người biểu lộ hủ bại hơi thở hốc mắt hãm sâu bên trong đã không thấy đồng tử thoạt nhìn thập phần quỷ dị lâm việt nhìn bọn họ ánh mắt đạm mạc nói phế bỏ chúng ta liền nhìn xem các ngươi hay không có cái kia thực lực chỉ thấy Lâm Việt phất tay chi gian, vũ hỏa xuất hiện, hóa thành một phương nói tháp. Đem thăng cùng thiên cơ các các chủ bảo vệ ở trong đó, lục vũ, người không có vấn đề đi, Lâm. Việt dò hỏi, hắn có thể cảm giác được rõ ràng, lục vũ tiến vào nơi này lúc sau, tự thân thực lực. Tự hồ cũng không có đã chịu áp chế, lúc này như cũ ở vào thứ sáu bước đỉnh, hơn nữa hắn cường. Đại thân thể, bám trụ một người, không có gì vấn đề còn không đợi lục vũ trả lời lâm việt liền trực tiếp ra tay đối mặt bản thân liền so với chính mình cảnh giới cao mấy cái trình tự người lâm việt không có chút nào thác đại trực tiếp vận dụng khởi nguyên cổ tự lực lượng mấy cái cổ tự vờn quanh ở này bên cạnh người phát ra mờ mịt quang huy xua tan nơi đây màu xám vật chất đem này cắn nuốt là loại này lực lượng vài tên lão giả thấy được lâm việt vận dụng cổ tự lúc sau Rõ ràng toát ra giật mình thần sắc, người này lưu không được. Có người nói nói, trực tiếp ra tay, có thể nhìn đến bọn họ trong tay. Xuất hiện màu xám vật chất, so với ngoại giới kia không thể diễn tả đồ vật. Trên người Sở có được hơi thở càng vì nùng liệt. Bọn họ tựa hồ đã bước đầu nắm giữ kia màu xám vật chất căn nguyên. Cơ hồ đã sắp cùng thân thể hòa hợp nhất thể, chính là Lâm Việt hiện tại vận dụng cổ tự lực lượng ở trong thời gian ngắn trong vòng cũng khó có thể hình thành áp chế. Một người lão giả còn lại là trực tiếp đối thượng lục vũ, lục vũ kinh hãi, không cấm hét lớn. Tiểu tử, ngươi không khỏi quá để mắt ta, hắn. Bất quá là thứ sáu bước tu vi, tuy rằng không có đã chịu áp chế. Chính là như cũ là lạc hậu với nơi này lão giả. Bất quá lục vũ tuy rằng là ở kêu to, vẫn là không lưu tình chút nào ra tay, chỉ thấy trên người hắn vờn quanh 45 căn hắc bổng. Biến hóa nhiều loại hình thái, cùng thời gian, đại cánh vung lên. Thế nhưng ở trong khoảng thời gian ngắn, đem tên kia lão giả đánh lui. Lục vũ thực lực, so lâm Việt tưởng tượng càng vì cường đại, bất quá này chỉ là trong khoảng thời. Gian ngắn sự tình, lục vũ cảnh giới. Trung quy là không có khôi phục, mặc dù hắn nắm giữ hắc bổng này một đại sát khí tới rồi cuối cùng, như cũ chỉ có thể tiến hành gian nan chống cự. Chúng ta có phải hay không quá xúc động, lục. Vũ quái kêu lên, lúc này hắn ở phòng ngự quá trình bên trong. Còn không quên khởi sướng phản kích chính là hiện tại, lâm việt đối mặt bốn gã cường già. Đã không rảnh hắn cố. Vũ hỏa cùng táng băng vờn quanh ở này bên cạnh người. Các loại thủ đoạn đều đã vận dụng, vài tên lão già cũng là không hề áp chế tự thân cảnh giới cơ hồ đã tới rồi thứ tám bước hậu kỳ làm lâm việt hiện tại thập phần bị động dựa vào nơi hiểm yếu chống lại không biết các ngươi nơi nào tới dũng khí dám xuất hiện ở chỗ này một người lão giả lạnh lùng nói ra lâm việt bị đánh lui vài bước trà lau đi khóe miệng máu hắn không có nhiều lời thăng hai người đều là vô cùng kinh hãi hiện tại lâm việt cùng lục vũ đều là lâm vào tới rồi bị động bên trong nếu là không có ngoài ý muốn nói nếu không bao lâu đó là sẽ bị thua này không thể nghi ngờ là tử cục bất quá lâm việt cùng lục vũ chiến lực rất xa vượt quá vài tên lão già tưởng tượng mặc dù là cảnh giới lạc hậu với bọn họ rất nhiều chính là hiện tại như cụ có đánh trả đường sống này hai người không thể lưu trong đó một người lão già nói đặc biệt là cùng lục vũ đối chiến người nọ rõ ràng đã động sát khí mặc dù là đem lục vũ nghiền xương thành cho hắn cũng là sẽ không tiếc bởi vì lục vũ ở đánh trả quá trình bên trong thế nhưng làm hắn bị thương hơn nữa bị hắc bổng xuyên thủng lúc sau trên người hắn miệng vết thương thế nhưng thật lâu không thể khỏi hẳn cái này làm cho hắn ý thức được lục vũ sở vận dụng pháp khí tuyệt đối không phải đơn giản đồ vật có thể áp chế bọn họ ở vĩnh dạ nơi đạt được lực lượng Lục vũ lông chim rớt đầy đất ta muốn ngươi này lão tiểu tử biết. Ngươi lục ra ra lợi hại, lục vũ nhìn rơi xuống đầy đất lông chim, vô cùng đau đớn. Hận không thể đem kia lão giả ăn tê nuốt sống, trước. Hết nghĩ tưởng chính mình có không mạng sống đi. Lão giả nhìn lắm mồm lục vũ, lạnh lùng nói ra, nhưng vào lúc này. Lâm Việt lần thứ hai bị đánh bay, có thể nhìn đến, hắn bả vai vị trí, xuất hiện hôi khí. Đang ở không ngừng ăn mòn hắn người chờ đại thế đã mất hiện tại từ bỏ chống cự còn có thể làm ngươi chết rất tốt xem một ít một người lão giả đứng thẳng ở trời cao phía trên nhàn nhạt nói lỗ trống hốc mắt bên trong không mang theo chút nào tình cảm phải không lâm việt đứng dậy nhàn nhạt nói chỉ thấy lúc này dị biến đột nhiên sinh ra vòm trời phía trên bộc phát ra khủng bố dao động chỉ một thoáng toàn bộ không gian đều ở chấn động một người hắc y nam tử trực tiếp từ vòm trời phía trên buông xuống, chỉ một thoáng. Liền đem một người oanh thành nát bấy. Tà thần đình tổ chức, ngươi chờ, sao dám làm cặn đạm. Mặc lời nói, làm vài tên lão giả đều là cả kinh thần. Chủ, ngươi cư nhiên ở như thế đoạn thời gian nội liền khôi phục vài. Tên lão giả giật mình không thôi. Thần đình tổ chức đại lý thần chủ, ở toàn bộ câu trần quốc gia cổ bên trong cường đại nhất tồn tại, tại đây vài tên lão giả không có tiếp xúc đến này màu xám vật chất phía. Trước, liền thập phần kiêng kỵ. Bằng không bọn họ cũng sẽ không ngủ đông như thế lâu, chính là vì đánh lén thần chủ, vất. Và, thần chủ nhìn về phía Lâm Việt, chậm rãi nói, kỳ thật trước đó. Thần chủ liền đã liên hệ tới rồi Lâm Việt, làm này ngắn ngủi bám trụ mấy người. Bằng không Lâm Việt cũng sẽ không như thế tùy tiện ra tay, Lâm Việt gật đầu đáp lại, dám đánh ta thần đình tổ chức chủ ý các ngươi lá gan không nhỏ thần chủ nói chỉ thấy hắn vung tay lên chi gian mặt đất xuất hiện trận pháp đem nơi đây hoàn toàn phong tỏa hảo tiểu tử liền ta đều hố lục vũ nhìn trên mặt đất trận pháp nháy mắt liền minh bạch hết thảy nói nguyên lai ngươi sớm đã đã biết bọn họ muốn đánh lén ngươi bất quá là mượn dùng bọn họ lực lượng đem này hiến tế hoàn toàn mở ra di tích Thần chủ vẫn luôn không có bởi vì đánh lén mà bị thương, bất quá là truyền lại tin tức giả. Đó là vì dẫn này mấy người xuất hiện rồi sau đó hiến tế. Hoàn toàn được đến di tích bên trong đồ vật thần chủ mưu lược. Đã lừa gạt mọi người, bao gồm Lục Vũ bọn họ ở bên trong. Tiền Bối, Ngượng Ngùng, rốt cuộc thứ 9 bước tồn tại ở câu Trần quốc gia cổ bên trong. Quá khó tìm tìm, không cần ở một tay, bọn họ cũng sẽ không tiến vào thần Chủ xin lỗi nói, người tính kế chúng ta, vài tên lão giả khó có thể tin. Bọn họ không nghĩ tới, chính mình mưu hoa không biết nhiều ít năm. Cuối cùng phản bị tính kế, nhìn chung quanh trận pháp, bọn họ biết. Hôm nay là không thể rời đi, đỉnh thần chủ, đủ để chấn giết bọn hắn mọi người. mươi 1475 lấy thứ 9 bước hiến tế di tích. Việc đã đến nước này, chỉ có một trận chiến, một người lão tổ chậm rãi nói. Lúc này đại lý thần chủ có bể nghệ thiên hạ chi thế, hắn thập phần đạm nhiên. Đối mặt vài tên lão giả công phạt, không có chút nào sợ hãi, tựa hồ ở hắn xem ra. Những người này đối hắn cấu không thành chút nào uy hát yêu ta. Bọn chuột nhắt mà thôi, hôm nay, liền lấy các ngươi hiến tế di tích thần. Chủ chậm rãi nói, chỉ thấy lúc này hắn vươn tay phải thiên địa bên trong lực lượng. Không ngừng hướng về hắn hội tụ mà đi hắn không có vận dụng cái gì cấm kỹ thuật pháp chính là loại này uy thế lại là làm tất cả mọi người là nhút nhát thần chủ tuyệt đối là toàn bộ câu trần quốc gia cổ bên trong vô địch tồn tại uy danh đã tồn tại mấy ngàn năm thời gian không ai có thể lay động chi mặc dù là ở mấy ngàn năm thời gian bên trong có rất nhiều cường giả trở thành thứ chín bước chính là nói cặp thần chủ đều là im miệng không nói cố tình tránh đi cái này đề tài đã từng câu trần quốc gia cổ, cũng đối thần đình tổ chức phát động quá trinh phạt. Chỉ là không biết cái gì nguyên nhân, cuối cùng không giải quyết được gì, theo có người nói quá. Năm đó là câu trần quốc gia cổ hoàng thỏa hiệp, cũng hoặc là thua ở thần chủ trong tay. Chỉ là không biết thần đình tổ chức. Cuối cùng không có tiếp quản câu trần quốc gia cổ, bất quá này đó đều là sâu đậm bí ẩn. Người ngoài không thể hiểu hết. Lâm Việt lúc này nhìn thần chủ, trong ánh mắt, đại đạo phù văn ở chớp động hắn ở phân tích thần chủ vận dụng thủ đoạn tuy rằng thần chủ cũng không có vận dụng thuật pháp chính là hiện tại thoạt nhìn phổ phổ thông thông một kích lại là làm thứ chín bước cường giả đều là khó có thể chống đỡ lâm việt tự phó mặc dù là chính mình vận dụng toàn bộ thủ đoạn khả năng hiện giờ đều là khó có thể chống đỡ thần chủ một kích có phải hay không tò mò kia tiểu tử công phạt chi lực như thế khủng bố lục vũ lúc này đi tới lâm việt bên cạnh mang theo ý cười nói, hắn đã không có lúc trước chật vật chi ý tinh thần sáng láng, tựa hồ đối với chiến cuộc đã nắm chắc thắng lợi, có ý tứ gì? Lâm Việt dò hỏi, xác thật kia tiểu tử không phải vận dụng cái gì chân trình ý nghĩa thượng, thần thông cùng thuật pháp bất quá, kia trên người đã luyện một loại. gần như nói thần thông, Lục Vũ nhàn nhạt nói, đây là năm đó thần đình tổ chức ở một chỗ thần bí địa phương vài tên tuyệt đại nhân vật tìm hiểu ra tới đồ vật, lục vũ vì Lâm Việt giải thích, Lâm Việt làm thần đình tổ chức một viên. Tự nhiên cũng là có này tư cách. Lục vũ tự hồ thực tín nhiệm Lâm Việt bởi vậy đối với thần đình tổ chức sự tình. Biết gì nói hết, một loại gần như nói thần thông, Lâm Việt Lâm vào hồi tưởng bên trong, không? Kém gì đệ thập bước cường giả tuyệt đỉnh thần thông, thậm chí siêu Việt chi? Lục vũ cuối cùng nhàn nhạt nói, bất quá này thuật pháp huyền diệu, ở lúc sau thời gian người sẽ chậm rãi hiểu biết đến lâm việt trong lòng hơi chấn động siêu việt đệ thập bước thần thông là cỡ nào khủng bố này vài loại thuật pháp hiện giờ còn ở thần đình tổ chức sao lâm việt không cấm dò hỏi bất quá lục vũ lại là lắc đầu nói ở phía trước một hồi đại chiến bên trong đã thất lạc hiện tại đại lý thần chủ kia tiểu tử cũng chỉ là nắm giữ duy nhất bảo tồn một loại nếu năm đó thần đình tổ chức như thế cường đại vì sao ở cuối cùng sẽ lưu lạc đến tận đây lâm việt mang theo khó hiểu chi ý ngươi không biết ta thần đình đối mặt địch thủ là cỡ nào cường đại lục vũ sâu kín thở dài nói lâm việt không có lại tiếp tục hỏi đi xuống thần chủ vô địch chi uy kinh sợ nơi này mỗi người bất quá nửa canh giờ thời gian thần chủ chính là đem nơi này mọi người chém giết rồi sau đó thần chủ đem mấy người thi thể thu thập phân biệt đặt trận pháp bên trong theo nói, hỏa bốc lên dựng lên, chỉ thấy đại địa dưới. Hiện ra lệnh nhân tâm giật mình phù văn, thập phần cường đại. Mang theo một cổ hùng vĩ chi ý, nhìn phù văn. Liền dường như đối mặt nguy nga thần sơn giống nhau. Làm người có một loại khó có thể nhìn thẳng cảm giác. Chư vị, trợ ta giúp một tay, thần chủ lúc này nói, tiểu. Tử ngươi đi ra ngoài, cần thiết cho ta một công đạo, lục vũ nói chúng ta các chấp nhất phương trận chân nói hắn đi vào phía tây phương vị mà lâm việt thiên cơ các các chủ thăng còn lại là phân biệt ở vào mặt khác bốn cái phương vị theo bọn họ thần lực rót vào dưới vài tên lão giả thi thể bắt đầu hóa thành cho tàn trên người thần tính vật chất chậm rãi dung nhập đại địa phía trên ầm 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 chấn động không ngừng bên tai mấy người tự hồ đặt mình trong tiên giới bên trong nơi này có nồng đậm sinh cơ mấy người đều là có loại mọc cánh thành tiên cảm giác, bất quá loại cảm giác này hư vô mờ mịt. Có loại không thực tế, phía dưới đã xảy ra cái gì? Lúc này ngồi xếp bằng tại ngoại giới vài tên cường giả, mang theo giật mình chi sắc, bọn họ lão tổ đều là tiến vào tới rồi trong đó. Chi kích thần đình tổ chức thần chủ, hiện tại đã xảy ra dị biến. Làm cho bọn họ đều là thập phần kinh hãi. Bất quá lúc này di tích lại một lần bị phong tỏa bởi vì di tích ảnh hưởng chính là vài tên lão giả ngã xuống. Mấy người đều là không biết, bọn họ không hẹn mà cùng nhìn trên người mệnh giàn. Phát hiện như cũ là sáng lên, cũng liền an tâm rồi, tiếp tục chấn thủ ở ngoại giới. Thần đình chi chủ đã là nỏ mạnh hết đà. Khả năng vài vị lão tổ đã đưa bọn họ hoàn toàn chém giết, hiện tại mở ra chân chính di tích. Đem được đến bên trong tạo hóa, có người nói nói. Mấy người đều là sôi nổi gật đầu, hiển nhiên thập phần tán thành cái này cách nói, chỉ là đáng tiếc ta chờ không thể tiến vào đến trong đó, có người thở dài nói, lão. Tổ đến lúc đó xuất quan, không thể thiếu ta chờ chỗ tốt, một người an ủi. Nói xong, mấy người tiếp tục nhắm mắt thần niệm dò ra, lúc này di tích phía dưới đại địa hoàn toàn đã xảy ra biến hóa. Chỉ thấy nơi này bởi vì vô tận sinh cơ nguyên nhân, đại địa phía trên mọc ra rất nhiều thượng cổ dị chủng cây cối. Không biết đi qua bao lâu, nơi này tự hồ hóa thành mãng hoang nơi, bất quá bởi vì không có sinh. Linh tồn tại, như cũ có vẻ rất là sách cổ, nơi này địa mạo đều là đã xảy ra thay đổi, thăng. Phóng nhãn nhìn lại, mang theo giật mình, bừng bừng sinh cơ ở kích động. Mấy người nhìn về phía bốn phía, đôi mắt không hạt, đều có thể nhìn đến, lục. Vũ khinh thường nói, thăng không có cùng hắn tranh cãi, thần chủ cũng là từ vòm trời phía trên rớt xuống tham kiến thần chủ thăng khom người gặp qua thần chủ thiên cơ các các chủ đối mặt thần chủ cũng là hơi hơi khom người miễn lễ thần chủ bình tĩnh nói thần chủ là một người trung niên nam tử mặt nếu đau tức thậm chí anh đĩnh thập phần tuấn mỹ người chính là lâm việt đi thần chủ nhìn lâm việt mang theo vui mừng đúng là lâm việt gật đầu bất quá hắn chỉ là chắp tay cũng không có hành lễ thần chủ cũng là không có chút nào để ý mà là nhìn về phía phương xa nhàn nhạt nói nơi này chính là di tích vốn dĩ bộ dạng chúng ta phải được đến đồ vật ở chỗ sâu nhất nói thần chủ chỉ dẫn một cái phương vị một khi đã như vậy liền đi trước đi lục vũ nói hiện tại nơi này đã bị âm binh sở chiếm cứ không biết ngươi muốn đồ vật hay không còn tồn tại nơi này lục vũ sầu lo chúng ta đã không có nhiều ít thời gian lục vũ đối thần chủ nói thần chủ cũng minh bạch lục vũ ý tứ trước đó hắn cũng đã nhìn thấy quá âm binh kia một mạch là ta thần đình túc địch không nghĩ tới đã xâm nhập tới rồi nơi này thần chủ nói kia một mạch vốn dĩ chính là đại biểu cho quỷ dị xem ra đại chiến lại sắp lan tràn toàn bộ thế giới lục vũ chậm rãi nói nơi này là thứ gì ở phía trước hành bên trong lục vũ dò hỏi hẳn là luân hồi lá bùa thần chủ nói đối với bên trong cụ thể có thứ gì, thần chủ lại là không biết, lục vũ gật đầu, nói. Đó là một cái thứ tốt, luân hồi lá bùa là vật gì, lâm việt khó hiểu dò hỏi. Luân hồi lá bùa, có thể cho người giữ lại đời trước ký ức, an toàn đi lên luân hồi chi lộ, lục. Vũ nói, bất quá đối với kết sỏi công hiệu, lâm việt cũng không cảm thấy hứng thú, hắn là nghĩ đến. Này luân hồi lá bùa có thể câu thông luân hồi nơi. Chính mình hay không có thể mượn luân hồi lá bùa, tiến vào đến luân hồi nơi bên trong rồi sau đó trở lại khởi nguyên nơi. Nghĩ tới nơi này, Lâm Việt đối với luân hồi lá bùa tới hứng thú. Chương 1476 xương xám chỗ sâu trong đi ra sinh linh. Năm đó này Tôn Cường Giả được đến không ngừng một chương luân hồi lá bùa. Bất quá không biết hắn táng mà bên trong hay không còn tồn tại thần. Chủ đối với này cũng là không hiểu biết, hiện Tại thần đình đã không có luân hồi lá bùa sao?" Lục Vũ dò hỏi. "Này vẫn là hắn thức tỉnh lúc sau." Trần Trình Y nghĩa thượng cùng hiện giờ đại lý thần chủ gặp mặt, bất quá hắn không có chút nào. "Xa lạ mà là trực tiếp thanh toán cùng dò hỏi, sớm." "Đã đã không có, ở kia một hồi đại chiến bên trong đã cấp mất đi rất nhiều người dùng hết." Thần chủ nói, bất quá hắn cũng không có trải qua kia một việc, chỉ là từ thần đình tổ chức bên trong ghi lại chung biết được hắn cũng biết luân hồi lá bùa thật lớn tác dụng bởi vậy đối với việc này cũng là mưu hoa hồi lâu bất quá ngươi cách làm tuy rằng thành công lại làm ngô có một ít thất vọng lục vũ nhàn nhạt nói lúc này hắn lời nói bên trong mang theo nghiêm túc chi ý thần chủ không nói gì xem như tiếp nhận rồi lục vũ phê bình ta thần đình tổ chức thần chủ chẳng sợ chỉ là đại lý cũng là thiên hạ đệ nhị tồn tại nếu là khuyết thiếu tế phẩm, đại nhưng chảo mấy cái tới, không cần phải tính kế, lục. Vũ Giáo Huấn nói, ai? Này một thế hệ thần đình, thoạt nhìn có một ít xuống dốc. Lục Vũ mang theo thở dài chi ý, hắn tựa hồ không có nói giỡn, đối với này. Thần chủ cũng là không có phản bác, hắn lại là là toàn bộ câu trần quốc gia cổ bên trong người. Mạnh nhất, chính là nếu là phải làm đến thiên hạ đệ nhất, lại là kém hơn một ít tư chất hắn cũng khắc sâu minh bạch thần đình tổ chức năm xưa đến tột cùng dữ dội khủng bố. Tới rồi hắn này một thế hệ, lại là có một ít xuống dốc, bất quá này cũng không có cách nào sự. Tình, này không thể trách ngươi, là vĩnh dạ nơi đông lộc đại địa quá mức cằn cỗi. Năm đó chúng ta chuyển nhà đến đây, vốn dĩ chính là vì hoàn thành mẫu chuyện lục. Vũ nói, hắn chỉ là giáo dục, cũng không có trách cứ chi ý. Thằng cũng là không có đối lục vũ phản bác ở thần chủ trước mặt hắn có vẻ thực ngoan ngoãn ngày thường hắn rất khó nhìn thấy thần long thấy đầu không thấy đuôi thần chủ lúc này nhìn thấy trong lòng tự nhiên là kích động còn có tiểu tử này cũng quá yếu đặt ở phía trước thần đình chính là sách giày đều là không xứng lục vũ nhìn thấy thần chủ không có phản bác hắn không cấm lại bắt đầu của trách thăng ngươi thăng trong ánh mắt mang theo phẫn hận tiền bối giáo huấn đến là thần chủ nói bớt quá thăng thân phận thần chủ không có tiếp tục nói tiếp không bao lâu mấy người đã là đi tới nơi đây chỗ sâu trong chỉ thấy mấy cây thật lớn màu đen cột đá chung ương ừ, có một chỗ xương xám mê mang mảnh đất mơ hồ chi gian có thể nhìn đến bên trong tựa hồ có thứ gì ở du tẩu mang theo làm người tim đập nhanh cảm giác xương xám bên trong đan sen nói cùng lý bất quá lại là nơi trốn lộ ra quỷ dị làm người không cấm tâm kinh đảm hàn có một cổ lực lượng ở lâm việt mấy người đã đến lúc sau ánh mắt nhìn về phía nơi đó tựa hồ tồn tại nào đó nhân quả trực tiếp hướng về lâm việt mấy người căn nguyên ăn mòn mà đến lâm việt có thể nhìn đến theo bọn họ ánh mắt dưới bọn họ trên người tựa hồ đã bị liền thượng nào đó không thể biết sợi tơ đối với này sợi tơ lâm việt có khắc sâu nhận chi chính là nhân quả sợi tơ Bất quá này này thượng mang theo nào đó quỷ dị lực lượng. Chính mình thần đình chi chủ ra tay, bất quá như cũ không có tiêu trừ loại này sợi tơ, để. Cho ta tới thử một lần đi, Lâm Việt chậm rãi nói, chỉ thấy hắn một bước bước ra. Trên người xuất hiện nhân quả lực lượng, trong tay thạch kiếm. Khắc thượng chín khởi nguyên cổ tự, xếch. Thoạt nhìn Lâm Việt chỉ là tùy ý múa may một kích, bất quá đem không khí chảm rớt một ít không có gì thực chất tính tác dụng chính là liền ở lâm việt chém ra này nhất kiếm lúc sau mấy người trên người lại là cảm giác buông lỏng tựa hồ kia cổ ăn mòn lực lượng nháy mắt liền biến mất hảo thần dị thăng mang theo kinh hỷ phía trước hắn còn đem lâm việt coi làm cùng bối người mà trải qua nhiều như vậy sự tình lúc sau lại là càng thêm kính sợ loại này kính sợ trình độ gần như đã siêu việt thiên cơ các các chủ hắn rốt cuộc là cái gì lai lịch thăng trong lòng không cấm nghi hoặc thăng không coi là thần đình tổ chức cao tầng bởi vậy cũng không có tư cách đi tìm hiểu lâm việt thân phận bất quá hiện tại nhìn đến lâm liên tiếp ra tay bên trong lại là càng thêm tò mò quả nhiên là loại này thủ đoạn nói lực lượng lục vũ nói trên người của ngươi nắm giữ vài loại nói lâm việt không có trả lời cũng không có phủ nhận nơi này đã hóa thành âm binh cứ điểm không biết bên trong luân hồi lá bùa hay không còn tồn tại, Lục Vũ mang theo nghi hoặc chi ý âm. Bình cứ điểm chỉ sợ lấy chúng ta hiện tại thực lực khó có thể tiến vào đến trong đó, thần. Chủ lần đầu tiên nhíu mày nói. Lục Vũ cũng là gật đầu, âm binh làm luân hồi lộ phía trên tồn tại, mang theo vô tận tân mật. Hiện tại nơi này trở thành cứ điểm, Lục Vũ thực lực không có khôi phục. Khó có thể chân chính tiến vào đến trong đó, sẽ có thật lớn nguy hiểm. Lâm Việt nhìn xương xám, cũng là không có một chút nắm chắc, nhớ. Năm đó, ta một người chọn phiên không biết nhiều ít âm binh, hiện tại một cái nho nhỏ cứ điểm. Bất quá là từ luân hồi lộ bên trong chạy thoát vật nhỏ, ngô đều là không có cách nào, lục. Vũ gấp đến độ dậm chân. Bất quá này luân hồi lá bùa, lại là cần thiết được đến, thần. Đình chi chủ nói, chúng ta yêu cầu tiếp dẫn hồi năm đó bởi vì ở đại chiến mà luân hồi cương giả dạ, lâm việt nghĩ tới địa cầu phía trên luân hồi nơi năm đó thủy hoàng đế cũng là làm hắn mang đi luân hồi lá bùa hay không hai loại lá bùa là một loại đồ vật bất quá thực mau lâm việt liền lắc đầu nơi này luân hồi lá bùa đề cập tới rồi luân hồi lộ mà địa cầu bất quá là năm đó tối cao diễn biến một chỗ thí nghiệm nơi sân hẳn là ở uy năng phía trên rất xa không kịp liền ở mấy người hết đường xoay sở hết sức bỗng nhiên nhìn đến, xương xám chỗ sâu trong, chậm rãi đi ra một bóng người, dần dần. Hắn thân hình trong sáng. Xuất hiện người nọ, dáng người câu lũ, áo xám hôi phát. Tựa hồ đã hoàn toàn bị màu xám vật chất xâm nhiễm, bất quá trên người hơi thở. Lại là mang theo thế giới này tính chất đặc biệt là tiểu tử ngươi, lục. Vũ nhận ra tên này xuất hiện lão giả, bất quá lục vũ nhíu mày. Tại đây bóng người trên người, đã rõ ràng cảm giác không đến sinh cơ hắn sớm đã mất đi không biết nhiều ít năm tháng hiện tại xuất hiện bất quá là bằng vào một cổ chấp niệm mà thôi hắn đã từng là ta thần đình tổ chức người sao thăng không cấm dò hỏi hắn ở bóng người kia trên người cảm nhận được thật lớn uy áp này tuyệt đối là đệ thập bước cường giả cho dù là mất đi không biết bao lâu năm tháng đã làm người tim đập nhanh có loại phải quỳ phục xuống dưới thăm viếng xúc động không phải, bất quá năm đó cùng ta thần đình tổ chức quan hệ thực chặt chẽ, không nghĩ tới. gì tích thế, nhưng là hắn lưu lại lục. vũ mang theo một phiền muộn chi ý, nói chúng ta cái kia thời đại người thật sự không có sống đến đương thời sao? hắn không cấm nhìn về phía nơi xa bóng người, chỉ thấy bóng người kia đôi tay mở ra. đan sen nói cùng lý nùng liệt luân hồi hơi thở xuất hiện thế nhưng làm nơi này hôi khí đều là ngắn ngủi biến mất rất nhiều luân hồi lá bùa thăng nhìn theo bóng người mở ra đôi tay bên trong xuất hiện tam trương nhan sắc không đồng nhất lá bùa này thượng mang theo một cổ sức mạnh to lớn gần là khai vài lần đều có thể cảm nhận được tự hồ tự thân muốn đi vãng sinh thăng ánh mắt dần dần mê ly này phương đại địa phía trên đồ vật theo luân hồi lá bùa xuất hiện đều là xuất hiện mất đi loại này xu thế là không thể nghịch chuyển này luân hồi chi lực hảo sinh nồng đậm lâm việt trong lòng hơi giật mình trên người hắn tự hồ cũng là có một loại lực lượng ở bị lôi kéo mà ra bất quá hắn thực mau chính là ngăn chặn hắn sớm đã hoàn toàn nắm giữ luân hồi đạo tắc bất quá hiện tại hiển nhiên không phải triển lộ hảo thời cơ tự hồ xương xám bên trong có một đôi mắt ở như hổ rình mồi bất quá không biết vì sao hắn nhìn đến luân hồi lá bùa đi tới thần chủ mấy người trước mặt cũng không có ngăn cản lâm việt ánh mắt thực nhạy bén bên trong kia đồ vật tuyệt đối không phải hiện giờ có thể địch nổi tồn tại chỉ sợ cũng là đột phá tới rồi đệ thập bước đều thập phần khó giải quyết thế giới này thần bí trình độ rất xa vượt quá ta tưởng tượng lâm việt không cấm thở dài nói theo lá bùa chậm rãi đi tới thần chủ mấy người trước mặt là người vẫn luôn ở bảo hộ này mấy chương luân hồi lá bùa sau, lục. Vũ nhìn màu xám thân ảnh, hiện tại hắn thân thể sớm đã bị màu xám vật chất ăn mòn. Hiện giờ xuất hiện, bất quá là bằng vào một cổ chấp niệm. Cảm giác tới rồi thần đình tổ chức mọi người đã đến. mươi 1477 lại lần nữa bị màu xám vật chất xâm nhiễm. Màu xám thân ảnh không có trả lời, ở mọi người ánh mắt bên trong trên người hắn có một tầng tầng màu xám xác ở rào rạt rơi xuống, theo hắn xoay người. Một lần nữa trở lại xương xám bên trong, dần dần hóa thành một đống bột mịn là bên trong có đồ vật ra tay. Lâm Việt không khỏi lẩm bẩm, hắn có thể rõ ràng cảm giác đến, bên trong có một cái đồ vật. Cực độ cường đại, tuyệt đối không phải lục vũ trong miệng theo như lời âm binh. Mà là mặt khác, nơi đây không nên ở lâu, Lâm Việt thần sắc nghiêm túc nói thăng cùng thiên cơ các các chủ đều là lần đầu tiên nhìn đến lâm việt biểu tình. Như thế nghiêm túc, không cấm dò hỏi, đã xảy ra cái gì, ngươi? Nhìn đến bên trong có thứ gì sao, lục? Vũ lấy quá lá bùa lúc sau, nhìn về phía lâm việt, mày thâm nhan. Lâm Việt gật đầu, bởi vì hắn nắm giữ luân hồi đại đạo nguyên nhân, lúc này đối với kia xương xám. Chỗ sâu trong đồ vật cảm thụ nhất thân thiết nếu là lại tại đây lưu lại. Khả năng bọn họ đều là muốn táng thân nơi này thần chủ trực tiếp tế ra một kiện đồ vật, một chản đồng đen. Có thể xua tan bọn họ bên người hôi khí, bắt đầu đề phòng lên, thì... Ra là thế, nơi này ngủ đông một cái đại gia hỏa, khó trách, lục vũ minh bạch hết thảy. Hắn lập tức nhích người, hô to nói, chúng ta hiện tại không thể địch, đi trước rời đi. Bất quá hắn trong khoảng thời gian ngắn, cũng là ra không được nơi này, đối. Mặt lâm Việt cảnh cáo, mấy người đều là thần sắc nghiêm túc, bao gồm thần chủ bọn họ cực nhanh rời đi nơi đây không biết đi qua bao lâu mấy người đều đã đi tới di tích bên cạnh lâm việt cùng thần chủ trấn thủ tại hậu phương chỉ là không biết khi nào lâm việt khóe miệng tràn ra một sợi hôi huyết mặt nếu giấy vàng hơi thở đều là trở nên mỏng manh lên sinh mệnh khí cơ ở nhanh chóng trôi đi lâm việt đã xảy ra cái gì thăng quay đầu thấy được lâm việt trạng thái không cấm đại kinh thất xác bọn họ đều là không biết đã xảy ra cái gì mới vừa rồi rõ ràng không có phát sinh bất cứ chuyện gì chính là bọn họ đều là không biết khi nào lâm việt thế nhưng bị thương hơn nữa trên người hắn lượn lờ một cổ màu xám hơi thở đang không ngừng ăn mòn thân thể hắn không cần tới gần lâm việt làm mọi người rời xa hắn chỉ có hắn biết ở bọn họ trước khi rời đi hôi khí chỗ sâu trong đồ vật đối hắn ra tay loại này thủ đoạn thập phần quỷ dị cơ hồ chính là lâm việt đều là không có phòng bị đến nếu không phải hắn hiện tại vận dụng luân hồi đại đạo lực lượng đem này cổ màu xám hơi thở trấn áp ở thân thể chỗ sâu trong chỉ sợ hiện tại hắn đã bị ăn mòn vĩnh viễn rơi vào tới rồi trong bóng tối cổ lực lượng này lâm việt nói xong lúc sau trực tiếp ngồi xếp bằng ở trên mặt đất lúc này hắn trong lòng lẩm bẩm loại này thủ đoạn tựa hồ cùng năm đó làm chính mình ngã xuống kia cổ lực lượng. Thập phần tương tự, cũng là đột ngột xuất hiện. Ta sẽ không phạm lần thứ hai sai lầm, Lâm. Việt trong lòng lạnh lùng nói, hắn năm đó ở khởi nguyên nơi chính là bị kia đồng quan bên trong sinh linh vận dụng loại này thủ đoạn. Làm chính mình ở lúc sau mấy ngàn năm bên trong không có chút nào biện pháp. Cuối cùng ngã xuống ở bí địa bên trong, nếu không phải cuối cùng nguyên hỏa hiến tế tự thân, khả năng chính mình liền vĩnh viễn mất đi theo lâm việt vận dụng luân hồi lực lượng có thể nhìn đến trong thân thể hắn kia cổ hôi khí đang ở dần dần biến mất hắn đến tột cùng nắm giữ cái dạng gì lực lượng bất quá là thứ chín bước liền có thể trấn áp hôi khí chính là lục vũ đều là không cấm giật mình thần chủ ánh mắt cũng là không cấm động dung bọn họ đều là không biết lâm việt đến tột cùng là vận dụng kiểu gì thủ đoạn mới có thể đem tự thân căn nguyên hôi khí trực tiếp trấn áp, rời đi một ít lục. Vũ nhìn đến Lâm Việt trên người hôi khí ở dần dần thu liễm. Tựa hồ nghĩ tới cái gì, lập tức báo cho mọi người, cùng lúc đó. Lục Vũ trực tiếp tế ra 40 căn hắc bổng. Trấn áp ở Lâm Việt bốn phía, này thượng có một cổ sức mạnh to lớn xuất hiện. Thêm vào ở Lâm Việt trên người, mấy người đều là không dám thác đại, liền ở bứt ra hết sức lâm việt trên người bạo phát càng vì khủng bố hôi khí hai người có căn nguyên thượng bất đồng nhưng tựa hồ là cùng loại thủ đoạn nếu tưởng chảm rớt ta vì cái gì ta không mượn cổ lực lượng này trái lại cắn nuốt ngươi chờ lâm việt trong lòng đã có hiểu ra kỳ thật ở năm đó chính mình ngã xuống phía trước liền nếm thử quá phương pháp này bất quá năm đó hắn không có hoàn toàn nắm giữ luân hồi chi lực bởi vậy không có chút nào biện pháp bất quá tới rồi hiện tại lại có một cổ quỷ dị lực lượng tiến vào tới rồi chính mình trong cơ thể lâm việt hiện tại tự hồ tìm được rồi điểm tới hạn chỉ thấy hắn điều khiển luân hồi chi lực làm hôi khí hướng về chính mình bụng tụ tập cùng lúc đó đã từng làm chính mình ngã xuống kia cổ hôi khí còn sót lại cũng là xuất hiện ở nơi này hai cổ hôi khí ở lẫn nhau đan chéo lại là khó có thể dung hợp về một tự hồ là bởi vì thế giới đạo tắc bất đồng hai loại lực lượng căn nguyên đến từ một chỗ chính là lại khó có thể dung hợp không chỉ có như thế hai người tự hồ còn ở lẫn nhau bài xích bất quá lâm việt không có quản nhiều như vậy luân hồi đạo tắc hóa thành một đám căn nguyên ký hiệu đem hai cổ hôi khí phân biệt trấn áp rồi sau đó hai cổ hôi khí ở chậm rãi ngưng hình cuối cùng ở lâm việt điều khiển dưới hai cổ hôi khí hóa thành cối say trên dưới hai khối mà luân hồi lực lượng đây là thêm vào ở trên đó trở thành thời khắc đó ngân mang theo một cổ cổ xưa tăng thương ý vị này cối say tựa hồ tuyên cổ tồn tại tại đây lâm việt mở to đôi mắt thời điểm nơi này đã qua đi hai tháng thời gian đối với lâm việt tới nói tựa hồ chỉ là trong nháy mắt đưa ta một hồi tạo hóa lâm việt chăm chú nhìn di tích trung ương mang theo cười lạnh chi ý nói đến lúc đó Ta sẽ gấp bội hoàn lại ngươi, mặc kệ ngươi cùng kia khởi nguyên nơi đồng quan sinh linh. Có cái gì liên hệ, di tích chỗ sâu trong đồ vật tựa hồ có cảm giác giống. Mỏng manh tiếng hô tới rồi mấy người trong tai. Lại là nói không nên lời quỷ dị, đặc biệt là thăng, mặc dù là có thần chủ mấy người bảo vệ. Như cũ là làn da xuất hiện nếp uốn, nứt ra rồi từng đạo hoa văn. Tựa hồ liền phải mất đi, Lâm Việt một đạo ánh mắt chiếu rọi ở thăng trên người chỉ thấy thăng trên người, hiện lên một đạo hôi khí, trực tiếp tiến vào tới rồi lâm việt trong cơ thể, rồi sau đó trong thân thể hắn kia cối say chậm rãi vận chuyển. Đem hắn hôi khí nghiền ma, trở thành chất dinh dưỡng, có thể nhìn đến. Lâm Việt trên người lực lượng, tựa hồ lớn mạnh vài phần. Cảm, cảm ơn, thăng suy yếu nói, bất quá Lâm Việt ở mới vừa rồi ánh mắt dưới. Cũng thấy được thăng chân thật dung mạo, làm người ngoài ý muốn chính là hắn thế nhưng là một nữ tử, hơn nữa có khuynh quốc khuynh thành dung mạo. Chỉ sợ ở tư sắc phía trên, chút nào không thua gì liễu như thế cùng ngọc lả lướt hai người, lục. Vũ nhìn đến Lâm Việt vận dụng thủ đoạn, không cấm hiển lộ ra kinh ngạc chi sắc, không cấm nói. Người thế nhưng ở lợi dụng cổ lực lượng này, không có gì vấn đề. Lâm Việt bình tĩnh trả lời nói. Cổ lực lượng này, đại biểu cực hạn quỷ dị. Ngươi! Lục Vũ như cũ là mang theo lo lắng chi sắc nói, từ xưa đến nay bên trong đều mệt có người muốn mượn cổ lực lượng này chính là tới rồi cuối cùng đều là một cái kết cục trở thành trong đó không thể diễn tả một viên. Lục Vũ đi tới Lâm Việt trước mặt muốn cẩn thận tra xét thì ra là thế người đã từng liền tiếp xúc quá loại này màu xám vật chất lục Vũ mang theo giật mình chi sắc Lâm Việt gật đầu bất quá đối với chuyện cũ cùng với chính mình như thế nào bị hôi khí ăn mòn mà ngã xuống, chưa từng có nhiều đề cập. Chương 1478 màu xám vật chất bị tế luyện thành cối say. Mấy người mở ra di tích ở trên đường, Lục Vũ vẫn là nói. Tuy rằng ngươi đối này hôi khí thập phần quen thuộc, nhưng ta còn là xin khuyên ngươi. Không cần quá nhiều lợi dụng, Lục Vũ trung tâm báo cho, đây là Lục Vũ một phen hảo ý. Lâm Việt cũng là gật gật đầu bất quá hắn cũng không biết lâm việt hiện tại đã lợi dụng luân hồi đạo tác hoàn toàn đem hôi khí luyện hóa thành cối say hắn không phải lợi dụng cổ lực lượng này mà là chân chính khống chế các ngươi đi trước rời đi đi ta muốn tại đây di tích bên trong lại tu hành một chút thời gian lâm việt đối mấy người nói hiện tại hắn đã đem hôi hóa khí làm cối say có thể đem nơi này lực lượng hấp thu luyện hóa này nơi này âm binh đối với lâm việt tới nói là tốt nhất chất dinh dưỡng, bởi vậy hắn muốn ở chỗ này, đem tự thân lực lượng lớn mạnh. Hắn hiện tại đã đi tới thế giới này 5 6 năm thời gian, không cần phải tiếp tục trì hoãn đi. Xuống, theo hiểu biết dưới, hắn biết thế giới này thời gian tốc độ chảy. Tựa hồ cùng khởi nguyên nơi có điều không giống nhau, tựa hồ thông thả rất nhiều. Hiện tại khởi nguyên nơi cùng vũ trụ đã không biết đi qua bao lâu năm tháng, bởi vậy Lâm Việt yêu cầu mau chóng trở về, có lẽ nơi này chính là hắn chân chính chứng đạo địa phương, không? Cần tới gần nơi đó, Lục Vũ nhắc nhở nói. Đề cập kia xương xám tụ tập chỗ, Lục Vũ cũng là mày thâm nhân, nơi đó tràn ngập nguy hiểm. Hắn không nghĩ Lâm Việt tiếp tục đi trước nơi đó, Lâm Việt gật đầu, điểm này hắn vẫn là biết đến. Tuy rằng Lâm Việt hiện tại đã đem kia đồ vật đối chính mình thủ đoạn hóa giải. Chính là nếu là muốn cùng với chống lại không phải lâm việt hiện tại có thể làm được bất quá hiện tại làm không được không đại biểu lúc sau nếu ngươi đã quyết định ta cũng không hảo nói nhiều cái gì lục vũ nói tồn tại trở về thần chủ cũng là nói hết thầy cẩn thận thăng cùng thiên cơ các các chủ nói ở di tích đãi mấy tháng thời gian bọn họ cũng biết nơi đây thập phần nguy hiểm động một chút khả năng bị màu xám hơi thở ăn món hoàn toàn hóa thành cái xác không hồn này không phải bọn họ muốn nhìn đến lâm việt kết cục đối với mấy người hảo ý lâm việt cũng là gật đầu thần chủ đơn độc kêu lâm việt hắn đem chính mình kia chản đồng đèn giao cho lâm việt trên tay rồi sau đó nói hiện tại ta đem tự thân nắm giữ cái loại này thuật pháp ly thiên giáo với ngươi này đề cập tới rồi đệ thập bước lúc sau cảnh giới ngươi cần thiết hảo sinh tìm hiểu thần chủ không có chút nào giữ lại trực tiếp đem chính mình đối với ly thiên hiểu được cùng nhau truyền thụ cho lâm việt đa tạ thần chủ lâm việt trịnh trọng nói lời cảm tạ hắn ở tiếp xúc ly thiên kia một khác liền biết này pháp không đơn giản đối với thần chủ không hề giữ lại lâm việt cũng là thập phần cảm tạ hắn không biết thần đình tổ chức đối chính mình vì sao như vậy hảo bất quá nếu thần đình tổ chức như thế đối hắn Lâm Việt không phải vô tình hạ người, đối với thần đình, hắn cũng biết kế tiếp. Chính mình hẳn là như thế nào làm, theo di tích đại môn mở ra. Mấy người liền rời đi, có thể nhìn đến, ở thần chủ tùy ý ra tay bên trong. Đóng tại bên ngoài mấy người, trực tiếp bị đánh thành huyết vụ. Lâm Việt thấy như vậy một màn lúc sau, liền chậm rãi xoay người. Lại lần nữa tiến vào tới rồi di tích bên trong, theo đi trước mấy ngày thời gian, Lâm Việt một Bên ở phía trước hành, một bên tìm hiểu thần chủ truyền thụ Ly Thiên, theo phía trước hôi khí. Bắt đầu kích động, Lâm Việt biết là Âm binh mượn đường mà hắn đúng là đang chờ đợi cơ hội này, theo vài tên hổ. Bại, người mặc chế thức giáp trụ Âm binh, chậm rãi xuất hiện ở trong thông đạo, Lâm Việt đầu tiên là đem tự thân hơi thở giấu kín. Thẳng đến Âm binh từ chính mình bên người xuất hiện kia một khắc, Lâm Việt trực tiếp động. Thủ, chỉ thấy hắn thạch kiếm phía trên xuất hiện khởi nguyên cổ tự lực lượng, xích nhất kiếm chém ra. Có mấy chỉ âm binh, trực tiếp hóa thành hôi khí, rồi sau đó hư ảo thân hình, trở thành bột mịn. Đang không ngừng tiêu tán, Lâm Việt lập tức đem hôi khí hút vào trong tay, rồi sau đó không có. Chút nào trần chờ trực tiếp đem này cắn nuốt. Theo âm binh kia tinh thuần hôi khí nhập thể, Lâm Việt trong ánh mắt. Hiển lộ ra một cổ yêu tà chi ý, hắn thần niệm ở trong thời gian ngắn đều là bị ảnh hưởng, bất quá này chỉ là ngắn ngủi. Thực mau lâm việt đó là đem kia cổ hôi khí, lấy tự thân cối say nghiền nát. Hóa thành tinh thuần lực lượng tiến vào tới rồi khắp người bên trong, trên người hắn lực lượng. Đang không ngừng lớn mạnh, bất quá là mấy chỉ âm binh mà thôi. Liền làm lâm việt cơ hồ muốn đột phá tầng thứ hai. Âm binh trong cơ thể lực lượng dữ dội cuồn cuộn này không khỏi làm lâm việt đều là có một ít ngoài ý muốn này đó âm binh là đã từng cường giả biến thành vẫn là có luân hồi lộ sáng tạo lâm việt khó hiểu nếu là này đó âm binh đều là cường giả sau khi chết biến thành như vậy này cổ thế lực không thể nghi ngờ là khủng bố bởi vì nơi này mỗi một cái âm binh chỉ sợ đều là có thứ chín bước thực lực chỉ là khuyết thiếu linh trí bởi vậy lâm việt mới có thể một kích đắc thủ hiện tại phía trước dư lại mấy chỉ âm binh, tựa hồ cũng là cảm giác tới rồi. Phía sau có người đối chính mình ra tay, bọn họ giữ tận quay đầu lại. Hợp với một chút da thịt cầm, rắc rác, làm người sởn tóc gáy, một ít âm binh tứ chi đều là tàn khuyết. Tàn phá vũ khí, có kiếm bảng to, búa rìu, giáo chờ bất quá phần lớn đã hủ bại. Này thượng mang theo một cổ hư thối hơi thở. Tựa hồ liền hư không đều có thể ăn mòn, khi bọn hắn ra tay khi đó toàn bộ thông đạo đều là ở xuất hiện biến hóa, vách đá đã chịu ăn mòn. Lâm Việt lấy cổ tự hộ thể, bất quá âm binh hủ bại lực lượng rất là quỷ dị. Mặc dù là hiện tại Lâm Việt vận dụng cổ tự lực lượng, như cũ là khó có thể hoàn toàn chống đỡ tới rồi cuối cùng. Lâm Việt không tiếc vận dụng bình gốm lực lượng theo sau hắn vận dụng thạch kiếm. Âm binh lúc này đã là hướng về Lâm Việt vọt tới, bọn họ gào giống rít gào như là đến từ chính cửu u lấy mạng lệ quỷ, lâm việt sắc mặt bình tĩnh, thạch kiếm sáng lên, nơi. Này còn dư lại mấy chỉ âm binh. Bất quá trong đó cầm đầu, thập phần cường đại. Cơ hồ đã tới rồi thứ 9 bước 3 tầng, hiện tại không có đã chịu áp chế, có khả năng bùng nổ lực. Lượng là không thể tưởng tượng, ở bình gốm thêm vào dưới, nơi này âm binh. Tựa hồ hiển lộ ra sợ hãi bọn họ không có lâm việt trong tưởng tượng như vậy, không cụ bị linh trí, loại này sợ hãi. Tự hồ là ở vào căn nguyên bên trong, không? Thể tưởng được bình gốm đối với các ngươi, còn có áp chế tác dụng, lâm việt nhàn nhạt nói. Có thể nhìn đến, lâm việt thạch kiếm phía trên. Tự hồ xuất hiện một cổ màu vàng cổ xưa ngọn lửa, bao phủ thân kiếm phía trên. Tuy rằng không có cụ bị cái gì uy năng, ở âm binh trong mắt, lại là tràn ngập vô tận uy hát yêu ta, thậm chí có âm binh bắt đầu lùi lại. Bất quá ở kia cầm đầu âm binh gào giống bên trong, vài tên âm binh vẫn là tiến lên. Nhào hướng Lâm Việt, xích, một người âm binh trực tiếp bị Lâm Việt xuyên thủng. Rồi sau đó Lâm Việt một tay trực tiếp đem này đầu niết bạo, màu xám vật chất. Từ Lâm Việt hơi thở bên trong, tiến vào tới rồi trong cơ thể, hắn tinh thần mang theo phấn chấn chỉ ý tựa hồ này hôi khí đối với hắn tới nói là một loại khó được chất dinh dưỡng nếu là bị người thấy được một màn này biết rõ màu xám vật chất người chỉ sợ sẽ chấn động ai dám như thế hấp thu hôi khí này quả thực là cùng tìm chết vô dị mặc dù là lúc trước xa đọa vài tên lão giả đều là tiêu phí đã lâu thời gian từng bước tiếp xúc loại này hôi khí mà không dám trực tiếp đem này hấp thu hóa thành tự thân chất dinh dưỡng, hiện tại Lâm Việt lại là trực tiếp như thế, trường hợp không? Thể nghi ngờ là chấn động. Trường 1479 chảm âm binh, tráng mình thân. Lâm Việt lúc này so với kia âm binh, càng như là từ cửu U mà đến, theo hắn cất bước chi gian. Âm binh một đám bị chém giết tới rồi cuối cùng. Lâm Việt cảnh giới trực tiếp đột phá tới rồi tầng thứ hai hiện tại hắn đã đem thạch kiếm thu hồi, trong ánh mắt mang theo một cổ yêu tà hôi khí. Giống như ma vương giống nhau, mang theo lạnh nhạt cùng thị huyết, hắn tâm trí tự hồ đều bởi vì quá nhiều hút vào kia hôi khí mà dẫn tới bị ảnh hưởng, bởi vậy hiện tại hắn dần dần mất đi lý. Chí, kia cuối cùng một người âm binh, trực tiếp chết thảm ở lâm Việt trong tay. Bị hắn đại tá tám khối, trực tiếp xé rách thành mảnh nhỏ, giống, lâm Việt ở gầm nhẹ vô tận hôi khí vờn quanh ở hắn bên cạnh người tựa hồ đối với hấp thu này hôi khí đối với hắn tới nói là một loại hưởng thụ nếu là nơi này ở vào sinh linh cư trú nơi khả năng đã là sinh linh đồ thán bởi vì lâm việt hiện tại tựa hồ cũng không thể hoàn toàn khống chế hắn hành vi bất quá theo thời gian trôi đi dưới lâm việt cảnh giới đi tới tầng thứ hai đỉnh hắn trên người bốc hơi hôi khí dần dần toàn bộ thu liễm tiến vào tới rồi trong cơ thể bị cối say hoàn toàn luyện hóa, Lâm Việt ánh mắt dần dần khôi phục tới rồi thanh minh, xem. Da vẫn là có chút nóng này." Lâm Việt nói, nếu là nơi này có sinh linh tồn tại lời nói. Lâm Việt khả năng đã đại khai sát giới. Không ai có thể chống cự hắn, rốt cuộc hiện tại hắn đã ở vào thứ chín bước. Toàn bộ câu Trần quốc gia cổ, trừ bỏ kia số ít mấy người, người nào có thể chống đỡ hắn? hơn nữa ở di tích bên trong mọi người cảnh giới đều là bị áp chế ở bình gốm lực lượng dưới lâm việt có thể hoàn toàn vận dụng tự thân tu vi bất quá nếu là ở di tích bên trong không có người băn khoăn lâm việt ngay sau đó nói hồi khí khó có thể ăn mòn hắn chỉ là nếu hấp thu quá mức nhanh chóng nói sẽ ngắn ngủi ảnh hưởng hắn tâm tính này không phải cái gì vấn đề lớn Trải qua một phen thực tiễn lúc sau, Lâm Việt đã có thể khẳng định tự thân cối say. Có thể hoàn toàn ma diệt màu xám vật chất. Hóa thành tự thân lực lượng, Lâm Việt ở tiếp tục đi trước, hiện tại hắn hóa thành âm binh tàn sát. Giả, ở di tích bên trong, nơi nơi siêu tầm. Tiến vào vĩnh dạ nơi người, thấy được âm binh. Đều là hận không thể tránh mà xa chi, chính là hiện tại Lâm Việt lại là ở chủ động tìm kiếm, bởi. Vậy hắn còn cố tình để lại một sợi hôi khí dùng để chỉ dẫn phương hướng, thời gian trôi qua ba ngày. Lâm Việt cảnh giới, cũng không sai biệt lắm lắng động lại xong, này chủ yếu dựa vào với chính. Mình đối với cảnh giới hiểu biết, cùng với tu hành nói dẫn kinh, hắn có thể nhanh chóng nắm giữ tự thân cảnh giới. Bất quá tới rồi hiện tại, Lâm Việt như cũ có thể cảm nhận được. Theo tự thân lực lượng không ngừng lớn mạnh, tựa hồ tồn tại bình cảnh. Chỉ là hiện tại hắn còn không có tao ngộ đến thôi khả năng trở lên thăng mấy cái tiểu cảnh giới hắn tu vi liền sẽ dừng lại một đại đoạn thời gian yêu cầu đi lắng đọng lại bất quá đây là chuyện sau đó ba ngày thời gian lâm việt lại lần nữa tao ngộ tới rồi một đợt âm binh không có chút nào ngoài ý muốn lâm việt đưa bọn họ tất cả chém giết rồi sau đó đem hôi khí cắn nuốt hắn thực lực trở lên thăng một tầng hiện tại đã ở vào thứ chín bước tầng thứ ba loại này cảnh giới tấn chức tốc độ, đặc biệt là tới rồi thứ 9 bước. Quả thực là không thể tưởng tượng. Làm người không thể tin được, bất quá Lâm Việt cũng không có bởi vậy mà thỏa mãn, hắn ở tiếp tục. Đi trước, này di tích bên trong âm binh không ngừng một cổ theo Lâm Việt đã chém chết hai đội. Hắn tự hồ đối với âm binh lui tới quy luật. Cũng có nhất định hiểu biết, thứ bảy ngày qua đi, Lâm Việt đã càng thêm thâm nhập di tích, hắn. Thấy được hai đội âm binh bọn họ mục đích địa nguyên lai like là nơi này, Lâm. Việt nhìn về phía chỗ sâu trong xương xám tồn tại vị trí, Lâm Việt lộ ra bừng tỉnh, lúc này có. Thể nhìn đến, này hai đội âm binh bên trong. Tự hồ nâng một cái quan tài, này thượng mang theo nồng đậm huyết tinh khí vị. Không biết là đến từ chính nơi nào, bất quá quan tài bên trong. Mang theo một cổ làm nhân tâm kinh hơi thở, là chân linh, nào đó cường giả chân linh. Lâm Việt thần niệm thập phần cường đại. Lúc này thông qua vũ hỏa cùng táng băng tế luyện quá đôi mắt. Rõ ràng thấy được quan tài bên trong đồ vật cái này làm cho Lâm Việt có một ít kinh hãi. Hắn đi tới câu trần quốc gia cổ mấy năm, đối với trong đó cường giả Cũng là hiểu biết rất nhiều, bất quá này quan tài bên trong chân linh. Hiển nhiên không phải đến từ chính câu trần quốc gia cổ, không thuộc về trong đó bất luận cái gì. Một cường giả, cái này làm cho Lâm Việt mang theo kinh hãi chi ý. Này chân linh có thể phát ra hơi thở. Tuyệt đối đã là ở vào thứ 9 bước cực cao trình tự, bất quá không biết vì cái gì nguyên nhân mà dẫn tới ngã xuống, cuối cùng bị âm binh đưa tới nơi này. Xem ra này đó âm binh chỉ là đi ra ngoài kiếm ăn, vì kia xương xám bên trong đồ vật. Tại thế giới tìm kiếm chất dinh dưỡng lâm, Việt tự hồ đã biết cái gì, lúc này lẩm bẩm, này khả năng đề cập đến xương mù chỗ sâu trong kia. Đồ vật xuất thế nếu lâm việt đã hiểu biết tới rồi tự nhiên sẽ không làm trong đó đồ vật như nguyện chưa từng có nhiều chuẩn bị lâm việt trực tiếp ra tay trong tay hắn bình gốm màu vàng hơi thở ở tung hoành tàn sát bừa bãi lúc này đây hắn không có thác đại thạch kiếm bộc phát ra lộng lẫy quang huy trực tiếp càn quét một mảnh hắn đem hôi khí hấp thu đồng thời quan tài trực tiếp nổ tung hiện tại lâm việt đã ở vào thứ chín bước ba tầng bình thường âm binh ở trong mắt hắn đã cấu không thành quá lớn uy hát Iota. Bất quá hiển nhiên có thể mang về chân linh âm binh, trong đó có thập phần cường đại. Cũng không nhược với hiện tại Lâm Việt bọn họ phục hồi tinh thần lại. Muốn đối Lâm Việt phát động công kích chính là Lâm Việt hiện tại vận dụng bình gốm lực lượng. Mặc dù là kia âm binh cùng Lâm Việt thực lực sắp xỉ. Cũng không thắng nổi Lâm Việt nhất kiếm, oanh, toàn bộ nơi sân ở bạo toái, Lâm Việt nhất kiếm dưới không chỉ có chém giết tên kia cường đại âm binh càng là trực tiếp đem kia quan tài đều là phách đến bạo toái mở ra trong đó chân linh lẫn vào tới rồi hôi khí bên trong bị lâm việt tất cả hấp thu chân linh tự hồ giữ lại một tia ý thức cảm giác tới rồi đồng loại hơi thở lúc này thế nhưng chủ động hoàn toàn đi vào tới rồi lâm việt thân thể bên trong trở thành lớn mạnh lâm việt thần niệm chất dinh dưỡng chân linh tinh thuần vô cùng đều là cường giả sau khi chết nhất tinh thuần di lưu không có chút nào tác dụng phụ lâm việt thần niệm cũng là ở lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ lớn mạnh này cường giả thân thủ chỉ sợ không kém gì thứ chín bước sáu tầng lâm việt nói bất quá lâm việt không có đem kia cường giả căn nguyên tất cả hấp thu bảo lưu lại trong đó nội hạch làm này tiêu tán ở di tích bên trong để lại chuyển thế hy vọng có thể nhìn đến người nọ đối với lâm việt thật sâu nhất bái ngay sau đó liền biến mất ở trong hư không lâm việt cùng không biết người này là chân chính tiêu tán vẫn là đi hướng chuyển thế đối với này đó lâm việt cũng không phải thực hiểu biết dư lại một đội âm binh lâm việt tự nhiên cũng không có buông tha ra tay chi gian liền trực tiếp mạt sát trường hợp lâm vào yên tĩnh lâm việt đem chân linh cùng với hôi khí luyện hóa lúc sau tự thân cảnh giới lần thứ hai tăng lên hắn không có thỏa mãn hiện tại hắn đã đại khái suy đoán tới rồi âm binh mục đích vì cấp xương xám bên trong kia đồ vật cung cấp chất dinh dưỡng một khi đã như vậy hắn liền có thể tại đây ôm cây đợi thỏ chờ âm binh đã đến đến lúc đó chém giết đó là tuy rằng âm binh khả năng từ bốn phương tám hướng tiến vào đến xương xám bên trong chính là hiện tại Lâm Việt chỉ cần đóng tại một phương hướng. Thu hoạch liền sẽ không quá thấp theo thời gian trôi qua dưới, ở ngày thứ ba. Lâm Việt liền gặp đệ tam đội âm binh đã đến, hắn không có chút nào lưu thủ. Trực tiếp đem âm binh toàn bộ chém chết. mươi 1480 câu trần quốc gia cổ thái thượng hoàng xuất thế. Hắn cảnh giới, bởi vì âm binh bên trong tồn tại một cái tầng thứ tư thực lực âm binh. Lâm Việt cảnh giới, trải qua một phen tích lũy, lại một lần đột phá. Tới tầng thứ tư nông nỗi, hiện tại trên người hắn lượn lờ nhàn nhạt hôi khí, tựa hồ đã sắp đồng. Hóa, kế tiếp, Lâm Việt không có lãng phí thời gian, nhanh chóng đem tự thân cảnh giới. Nhanh chóng lắng động lại, rồi sau đó loại trừ tự thân hôi khí. Đem toàn bộ hoàn toàn luyện hóa, ở lúc sau một tháng thời gian. Lâm Việt không biết chém giết nhiều ít âm binh, này không khác hổ khẩu đoạt thực rốt cuộc ở Lâm Việt chém giết cuối cùng một đội âm binh thời điểm, xương xám chỗ sâu trong đồ. Vật tựa Hồ cảm giác tới rồi Lâm Việt tồn tại, lúc này phát ra gào giống. Hắn tựa Hồ ở UH Yota Lâm Việt bất quá đối với hiện tại Lâm Việt tới nói. Chỉ cần kia đồ vật bản thể bất xuất thế, liền khó có thể đối này tạo thành chút nào UH Yota này. Bất quá là thu điểm lợi tức thôi, đến lúc đó ta sẽ tự mình tới thanh toán, Lâm Việt Nhàn nhạt nói, cuối cùng chém giết 20 đội âm binh, tự thân thực lực. Khó khăn lắm đột phá tới rồi thứ năm bước bởi vì Lâm Việt tồn tại. Xương xám chỗ sâu trong đồ vật tựa hồ cố tình khống chế âm binh, không hề xuất thế. Bất quá hiện tại Lâm Việt hấp thu luyện hóa nhiều như vậy hôi khí lúc sau. Đối với âm binh tồn tại cũng có rất sâu cảm giác, tuy rằng không ở Lâm Việt cái này phương vị còn là trốn bất quá lâm việt thủ đoạn kế tiếp hắn lại chém giết mấy đội âm binh thẳng đến cuối cùng xương xám chỗ sâu trong kia đồ vật hoàn toàn không hề làm âm binh xuất hiện người cũng sẽ sợ sao lâm việt đóng tại nơi này một tháng lúc này nhìn xương xám mang theo cười lạnh chi ý hắn hiện tại đã có thể biết âm binh số lượng cũng không phải không thể biết mà là hữu hạn trải qua lâm việt không ngừng chém giết mặc dù là xương xám bên trong kia đồ vật cũng là không chịu nổi nếu là tiếp tục tùy ý lâm việt chém giết khả năng ở cuối cùng hắn đem không có âm binh có thể thao tác đi đến thế gian đi tìm chất dinh dưỡng lâm việt thấy được xương xám chỗ sâu trong đồ vật kiêng kỵ hiện tại không có âm binh có thể chém giết bởi vậy không có tại đây tiếp tục dừng lại ý tứ hắn hiện tại đã chuẩn bị đứng dậy rời đi chỉ sợ này mấy tháng thời gian đã làm xương mù chỗ sâu trong đồ vật nguyên khí đại thương Hiện tại âm binh bị chém giết nhiều như vậy, hắn xuất thế thời gian. Không thể nghi ngờ lại muốn hoãn lại hồi lâu, cái này làm cho hắn không cam lòng, muốn nhắm ngay. Bị rời đi Lâm Việt lần thứ hai ra tay, hừ. Lâm Việt một tiếng hừ lạnh, giơ tay chi gian, trực tiếp đem kia đồ vật thủ đoạn hấp thu. Còn không quên chế nhạo một tiếng, nói, đa tạ, lúc. Sau xương xám chỗ sâu trong kia đồ vật liền yên lặng xuống dưới, Lâm Việt cũng rời đi di tích lúc này hắn đi tới vĩnh dạ nơi mặt đất phía trên nhìn cô tịch đại địa hắn rời đi nơi này còn có một cái chủ yếu nguyên nhân chính là tự thân tựa hồ đã tới rồi bình cảnh tuy rằng nói dẫn kinh có thể tiêu trừ bình cảnh cùng đột phá cảnh giới tai họa ngầm chính là hắn đột phá tốc độ thật sự quá nhanh từ xưa đến nay chưa từng có lâm việt như vậy đột phá tốc độ tồn tại mặc dù là nói dẫn kinh cũng là khó có thể tiêu trừ loại này tai họa ngầm hắn yêu cầu lắng đọng lại một đoạn thời gian đến lúc đó có lẽ có thể tiến vào đến xương xám chỗ sâu trong đem kia đồ vật hấp thu luyện hóa lâm việt đôi mắt bên trong lộ ra lộng lẫy quang huy hắn muốn mượn dùng với cái kia đồ vật đột phá cuối cùng một bước cũng chính là đệ thập bước dùng hợp tự thân nói quả chân chính đang lâm kia tối thượng cảnh giới lâm việt lấy ra thần chủ cho đồng đèn trong đó tuyên cổ bất diệt ngọn lửa chỉ dẫn phương hướng bởi vậy tỉnh đi lâm việt một phen công phu ở đường xá bên trong lâm việt cũng đang không ngừng tìm hiểu ly thiên này một thuật pháp dung nhập tới rồi tự thân tu vi bên trong nguyên lai like này ly thiên chân như lục vũ theo như lời đã không thể trở thành thuật pháp mà là một loại nói ngự thuật chi đạo lâm việt ở đường xá bên trong chậm rãi nói ly thiên tràn ngập huyền ảo có thể đem tự thân nắm giữ thuật pháp dung hợp về một hoàn toàn cùng tự thân kết hợp bởi vậy ở phía trước thần chủ ra tay bên trong mới có thể nhìn đến mặc dù là không có vận dụng thuật pháp thần thông có thể ra tay đó là siêu việt thần thông thuật pháp trong đó mang theo vô tận huyền ảo hơn nữa từ lục vũ trong miệng có thể biết sánh vai ly thiên thần thông đã từng thần đình tổ chức bên trong không ngừng có một loại thế giới này tuy rằng đối với nói lý giải không thâm chính là đối với thần thông cùng thuật pháp lại là đã tới rồi nơi tuyệt hảo lâm việt trầm ngâm nói ở vừa lúc cùng chính mình hiện giờ bổ sung cho nhau lâm việt đi ra vĩnh dạ nơi tiêu phí một tháng thời gian tại đây một tháng thời gian bên trong hắn hoàn toàn đem ly thiên nắm giữ hiện tại hắn đã có thể đem tự thân quá hư tám bộ chờ xưa nay chưa từng có hoàn toàn nắm giữ cơ hồ là giơ tay chi gian liền có thể đem tự thân mạnh nhất thủ đoạn dung hợp. Hóa thành càng vì khủng bố thủ đoạn này đó là ly thiên chi huyền ảo. Hắn đi tới câu trần quốc gia cổ lãnh thổ quốc gia, chưa từng có nhiều dừng lại. Trực tiếp bước lên đường về, ở giữa bước lên nhiều thần đình tổ chức cổ xưa vực môn, bất quá mấy. Ngày thời gian, hắn liền về tới vỗ hầu quốc, hắn gặp được lục vũ đám người. Câu trần quốc gia cổ sắp có đại động tác thiên. Cơ các các chủ nói, ở đường xá bên trong, Lâm Việt cũng là hiểu biết tới rồi một chút sự tình. Lúc này nói, này đây Minh Nguyệt Am Thánh Vương tuyển cử vì bắt đầu sao, không sai, thiên. Cơ các các chủ nói, thằng cũng là trình diện, thần chủ về tới câu trần quốc gia cổ lúc sau, đó là rời đi. Lục Vũ cũng là theo thần chủ cùng nhau, mang theo luân hồi lá bùa, không biết tung tích. Tự hồ là đi hoàn thành một chuyện lớn, đối với lúc sau ảnh hưởng rất sâu. Một khi đã như vậy, liền tiến đến Minh Nguyệt Am đi, vừa lúc hoàn thành ta hứa hẹn, Lâm Việt nói, lúc này đây câu Trần Quốc gia cổ thái thượng hoàng thức tỉnh, mang theo hiện giờ thất hoàng tử tựa hồ đối với Minh Nguyệt Am Thánh Vương chi vị. Chí tại Tất Đắc, thăng nhìn Lâm Việt nói, "Dầu Ria, Lâm Việt nói, năm đó thái thượng hoàng chính là cùng thần chủ giao thủ quá. Khi đó liền đã ở vào thứ chín bước năm tầng, hiện tại chỉ sợ thăng mang theo sầu lo, không? Đáng để lo, Lâm Việt bình tĩnh nói. Thăng hiện tại đã nhìn không thấu Lâm Việt tu vi, chính là hắn như thế nào cũng sẽ không nghĩ. Đến, Lâm Việt bất quá mấy tháng thời gian. Trực tiếp đột phá tới rồi thứ 9 bước 5 tầng nông nỗi. Lâm Việt theo như lời nói, cũng không phải nói ẩu nói tả. Mà là hiện tại hắn thật sự sẽ không để ý kia cái gì câu trần quốc gia cổ thái thượng hoàng. Năm đó Thái Thượng Hoàng tại vị là lúc đã từng tụ tập vô số cường già. Bao vây tiểu trừ thần đình tổ chức bất quá cuối cùng đại lý thần chủ thủ đoạn thông thiên. Trấn áp hết thầy, đây cũng là dẫn tới Thái Thượng Hoàng thoái vị nguyên nhân. Thiên cơ các các chủ rõ ràng biết được rất nhiều bí ẩn, lúc này đề cập nói. Hiện tại Thái Thượng Hoàng lần thứ hai xuất thế, thực lực hẳn là lại có điều đột phá, thiên. Cơ các các chủ nhắc nhở, làm lâm Việt không cần đại ý, Hắn kỳ thật cũng nên cùng thần chủ hai người rời đi. Chỉ là bởi vì muốn đi Minh Nguyệt Am thấy một vị cố nhân, bởi vậy thần chủ cũng là cho hắn một cái nhiệm vụ tổ chức câu trần quốc gia cổ hoàng tử. Ngành thú Minh Nguyệt Am thánh nữ, Minh Nguyệt Am lai lịch thập phần thần bí. Thần đình tổ chức sớm đã biết được Minh Nguyệt Am cũng là từ Vĩnh Dạ nơi bờ bên kia mà đến. Không biết mục đích như thế nào, hiện tại toàn bộ câu trần quốc gia cổ muốn phát sinh thật lớn biến cố, cùng này vĩnh dạ nơi bờ bên kia có quan hệ. Thần đình tổ chức sẽ không cho phép câu trần quốc gia cổ cùng Minh Nguyệt Am liên hợp này đối. Với thần đình tổ chức tới nói, là thật lớn uy hát yêu ta, thái. Thượng Hoàng, ta có thể thu thập, Lâm Việt nói. Nếu thần đình tổ chức muốn ngăn cản lúc này đây liên hôn. Chính mình đối liễu như yên cùng Ngọc là lướt cũng từng có hứa hẹn. Cũng là thời điểm đi Minh Nguyệt Am đi một chuyến, thiên cơ các các chủ ý vị thâm trường nhìn. Lâm Việt liếc mắt một cái, không có nói thêm nữa lời nói. Ở lúc sau ba ngày thời gian, Lâm Việt luyện chế một quả cửu phẩm đan dược. Làm thiên cơ các các chủ khôi phục tới rồi đỉnh, lần thứ hai trở thành thứ chín bước cường giả. Thoạt nhìn tuổi trẻ rất nhiều. Đồng thời, ở Lâm Việt đan dược duy trì dưới. Thằng cũng là đột phá tới rồi thứ tám bước bên trong.